Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 51. Có người kinh ngạc hỏi. Ủa, bọn họ đi thẳng hướng quân công bộ, chẳng lẽ bọn họ tích lũy quân công trên chiến trường sao? Có người cười nói. Trong bán yêu minh có vài binh trưởng hơi giỏi, dư sức giết một ít yêu giải rác. Nhiều tu sĩ ôm tâm tình náo nhiệt tụ tập bên ngoài quân công bộ, muốn nhìn xem sinh vật ti tiện bán yêu minh lập bao nhiêu quân công. Mặt Thạch Đại Khai bê bết máu, lông đen dài toàn thân đẫm máu, thanh âm đầy uất hận. Đám người kia thật quá đáng, muốn xem chúng ta làm trò cười. Người Phong Phi Vân sạch sẽ hơn nhiều, hắn bị thương nặng nhưng có kim tàm Phật khí điều dưỡng chữa lành. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Xem thì xem, a, à, bọn họ cũng trở về. Thạch Đại Khai nhìn theo ánh mắt Phong Phi Vân, thấy địa quân cuối chân trời lao vào quân doanh, một đám đông nghìn nghịt như bầy ong về tổ. Có mấy chục vạn tu sĩ, đa số mặc giáp, giơ cờ to, trên cờ viết chữ cổ, Hoàng Kim Thánh Phủ, Mộ Dung, Hoàng. Cờ bay dập trời, thánh quang lấp lánh, ánh sáng cờ chiến đâm người không mở mắt ra được. Thủ lĩnh là hơn 10 nam nữ phong hào tuyệt đại, hoặc là anh tài kiệt xuất trung cổ thế gia, thiếu chủ tiên thành, thánh nữ thánh phủ. Nam tuấn tú siêu đẳng, nữ đẹp như tiên, toàn là thanh niên, trò chuyện vui vẻ đi vào binh doanh. Là các thiên chi kiêu tử trung cổ thế gia trở về từ khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới. Địa quân mấy chục vạn tu sĩ là quân đội hộ vệ gia tộc của bọn họ. Đám thanh niên tài tuấn trở về, gây náo động lớn trong binh doanh 875. Nhiều người chạy ra binh doanh vây xem phong độ không long La Phù, náo nhiệt hơn lúc bán yêu minh trở về rất nhiều. Nam nhân mặc giáp Hoàng Kim là thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ, một vị vô thượng thiên kiêu, 18 tuổi đã vào chiến trường vạn tộc, tích lũy hơn 3.000 điểm quân công. Nữ nhân xinh đẹp khuynh thành thiên quang bao phủ kia là thánh nữ của Ngân Hà Thánh Phủ, có tiếng thơm là tiên nữ. Nhiều tài tuấn thiên hỏa phù rất ngưỡng mộ nàng, kinh diễm mất hồn. Đây là một đám tài tuân kiệt xuất được vầng sáng thiên tài bao phủ, rất nổi tiếng trong thế hệ trẻ, bản thân có tu vi cao không thể với tới, khiến người e sợ. Lưu Tô Tử, Cố Bát Thiếu Gia, một số thiên tài, thiên chi kiêu nữ trung cổ thế gia cũng có trong đó, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cố Bát Thiếu Gia mặc chiến giáp, rất là phong khoáng, tuấn tú đầy khí thế. Cố Bát Thiếu Gia cười nói. Khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới cũng chỉ có thế, chẳng có gì đáng sợ. Giết yêu tộc như đồ heo chó. Mộ Dung Kiến Khang cưỡi trên lưng một con chiến thú, tay cầm phương thiên hỏa kích, cất cao giọng cười nói. Chúng ta hợp tác tiêu diệt một hang ổ mấy chục vạn yêu tộc xem như công lớn, mỗi người chắc có thể đổi mấy trăm điểm quân công. Mộ Dung Kiến Khang làm như sợ người ta không nghe thấy bọn họ tích lũy quân công, nói rất lớn tiếng, tu sĩ nửa binh doanh 875 đều nghe thấy. Lời Mộ Dung Kiến Khang nói đúng là gây náo động. Tiêu diệt mấy chục vạn yêu tộc xem như công lớn, hèn gì bọn họ vui vẻ như thế. Ai lập công lớn đều thích khoe khoang. Tiêu diệt hang ổ mấy chục vạn yêu tộc, thật lợi hại, binh doanh 875 chúng ta đã nhiều năm không có tin chiến thắng như vậy. Yêu tộc rất gian xảo, linh giác cực kỳ nhạy bén, muốn tiêu diệt một hang ổ yêu tộc nói dễ hơn làm. Không uổng là đám người đỉnh cao nhất thế hệ trẻ Diệp Hồng Cảnh. Đám thanh niên tài tuấn đi hướng quân công bộ. Muốn đổi quân công. Người bán yêu minh còn đang xếp hàng trong đám đông. Có nhiều tu sĩ đi đổi quân công, mỗi người phải xếp hàng. So với đám thanh niên tài tuấn phong hoa tuyệt đại thì mấy chục bán yêu người đẫm máu không bắt mắt chút nào. Nhưng vẫn có người chú ý. Một gia nô đứng sau lưng Cố Bát Thiếu Gia cười nhạo. Ủa, đó chẳng phải là tinh anh bán yêu minh sao? Đại quân 500 người mà sao bây giờ còn có mấy người? Gia nô cố ý nhấn mạnh hai chữ tinh anh, đó là A Cẩu từng bị Phong Phi Vân dạy cho bài học. Thạch Đại Khai hét to. Không cần các ngươi lo. Trong giọng nói đầy tức giận. Cố Bát Thiếu Gia dừng bước nhìn, tàn binh bại tướng, bán yêu minh, cuối cùng nhìn Phong Phi Vân. Cố Bát Thiếu Gia gật đầu, nói. Không tệ, không chết trận trên chiến trường, có chút bản lĩnh. Không biết các ngươi tích lũy được bao nhiêu quân công. Phong Phi Vân bình tĩnh cười nói. Bán yêu minh chúng ta lần đầu tiên ra chiến trường, sao có thể so sánh với thanh niên tài tuấn nhà rộng của nhiều như các ngươi? Có thể sống đã là may. Nhiều người nghe giọng điệu của Phong Phi Vân đầy ghen tị, như đang nói, dù các ngươi lập công lớn thì đó là vì tài sản dày, có cường giả hộ đạo, có quân đội gia tộc cho các ngươi điều khiển chứ không phải dựa vào bản lĩnh thật.
Cố Bát Thiếu Gia cười nói. Có nhiều lúc hiện thực rất tàn nhẫn, làm người ta không chịu nổi. Thật ra bán yêu minh các ngươi cũng không dễ dàng gì, sống sót trở thành là tốt rồi, quân công thì từ từ kiếm. Nhiều người nghe ra Cố Bát Thiếu Gia, Phong Phi Vân đối thoại, Cố Bát Thiếu Gia chiếm ưu thế tuyệt đối, âm thầm đả kích bán yêu minh tơi tả. Đây là sát muối vào vết thương của bán yêu minh, không thấy người ta rất thảm sao. Nhiều người cho rằng trong lòng Phong Phi Vân rất lúng túng, xấu hổ, muốn chết. Lưu Tô Tử đồng tình liếc Phong Phi Vân, nói đỡ cho hắn. Cố lão bát, rốt cuộc ngươi có đổi quân công không? Nếu ngươi không muốn thì phần quân công của ngươi thuộc về ta. Cố Bát Thiếu Gia hơi kính sợ Lưu Tô Tử, biết Phong Phi Vân và nàng có chút quan hệ, gã không muốn làm quá không chừa đường sống. Cố Bát Thiếu Gia cười tủm tỉm bước đi. Bọn họ bao vây tiêu trừ một hang ổ yêu tộc là công lớn, đồn rầm rộ trong binh doanh 875 nên không cần xếp hàng, trực tiếp đi đổi quân công. Thạch Đại Khai nhỏ giọng thì thầm bên tai Phong Phi Vân. Phong huynh đệ, rõ ràng chúng ta lập công lớn nhưng tại sao không nói ra hù chết bọn họ? Phong Phi Vân cười nói. Điệu thấp, làm người nên điệu thấp. Khi đám người bán yêu minh xếp hàng tới chỗ đổi quân công thì đám thanh niên tài tuấn vừa đi ra. Một thanh niên tài tuấn trung cổ thế gia cầm phương thiên hỏa kích cười nói. Lần này ta đổi được 479 điểm quân công, không biết cố huynh đổi bao nhiêu. Cố Bát Thiếu Gia cười nói. Ta còn chia một phần cho đám gia tướng bên dưới, cuối cùng chắc có hơn 600 điểm, cộng với quân công trước kia, cộng lại cỡ 2.800. Lần này cố huynh quân công hiển hách, nhiều hơn quân công 10 năm trước cộng lại. Cố Bát Thiếu Gia lắc đầu cười. Lợi hại nhất là Tử Công Tử và Hoàng Kim Thiếu Chủ, ước chừng bọn họ tích lũy quân công khoảng 5.000 điểm, xếp 10 hàng đầu trong thế hệ trẻ Diệp Hồng Cảnh. Lúc này trong quân công bộ vang tiếng kinh kêu. Đám thanh niên tài tuấn chưa ra khỏi quân công bộ dừng đá dừng bước, không hiểu bên trong xảy ra chuyện gì. Tiếng ầm ĩ trong quân công bộ càng ồn ào, dần như chảo dầu sôi, nhiều người sôi trào. Đám tu sĩ trong quân công bộ ngây người nhìn bán yêu đổ hàng đống xác yêu ra, chất đầy quảng trường. Một thiếu niên bán yêu cụt một tay một chân chỉ vào đống núi xác yêu, nói. Đại ca, đây toàn là ta giết, tính giúp xem đổi được bao nhiêu quân công. Quân sĩ mặc áo giáp cầm bút sắt ngây người, hồi lâu sau phản ứng lại nhìn chằm chằm thiếu niên bán yêu, lại ngó núi xác yêu. Quân sĩ nuốt nước miếng ửng ực, hỏi. Thật sự là ngươi giết? Thiếu niên bán yêu nói. Nói nhảm nhí cái khỉ gì? Chẳng lẽ lão tử cụt tay cụt chân là giả sao? Đây là bị thương vì chiến đấu cho nhân loại, là quang vinh của ta. Quân sĩ cầm bút sắt lau mồ hôi trán vội đếm số lượng xác yêu. 20 yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, 675 con yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên, 3241 con yêu niết bàn đệ nhất trọng thiên. Tổng cộng 127,653 điểm quân công. Chúc mừng, lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc đã được phong làm, nhân loại công thần. Thiếu niên bán yêu cười phá lên. Không ngờ ta lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc giã thành nhân loại công thần, dễ tích lũy quân công thật. Xung quanh có nhiều tu sĩ nhân loại ghen tị, hâm mộ nhìn thiếu niên bán yêu chằm chằm. Quá may mắn, một lần tích lũy nhiều quân công như thế. Tài tuấn cổ tộc cũng ghen tị hâm mộ, một bán yêu mà tích lũy được nhiều quân công, tức chết người. Lưu Tô Tử, Cố Bát Thiếu Gia, thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ, thánh nữ Ngân Hà Thánh Phủ, cả đám người lộ ánh mắt kinh ngạc nhìn núi xác yêu, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Nhưng còn chuyện khó tin hơn. Đám tinh anh bán yêu minh đổ ra một đống núi xác yêu, có bán yêu bị thương nặng nằm trên cán cũng đổ đống núi xác yêu, chất đầy quảng trường. Những tu sĩ trong quân công bộ đã hóa đá, quá khoa trương, một đám tàn binh bại tướng, mỗi bán yêu vứt ra một núi xác yêu, lại còn tội nghiệp bảo, đại ca tính quân công dùm ta là Trương Thiết Ngưu của bán yêu minh. Những tu sĩ tính quân công từ, kinh hoàng, tỉnh táo lại, rầm rộ đếm xác yêu, tính quân công. Bán yêu minh Trương Thiết Ngưu, 107. 76 điểm quân công, thưởng một khối lệnh bài, nhân loại công thần. Bán yêu minh, Mộc Đạo Nhất, 176. 854 điểm quân công, thưởng một khối lệnh bài, nhân loại công thần. Bán yêu minh, Ngọc Đại, 135. 345 điểm quân công, thưởng một khối lệnh bài, nhân loại công thần. Có 87 tinh anh bán yêu minh sống quay về.
mỗi người tích lũy hơn 100 điểm quân công, trở thành nhân loại công thần. 87 nhân loại công thần sinh ra cùng lúc, rất là ngay ngắn. Phong Phi Vân cũng lấy ra đống xác yêu, ngoài ra có 13 nữ yêu tinh xinh đẹp bị bắt. Mỗi người xinh đẹp quyến rũ, gợi cảm, làm đám tu sĩ thèm nhỏ dãi. Bán yêu minh, Phong Phi Vân, 266. 543 điểm quân công, thưởng một khối lệnh bài, nhân loại công thần. Một tu sĩ tính quân công giao lệnh bài cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận lấy lệnh bài chữ, công, liếc hướng Cố Bát thiếu gia, mỉm cười nói. Mới có chút xíu quân công, còn cần cố gắng nhiều đây. Cơ mặt Cố Bát thiếu gia co giật. Thanh tế đại nhân, Bức Ứng đại nhân cũng đi đổi quân công. Bọn họ lấy mấy chục xác yêu đẳng cấp cao, đổi hơn 1000 điểm quân công, lĩnh lệnh bài nhân loại đại công thần. Đến lượt Khổng Hầu đại nhân lên sân khấu, móc 3 viên giới linh thạch ra khỏi túi quần, đổ xác yêu trong một giới linh thạch ra. Tiếng kinh kêu nối tiếp nhau. Đây là một đống xác yêu tam phẩm, có hơn 6000 cái xác. Nhiều người giật mình mắt tròn mắt dẹt. Lão nhân hộ đạo trung cổ thế gia, lão tổ cổ tộc kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, quá kinh người. Hơn 6000 xác yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, đây là hơn 6000 điểm quân công. Từ khi nào yêu niết bàn đệ tam trọng thiên biến thành rau cải trắng? Khổng Hầu đại nhân vinh mặt ra oai phất tay với mọi người, trấn an kích động. Khổng Hầu đại nhân lại đổ giới linh thạch thứ hai, mấy vạn xác yêu bay ra xếp thành hòn núi cao. Khi Khổng Hầu đại nhân đổ ra giới linh thạch thứ ba, bên trong chỉ có mấy chục xác yêu nhưng hơi thở mỗi cái xác rất cường đại. Có khí yêu quái bao trùm, có yêu hồn bất tử chiếm trên xác chết đôi khi gầm giống. Tu sĩ kiểm tra quân công tay run run đếm tới đếm lui, cuối cùng xá định đúng con số, gật đầu nói. Tổng cộng là, 1000 điểm quân công. Bốp, Khổng Hầu đại nhân hỏi. Thật sự chỉ có 1000 điểm. Đúng là 1000 điểm. Khổng Hầu đại nhân vỗ trán, than thở. Bà nội nó, hiểm thật, suýt chút nữa không thể trở thành chiến vương. Phụt, các tu sĩ muốn chửi thề, làm bộ làm tịch quá đáng. Chiến vương, một chiến vương sinh ra. Nhiều người bị tin tức hù ngây người. Không chỉ vì chiến vương sinh ra mà do bán yêu chiến vương, còn là bán yêu lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc. Những tài tuấn trung cổ thế gia, thiếu chủ tiên thành, thánh phủ giờ đều biến sắc mặt. Nhất là Cố Bát thiếu gia, biểu tình cực kỳ khó xem. Lúc trước Cố Bát thiếu gia còn nói với Phong Phi Vân là hiện thực rất tàn nhẫn, mọi người cho rằng gã tát bán yêu một cái quá đau. Bây giờ Cố Bát thiếu gia mới biết cái tát này là đập vào mặt gã. Đám tu sĩ từng cười nhạo bán yêu minh bây giờ méo mặt, cảm giác gò má nóng rát. Không biết là ghen tị bán yêu minh lập quân công hay thấy đau mặt. Xem ra bán yêu minh cũng tiêu diệt một ổ yêu tộc, các ngươi nhìn xem 90% xác yêu bọn họ mang về là Bạch Chu yêu tộc. Thật muốn biết sao bọn họ làm được, mới 500 người mà tiêu diệt một ổ yêu tộc. Dù có 4 bán yêu thất giai ra tay thì cũng là kỳ tích, bán yêu minh toàn quốc gai nhân loại sắp rúng động. Những xác yêu đã được đánh dấu quân công, 13 nữ yêu tinh xinh đẹp bị Phong Phi Vân bắt cũng có cường giả trong binh doanh để lại dấu ấn quân công trên người các nàng. Dọn dẹp xác yêu xong tinh anh bán yêu minh hãnh diện đi Mộc Thần Cung. Tu sĩ nào được 100 điểm là đủ tư cách vào Mộc Thần Cung lựa chọn một loại công pháp, đây là điều các bán yêu khao khát nên rất sốt ruột muốn đi ngay. Hôm nay binh doanh 875 xem như xong hỉ lâm môn, tin chiến thắng trước tiên tuyển về Diệp Hồng Cảnh gây náo động lớn. Thứ nhất là thiên chi kiêu tử thế hệ trẻ hợp sức tiêu diệt hàng ổ cự nghĩ yêu tộc. Tin thứ hai là bán yêu minh với binh lực 500 người tiêu diệt hàng ổ Bạch Chu yêu tộc. Cái này xem như kỳ tích, gây sóng gió lớn trong Diệp Hồng Cảnh. Tin lan đến bán yêu minh các đại vực, nhưng vực minh chủ kích động khó thể bình tĩnh tu luyện. Tu sĩ bán yêu minh kích động phát điên, mừng rỡ không sao tả xiết. Bọn họ cơ hị nhanh để trút ra tâm tình hưng phấn. Khi tin tức lan rộng khắp nơi, ước vạn bán yêu trong Diệp Hồng Cảnh kích động bật khóc. Một bán yêu tham gia thi đấu tuyển chọn tinh anh doanh bị đào thải giờ siết chặt nắm tay, giống to. Ta chỉ thiếu một chút xíu là có thể vào chiến trường vạn tộc, giết địch lập công như bọn họ, tại sao ta chỉ thiếu có một chút? Ta phải tu luyện, sang năm chắc chắn ta sẽ đánh bại mọi người, vào chiến trường vạn tộc. Mỗi bán yêu lập công trong chiến trường vạn tộc được ca tụng là anh hùng bán yêu. Câu chuyện truyền kỳ của bọn họ lan rộng bán yêu nô, được thần hóa.
Đám nhóc nhỏ tuổi nghe sôi sục máu nóng, từ nhỏ đã lập chí tương lai cũng sẽ trở thành anh hùng trong bán yêu. Trong một cái hầm, mấy trăm bán yêu nô chân cột xích sắt vất vả đào hầm, người đầy mồ hôi, cổ tay và chân chảy xước chảy máu. Một bán yêu nô chạy vào trong hầm hét to. Bán yêu Minh đại thắng trong chiến trường vạn tộc, 500 người giết mấy chục vạn yêu tộc, Khổng Hầu đại nhân trở thành chiến vương thứ nhất từ xưa đến nay của bán yêu Minh. Bán yêu chúng ta không phải nô lệ bẩm sinh, chúng ta cũng có thể lập công, chúng ta cũng có thể giết địch, chúng ta cũng có thể trở thành chiến vương. Bán yêu trong quặng mỏ tràn đầy chua xót, trong lòng đọng khổ sở mấy trăm ước năm lúc này trút hết ra ngoài. Nhiều người gào thét. Chúng ta không phải nô lệ bẩm sinh. Chúng ta không phải nô lệ bẩm sinh. Cảnh tượng này xảy ra ở nhiều nơi, quặng mỏ, dược điền, nô lệ doanh, kỹ diêu. Mấy trăm ước năm bị nhân loại đối xử như nô lệ, thậm chí không bằng, giờ bán yêu trông thấy hy vọng, nhìn thấy tương lai, tự tôn, tự tin. Bán yêu Minh đại thắng, trong mắt các hiền giả vũ hóa cảnh không là gì nhưng nó gây ra sức ảnh hưởng không ai tưởng tượng nổi. Không chỉ Diệp Hồng cảnh, làn sóng lan tràn sang những cảnh khác. Đám tu sĩ bán yêu Minh các đại vực thì ùa hướng Hồng Diệp Tinh, từ mấy hôm trước đã chờ bên cổ trận đài, tạo thành cảnh biển người đông đúc bên người cổ trận đài. Bọn họ muốn nghênh đón anh hùng trở thành. Chọn lựa công pháp tu luyện trong Mộc Thần Cung là chuyện khiến bán yêu cực kỳ hưng phấn, nhưng Phong Phi Vân thiếu hứng thú. Trong đầu Phong Phi Vân có vô số công pháp tu luyện, toàn là loại đỉnh cao. Phong Phi Vân cảm thấy tu luyện nhiều công pháp tạp mà không tinh nên chỉ tu luyện thể thuật mạnh nhất Bất Tử Phượng Hoàng Thân. Tu luyện Kim Tàm Kinh là sau khi hắn muốn đi đường xong tu thể khí mới bắt đầu. Nếu không phải cảm thấy Kim Tàm Kinh bác đại tinh thâm thì hắn sẽ không luyện. Giờ Bất Tử Phượng Hoàng Thân, Kim Tàm Kinh có thành tựu nhỏ, Phong Phi Vân sẽ không từ bỏ hai loại công pháp này đi tu luyện thứ khác. Bởi vậy Phong Phi Vân thiếu hứng thú với Mộc Thần Cung. Tu sĩ bán yêu Minh lựa chọn công pháp xong rời khỏi Mộc Thần Cung, ai nấy cực kỳ hưng phấn chuẩn bị trở về Diệp Hồng Cảnh. Nhưng Phong Phi Vân muốn một mình ở lại chiến trường vạn tộc. Ngươi định một mình ở lại chiến trường vạn tộc. Thanh tế đại nhân rất chú trọng Phong Phi Vân, muốn tài bồi hắn thành vô thượng anh kiệt, đại biểu bán yêu Minh tranh phong với tài tuấn trung cổ thế gia, nên nàng không cho phép hắn sằng bậy. Thanh tế đại nhân nói. Đừng bốc đồng, bây giờ hãy theo chúng ta quay về đi. Bức ứng đại nhân góp lời. Chiến trường vạn tộc vô cùng nguy hiểm, một mình ở lại chiến trường rất nguy hiểm. Khổng Hầu đại nhân rất thưởng thức Phong Phi Vân, không chút làm giá, thân thiết vỗ vai Phong Phi Vân. Khổng Hầu đại nhân cười nói. Minh trưởng đại nhân của ngươi là nữ nhân rất hung dữ, ngươi tuyệt đối đừng chọc giận nàng, nếu không kết cuộc sẽ rất thảm. Biểu tình Phong Phi Vân bình tĩnh lặp lại. Ta muốn ở lại chiến trường vạn tộc rèn luyện, thời hạn là 3 năm. Sau 3 năm ta chắc chắn sẽ quay về đại doanh bán yêu Minh báo danh, xin thanh tế đại nhân thành toàn. Thạch đại khai hét to. Muốn ở lại thì cùng nhau, sao có thể để ngươi một mình trong chiến trường vạn tộc? Đúng, cùng nhau ở lại. Cùng ở lại. Phong Phi Vân nói. Không, các người trở về đi. Ta ở lại chiến trường vạn tộc vì công pháp tu luyện khá đặc biệt, chỉ có trong sinh tử mới nhanh chóng thành tựu. Ba binh trưởng biết Phong Phi Vân rất có chủ kiến, khi hắn đã quyết định thì 10 con rồng cũng khó kéo lại. Thanh tế đại nhân hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất phải sống, nếu dám chết trong chiến trường vạn tộc. Nữ nhân luôn bà tám, các người trở về nhanh đi. Chờ 3 năm sau khi các người gặp lại ta nên gọi ta là Phong Chiến Vương. Người to gan, nói ai bà tám. Thanh tế đại nhân dã đi vào cổ trận đài, nếu không phải bị Khổng Hầu đại nhân. Bức ứng đại nhân ngăn cản đã lao ra đánh xỉu Phong Phi Vân rồi khiêng về. Phong Phi Vân nhìn theo tinh anh bán yêu Minh biến mất trong cổ trận đài, khóe môi cong lên. Đám người bán yêu Minh dưới từ Thạch Đại Khai, Mộc Trưởng Lão, Ngọc Đại, trên đến ba binh trưởng đều rất thân thiện. Cường đại như thanh tế đại nhân, Khổng Hầu đại nhân không có vẻ cao cao tại thượng ngăn cách, tóm lại cho cảm giác người nhà. Đây là cảm giác thuộc về. Phong gia. Hoàng tộc thần tấn vương triều cũng không đem lại cảm giác này cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, một công tử áo tím đến gần, đầu xê thí khăn, tóc dài buộc sau gáy, phong độ phiên phiên, rất giống mỹ thiếu niên làm bao thiếu nữ si mê. Phong Phi Vân thu về nỗi lòng, nhìn hướng công tử áo tím, cười nói. Thì ra là tử công tử đại danh đỉnh đỉnh, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ.
Lưu Tô Tử nghiêng người, trường bào phiêu giật, lắc cây quạt làm bằng tử tinh chỉ tầm. Lưu Tô Tử hỏi, tiểu tử nhà ngươi thật lạ, các binh trưởng bán yêu minh đã đi hết, tại sao ngươi còn ở đây? Phong Phi Vân gãi mũi nói, tuy tử công tử đại danh đỉnh đỉnh nhưng chưa đến mức duỗi tay lo bao đồng bán yêu ta đây đi. Hừ, thứ không biết tốt xấu, vậy ngươi cứ ở lại chiến trường vạn tộc đi, chết cũng đáng. Lưu Tô Tử đi hướng cổ trận đài, lúc sắp bước vào chợt nói. Nghĩ tình ngươi từng cứu ta một lần, cho ngươi biết một chuyện. Cố lão bát muốn giết ngươi, tự lo thân đi. Lưu Tô Tử nói xong đi thẳng vào cổ trận đài, ánh sáng bừng lên. Phong Phi Vân nhìn bóng dáng trong cổ trận đài, cười nói. Đa tạ. Ánh sáng cổ trận đài chợt lóe, Lưu Tô Tử biến mất. Phong Phi Vân ngừng cười, thầm nghĩ. Cố bát thiếu gia định giết ta, chắc vì 12 nữ nô bán yêu làm cố bát thiếu gia thấy mất mặt, muốn giết ta mới cam lòng. Phong Phi Vân đã cảm nhận có ánh mắt người trong bóng tối chú ý đến mình. Nhưng Phong Phi Vân không lo cố bát thiếu gia sẽ ra tay trong binh doanh. Dù gì chiến vương tọa trấn binh doanh, ai dám chản sát lẫn nhau trong binh doanh sẽ bị trừng phạt nặng. Cho nên Phong Phi Vân không lo. Nghe nói gần binh doanh có một chợ tiên, ở đó có thể bán yêu thi, yêu binh, yêu châu, có thể mua phù lục, linh dược. Phong Phi Vân hỏi thăm được tin tức này trong binh doanh 875. Tại nham hồng bí cảnh cao cấp, Phong Phi Vân dùng hết hơn một nửa phù lục, hắn cần bổ sung nhiều thêm. Phong Phi Vân cho rằng tin tức này là cố bát thiếu gia cố ý thả ra để dụ hắn, nhưng khi hắn đi qua mới biết đúng là có chợ tiên. Chợ tiên nằm cách binh doanh 875 800 dặm, trên đỉnh một ngọn núi lớn. Đứng ở chân núi chỉ thấy vách đá cao treo leo, mây mù lượn lờ. Ngẫu nhiên có mấy cây tùng cổ treo trên vách đá, cảnh tượng mông lung như tiên. Nhiều tu sĩ trong binh doanh 875 đến chợ tiên này. Bọn họ bay thẳng lên đỉnh núi, đi vào tiên cung Ngọc Điện. Phong Phi Vân bước ra một bước đạp hư không, chớp mắt đã đứng trên đỉnh núi. Một con đường cổ uốn lượn, xung quanh có nhiều cung điện làm bằng tinh ngọc, có động thiên lơ lửng trên cao. Tất cả là cửa hàng tiên do các đại thế lực buôn bán. Đương nhiên trừ cửa tiệm tiên ra nhiều tu sĩ bày tấm chiếu bãi quán ven đường cổ. Quán vỉa hè xếp hàng xác yêu, xương yêu, các yêu binh lạ lùng, có bình đựng máu yêu. Bán bản đồ khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới, bản đồ bí cảnh cao cấp đại phổ, bản đồ nham hồng bí cảnh cao cấp. Có người bán bản đồ, tuyên bố là bất cứ bản đồ bí cảnh nào trong Mộc Thần giá chiến khu đều bán đầy đủ. Mời mọi người qua xem, đây là thần cốt đào ra trong khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới, truyền thuyết là xương viễn cổ thánh linh, mọi người mau qua xem. Mua hoặc không tùy mọi người, nhìn miễn phí. Bán tin tức, mật văn kinh thiên, chỉ cần 80 vạn khối linh thạch. Tin vỉa hè, một câu 1 vạn linh thạch, cứ điểm ổ yêu tộc, địa điểm thế lực các yêu tộc cắt cứ, tình hình mỗi bí cảnh, các loại tin tức có hết đây. Chỉ sợ ngươi không đủ tiền, không sợ ta không biết. Trong chợ tiên tụ tập đủ hạng người, giao hàng rất vang, đa số khoác lác. Như tu sĩ bán xương thánh linh mới rồi bị chứng thực đó chỉ là cổ thạch hiếm hoi. Giờ lại có người thổi phồng mình không gì không biết, rất dành hàng ổ yêu tộc, bí mật kinh thiên trong yêu tộc. Nhiều người nghe giao hàng đó chỉ cười đi qua. Rất nhiều kẻ lừa đảo không có báu vật thật, dựa vào miệng lừa gạt kiếm tiền. Nếu người đó thật sự có thể cung cấp mấy tin tức này thì đừng nói 80 vạn khối linh thạch. Dù là 800 vạn cũng có nhiều thế lực bỏ linh thạch ra mua. Phong Phi Vân nhìn bà lão giao hàng. Bà lão ngồi trên ghế đá, tóc rối xù, tay chống cây gậy gỗ khô, nhe răng cười lộ hàm răng sún. Thấy Phong Phi Vân nhìn mình, đôi mắt đục của bà lão sáng rực, như thể nhìn thấy dê béo, vội chạy tới chặn đường Phong Phi Vân đi. Bà lão nói, tiểu huynh đệ, lão thân thấy ngươi là loại người dám mạo hiểm, dám làm việc lớn. Chỗ lão bà có một tin tức kinh thiên định bán cho ngươi, thấy ngươi rất hợp ý ta, chỉ bán 80 vạn khối linh thạch. Ánh mắt bà lão rất chân thành, như bà nội hiền lành, thân mật. 80 vạn khối linh thạch, đây đúng là ăn cướp. Phong Phi Vân hắng giọng. Cái này, trên người ta không mang nhiều linh thạch, chờ lần sau đi. Phong Phi Vân nói đi liền đi. 80 vạn khối linh thạch không là con số lớn đối với Phong Phi Vân. Nhưng hắn không muốn tùy tiện sử dụng vào việc không đâu. Không sao, viết giấy nợ là được. Bà lão không chịu bỏ qua Phong Phi Vân, níu chặt cánh tay hắn, nhỏ giọng truyền âm.
Tin tứ này liên quan đến huyệt của một vị thánh linh Bạch Chu yêu tộc, nếu huyệt đó bị tìm thấy thì sẽ có di bảo xuất thế, đáng giá hơn 80 vạn khối linh thạch gấp ngàn vạn lần. Nghe nói là thủy tổ của Bạch Chu yêu tộc, chết ở thời đại viễn cổ. Trong Bạch Chu yêu tộc có người điều tra được vị trí ngôi mộ, rất có thể ở đâu đó trong Mộc Thần giá chiến khu, chôn trong một tòa bí cảnh. Phong Phi Vân nghe đến mấy chữ Bạch Chu yêu tộc thì tim đập nhanh, lòng máy động. Phong Phi Vân hỏi, Mộc Thần giá chiến khu tương là lãnh thổ của Bạch Chu yêu tộc. Bà lão thấy Phong Phi Vân má câu thì cười đầy ẩn ý, híp mắt lại. Thật thô ngầm inh, đương nhiên là lãnh thổ Bạch Chu yêu tộc. Nhưng đại quân Du Tử Lăng bị nhân loại đánh bại, chỗ này bây giờ là đất của nhân loại. Phong Phi Vân biết lúc viễn cổ Bạch Chu yêu tộc từng sinh ra một vị thánh linh, được gọi là Bạch Chu Thánh Tổ, nhưng đó là chuyện mấy ức năm trước. Bạch Chu yêu tộc không còn hưng thịnh như trước, thực lực thao xa nhân tộc. Phong Phi Vân vội hỏi. Chúng nó đã điều tra được huyệt Bạch Chu Thánh Tổ vậy tại sao không phản công Mộc Thần giá chiến khu ngay? Bà lão cười nói. Ngươi đưa 160 vạn khối linh thạch cho ta trước đi. Tại sao? Bà lão vẫn cười. Vì vừa rồi ngươi biết được hai tin tức. Hố cha, hai câu nói đòi thu 160 vạn khối linh thạch, bất cứ ai đều cảm thấy mình rất oan. Nhưng có nhiều lúc có người muốn oan như thế. Tin thánh mộ của Bạch Chu Thánh Tổ làm Phong Phi Vân dục dịch, cái này liên quan đến tin tức một tòa thánh linh, không tầm thường, giá trị không thể dùng linh thạch để tính toán. Dù là tin giả cũng đáng tin thử. Phong Phi Vân viết hai tờ giấy nợ ra yêu, đưa cho bà lão. Phong Phi Vân hỏi, bây giờ bà có thể trả lời đáp án câu hỏi cho ta chưa? Đây là linh thạch cho hai câu trước, người phải ghi thêm một tờ giấy nợ cho ta. Bà lão cẩn thận cất ra yêu, cười đắc ý gian kế thành công, như thể không sợ Phong Phi Vân ăn quỵt. Phong Phi Vân giao tấm ra yêu thứ ba cho bà lão. Bà lão nhận ra yêu, nói. 10 năm trước Bạch Chu yêu tộc phản công Mộc Thần giá chiến khu một lần nhưng lại thua trận. Phong Phi Vân hỏi tiếp. Thánh mộ của Bạch Chu Thánh Tổ ở đâu? Bà lão xòe tay trước mặt Phong Phi Vân, khuôn mặt nhăn nheo cười tâu toét. Phong Phi Vân cười lạnh, ghi tờ giấy nợ thứ 4 nhét vào tay bà lão. Thở viễn cổ, Bạch Chu Thánh Tổ chôn xác mình trong hư không, sau này thánh linh khí khổng lồ ngưng tụ thiên địa nguyên khí, biến thành một tòa thế giới bí cảnh. Chỉ có 3 người biết vị trí thế giới bí cảnh ở đâu. Bà lão lại ngừng, mím môi. Phong Phi Vân hiểu ý, đưa tờ giấy nợ khác. Bà lão cười tít mắt. Người siêu tầm được vị trí cụ thể của mộ Bạch Chu Thánh Tổ có một vị đại hiền giả trong Bạch Chu yêu tộc, tức là sư tôn của Phi Viện Công Chúa Du Tử Lăng hiện thời. Phi Viện Công Chúa luôn muốn vực dậy Bạch Chu yêu tộc nên âm thầm đến bí cảnh cao cấp liên lạc đại quân Bạch Chu yêu tộc đã thua trận, muốn mở mộ chôn thánh linh ra, tìm về di bảo tổ tiên, để Bạch Chu yêu tộc lại nghênh đón huy hoàng. Phong Phi Vân hỏi. Đại hiền giả yêu tộc, Phi Viện Công Chúa, trừ hai người ra còn người cuối là ai? Bà lão đáp. Thị nữ của Phi Viện Công Chúa. Mắt Phong Phi Vân lóe tia sáng kỳ lạ nhìn bà lão chằm chằm, cười hỏi. Tại sao tiền bối biết rõ vậy? Bà lão xòe bàn tay khô đét. Phong Phi Vân đặt tờ giấy nợ thứ 6 vào tay bà lão. Giọng bà lão khàn khàn, mặt cười tâu toét. Ta đoán mò, người không? Bà lão mặc kệ Phong Phi Vân, cầm 6 tờ giấy phẩy trước mặt Phong Phi Vân, cười nói. Chàng trai, bây giờ ngươi đã thiếu ta 480 vạn linh thạch. Vậy chờ khi nào ta có linh thạch sẽ đưa cho bà. Phong Phi Vân xoay người đi. Bà lão cười cười, ngồi trở lại, giao tiếp. Bán tin tức, mật văn kinh thiên, chỉ cần 80 vạn khối linh thạch. Tin vỉa hè, một câu 1 vạn linh thạch, cứ điểm ổ yêu tộc. Địa điểm thế lực các yêu tộc cắt cứ, tình hình mỗi bí cảnh, các loại tin tức có hết đây. Chỉ sợ ngươi không đủ tiền, không sợ ta không biết. À, tiểu cô nương, lão bà thấy ngươi là người dám mạo hiểm, dám làm việc lớn, bà có tin tức lớn bán cho tiểu cô nương. Bà lão hố chết người chặn đường một thiên chi kiêu nữ cổ tộc, bí hiểm nói câu gì với nàng. Thiên chi kiêu nữ ban đầu mặt rửng rưng, nhưng càng nghe mắt càng sáng, vẻ mặt giật mình. Nhét các tờ giấy nợ vào tay bà lão. Phong Phi Vân cười bỏ qua những gì bà lão nói, nhưng đầu nhớ đến nữ yêu tinh Bạch Chu yêu tộc bị hắn bắt trong nham hồng bí cảnh cao cấp, lòng tăng phần khó hiểu. Một nữ yêu tinh bình thường trong đầu sao lại có ấn ký đại hiền giả để lại? Chuyện này đúng là đáng ngờ.
Phong Phi Vân bán nhiều xá yêu trong chợ tiên, mau một mớ phù lục. Khi Phong Phi Vân đến chỗ bà lão bày quán thì bà lão đã biến mất, rất nhiều người trong chợ tiên tìm bà lão. Tin tức liên quan mộ táng thánh linh lan trà khắp chợ tiên. Tạm không bàn đến tin tức có thật không, chỉ bốn chữ mộ táng thánh linh đủ kinh động nhiều tu sĩ, tạo thành làn sóng lớn. Không chỉ binh doanh 875, một số binh doanh gần đó cũng đồn chuyện này. Ba ngày sau, tin mộ táng thánh linh truyền khắp Mộc Thần Giá chiến khu, gây ra ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cuối cùng truyền về quốc gia nhân loại. Ngày càng nhiều cường giả trong quốc gia nhân loại nghe tin đến chiến trường vạn tộc, binh doanh chen chúc chật ních. Đi đâu cũng thấy đệ tử đại tộc, tu sĩ thế hệ trước quần áo ngăn nắp, trong đó có tiên hiền trung cổ thế gia, tiên thành, thánh phủ. Nhiều nhân vật thế hệ trước tìm đến, đa số người kiếm bà lão. Nghe nói có người đoán ra thân phận thật của bà lão, là một người làm người ta kính sợ. Không lâu sau có tin chắc chắn truyền đến. Thì ra khi tin mộ táng thánh linh truyền về quốc gia nhân loại thì một số trí sư lật xem tư liệu, bắt đầu kiểm chứng việc này. Có người điều tra truyền thuyết về Bạch Chu Thánh Tổ ghi trong sách cổ. Sách cổ ghi lại tu vi Bạch Chu Thánh Tổ lên đỉnh cao, khi còn sống vô địch, lúc tuổi già chôn mình trong hư không. Theo vài đại hiền giả nhân tổ động thiên kiểm chứng, vị trí Bạch Chu Thánh Tổ tự chôn rất có thể là Mộc Thần Giá chiến khu. Tin này truyền từ nhân tổ động thiên gây sóng gió lớn, nhiều nhóm người đại thế lực chạy đến. Đa số người không tin, cảm thấy có kẻ cố ý mượn việc này giành lợi riêng. Dù thánh linh chôn trong không gian này thì người bình thường khó mà tìm được. Nghe đồn có mộ táng thánh linh chôn ở đâu đó trong Mộc Thần Giá chiến khu, nhiều tiên hiền trung cổ thế gia chạy đến. Có người đào được xương thánh linh trong khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới, không biết là thật hay giả. Nhiều người đều đến hổ gầm thiên. Xì, vậy mà cũng tin. Mấy hôm trước có người nói là phát hiện một thánh động trong đại phổ bí cảnh cao cấp, tiên hiền một tòa tiên thành đi qua thì thấy đó chỉ là một tòa trung cảnh. Các loại tin tức lan tràn trong binh doanh, tùy thời nghe tin đồn về mộ táng thánh linh làm nhiều người đã chết lặng. Trong thời gian này Phong Phi Vân luôn ở binh doanh. Phong Phi Vân mở bí cảnh cao cấp, lại vào trong thiên quốc, đến một hòn đảo biển. Trên đảo mọc đầy trúc cổ màu tím, mỗi cây thô cỡ thùng nước, thân cây chứa linh khí. Phong Phi Vân đi vào rừng trúc, hít một hơi, không khí ngọt lành. Sâu trong rừng trúc có 5 căn nhà trúc, trận pháp bao bọc xung quanh nhà. Phong Phi Vân mở trận pháp, đến bên nhà trúc, đứng ven hồ nước xanh. Mao Ô Quy nằm phơi nắng giữa hồ, vẻ mặt lười biếng. Phong Phi Vân, La Phù công chúa đã có con vậy mà ngươi còn nuôi nữ yêu tinh bên ngoài, ngươi thấy có xứng với đứa trẻ chưa sinh ra đời không? Phong Phi Vân đi thẳng vào nhà trúc, kéo nữ yêu tinh mặc giáp mềm da yêu ra. Phong Phi Vân gặn hỏi, rốt cuộc ngươi có phải là phi viện công chúa của Bạch Chu yêu tộc không? Nữ yêu tinh té bên bờ hồ, lưng trắng, da thịt trơn mềm, tóc dài trắng rơi đầy đất, rơi vào hồ nước gợn sóng. Đôi mắt nữ yêu tinh trong như hổ phách, qua một lát mới qua cảm giác hoảng hốt. Lần đầu tiên nữ yêu tinh lên tiếng, thanh âm tuyệt vời thanh nhã. Sao ngươi biết phi viện công chúa? Phong Phi Vân đứng bên bờ hồ nhìn con rùa trắng trong hồ. Ta không biết ngươi có phải là phi viện công chúa của Bạch Chu yêu tộc không? Càng không biết người đi nham hồng bí cảnh cao cấp có phải vì tìm huyệt Bạch Chu Thánh Tổ không? Phong Phi Vân không nhìn nữ yêu tinh nhưng thần thức tập trung vào người nàng, hắn nói lời đó là cố ý thăm dò. Khi Phong Phi Vân nói mấy chữ huyệt Bạch Chu Thánh Tổ quả nhiên sắc mặt phi viện công chúa bối rối. Rào rào. Mao Ô Quy vốn phơi nắng trong hồ bị lời Phong Phi Vân nói kích thích, nó trở mình trong nước gây sóng lớn, mắt ti hí tràn đầy tham lam. Mao Ô Quy nói. Huyệt Bạch Chu Thánh Tổ đã bị tìm ra. Sao không nói sớm cho lão phu biết? Ta nghe nói lão già kia tu vi cái thế, khi còn sống vô địch thiên hạ, suýt đưa Bạch Chu yêu tộc hành thánh yêu tộc. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng biết chuyện này. Bạch Chu Thánh Tổ là thánh linh yêu tộc viễn cổ, Phong Phi Vân chỉ nghe tên nó, không có nhiều ấn tượng. Mao Ô Quy khẽ thở dài. Tu vi của Bạch Chu Thánh Tổ khá mạnh trong số thánh linh, tự sáng tạo vạn kiếp bất tử công. Tu luyện đến đại thừa, sống 12 vạn năm mới chết. Bạch Chu Thánh Tổ thọ hơn bất tử Phượng Hoàng thân Phượng Hoàng yêu tộc 3 vạn năm, từng đánh bại thánh linh Phượng Hoàng yêu tộc cùng thời đại, người nói xem Bạch Chu Thánh Tổ có oai không? Tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân đến đại thừa, tu luyện ra 999 khối phượng cốt chỉ sống được 9 vạn năm.
Phong Phi Vân kiên quyết nói. Không thể nào, bất tử Phượng Hoàng thân là luyện thể thuật đệ nhất thiên hạ, vạn kiếp bất tử công làm sao sánh bằng. Hơn nữa huyết mạch hệ Phượng Hoàng cao hơn Bạch Chu yêu tộc biết bao nhiêu lần. Đại thánh Phượng Hoàng yêu tộc sao có thể thua vào tay Bạch Chu thánh tổ. Nói đùa. Ha 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 ha. Tiểu tử, người rất trẻ tuổi, có nhiều thứ ngươi không hiểu. Mặc dù Phượng Hoàng được gọi là chim bất tử, tuổi thọ lâu hơn yêu tộc khác nhiều, nhưng trên đời không thiếu kỳ tài ngút trời. Chẳng lẽ huyết mạch cao quý sẽ không bị thua vào tay người huyết mạch đê tiện sao? Chẳng lẽ nhân vật mạnh nhất trong thiên địa chỉ ra bốn yêu tộc? Ngươi quá ngây thơ. Điều này thì Phong Phi Vân không phản đối. Như Phong Phi Vân bây giờ huyết mạch là bán yêu đê tiện nhất, chẳng lẽ bán yêu không có kỳ tài ngút trời? Bán yêu không thể đánh bại đệ tử trung cổ thế gia được sao? Huyết mạch không quyết định tất cả. Mao Ô Quy thèm muốn mộ chôn Bạch Chu thánh tổ, đó là di bảo thánh linh, một thứ trong đó toàn là vô thượng thần bảo. Mao Ô Quy tuyên bố có cách buộc công chúa Bạch Chu yêu tộc khai ra, nó hưng phấn chạy ra đảo biển, một canh giờ sau cõng một rổ thảo dược to trở về. Mao Ô Quy tràn đầy tự tin nói. Muốn một người nói chuyện, khống chế tinh thần của nàng là hạ sách, cách tốt nhất là khiến nàng tự nói ra. Phong Phi Vân hỏi. Chẳng lẽ ngươi có kế thượng sách? Mao Ô Quy chính nghĩa lấm lấm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đối phó nữ yêu tinh và nữ nhân đều như nhau, cách trực tiếp nhất là dùng thuốc. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. À, cách này có vẻ không siêu phàm thoát tục. Người trẻ tuổi, người không hiểu. Mao Ô Quy phớt lờ Phong Phi Vân, tập trung điều chế thần dược. Mao Ô Quy loay hoay nửa ngày rót một chén dược cho nữ yêu tinh. Phong Phi Vân cảm thấy Mao Ô Quy không đáng tin, nhưng lần này hắn hơi tin nó. Bởi vì khi Phong Phi Vân hỏi nữ yêu tinh có mặc quần lót không, sắc mặt nàng rất bình tĩnh đáp, không. Phải nói cách này tuy rằng không siêu phàm thoát tục nhưng rất trực tiếp. Một người một rùa hỏi han nữ yêu tinh, chén dược Mao Ô Quy điều chế có hiệu quả siêu tốt, nữ yêu tinh mơ hồ khai hết tất cả, nhưng đáp án làm một người một rùa giật mình. Mở ra mộ chôn thánh linh, làm thánh linh tái hiện. Cái, này, nghe ghê quá. Mao Ô Quy thụt lùi hai bước, thẫn thờ ngồi bệch xuống đất. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy biết một tin tức kinh người từ miệng nữ yêu tinh. Bạch Chu yêu tộc biết vị trí đại khái mộ Bạch Chu thánh tổ, muốn mở thánh mộ tìm xác, dụng cụ thánh linh, để Bạch Chu thánh tổ tái hiện trên đời. Phong Phi Vân lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào, người và yêu tuổi thọ có hạn, một khi thiên nhân ngũ suy tuyệt đối không thể sống lại, dù là thánh linh cũng không được. Mao Ô Quy gật đầu, nhìn nữ yêu tinh. Đúng là không thể nào, nàng dù gì chỉ là một thị nữ bên cạnh phi viện công chúa, không tiếp xúc chuyện bí mật nhất được. Ta suy đoán có người cố ý bày ấn ký trong đầu nàng, để chúng ta không thể đoán ra mơ cụ đích thật sự của Bạch Chu yêu tộc. Nữ yêu tinh này không phải phi viện công chúa, nàng chỉ là thị nữ theo hầu bên công chúa. Mặc kệ nữ yêu tinh nói có thật hay không, khẳng định một điều rằng phi viện công chúa đã đến Mộc Thần Giá chiến khu. Đến vì mộ táng Bạch Chu thánh tổ. Mắt Phong Phi Vân lóe tia sáng trí tuệ, trầm ngâm thật lâu sau nói một câu. Ta cảm thấy ta đã biết phi viện công chúa là ai. Phong Phi Vân vội vàng rời khỏi thiên quốc, đóng con đường thiên quốc, lại xuất hiện trong binh doanh. Ngoài phòng Phong Phi Vân có nhiều hơi thở cường đại xuất hiện, thỉnh thoảng một số đại tộc đến Mộc Thần Giá chiến khu, làm binh doanh bình tĩnh trở nên hỗn loạn, ầm ĩ. Trong binh doanh 875 vốn không cho phép đấu tranh, tàn sát lẫn nhau. Nhưng vì cường giả đại tộc đến hoàn toàn phá vỡ phép tắc. Chiến vương trong binh doanh cũng không dám đắc tội hiền giả đại tộc. Phong Phi Vân không hứng thú với đại nhân vật cổ tộc, hắn hứng thú phi viện công chúa, mộ táng thánh linh hơn. Phong Phi Vân định dẫn động trùng động linh thạch đi nham hồng bí cảnh cao cấp. Đột nhiên một luồng sát khí từ hư không truyền đến, rất mạnh mẽ. Khiến người toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Không khí khuếch tán sóng gợn, trung tâm làn sóng bay ra một luồng kiếm phong màu đen đâm thẳng trán Phong Phi Vân. Ầm. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm ngay, biến thành thanh chiến đao chém bay kiếm phong màu đen. Là ai, dám giết người trong binh doanh? Phong Phi Vân ngồi trên đài đá, tay cầm chiến đao, sắc mặt bình tĩnh. Phong Phi Vân khuếch tán thần thức hoàn toàn, theo dõi chặt chẽ tình huống xung quanh. Đối phương dám ra tay trong binh doanh nghĩa là bọn họ không sợ chiến vương, chắc chắn là người của đại tộc. Ầm 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 ầm.
Bốn thanh chiếm kiếm cùng đâm ra hư không, kiếm khí sáng rực từ bốn hướng chém vào Phong Phi Vân, phong kín mọi đường lui. Phong Phi Vân nhảy cẫng lên định đâm thủng nóc nhà, lao ra binh doanh. Nhưng một đại thủ ấn hiện ra trên đầu Phong Phi Vân, vỗ xuống. Phong Phi Vân tung một trường cách không va chạm, đánh nát đại thủ ấn. Trong không trung vang tiếng rên khẽ, kẻ đánh lén bị trường ấn của Phong Phi Vân chấn bị thương. Đối phương chuẩn bị sẵn sàng mới đến đánh lén, không biết trong hư không giấu bao nhiêu cường giả. Phong Phi Vân không dám đánh lâu, vội vàng dẫn động trùng động linh thạch mở cánh cửa, nhảy vào trong. Một thanh âm lạnh lùng nói. Còn muốn trốn. Luồng kiếm khí lao vào cửa trùng động chém hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bước vào cửa trùng động, đứng trên đường hầm không gian, tay cầm chiến đao chém một nhát chặn lại kiếm khí. Nhưng đường hầm không gian không chịu nổi lực lượng đã nứt rạt, vỡ thành nhiều mảnh. Phong Phi Vân vội sử dụng tiểu diễn thế giới, chân đạp hư không nhảy ra ngoài. Trên bầu trời nham hồng bí cảnh cao cấp, một đốm sáng lóe lên rồi biến thành vầng sáng. Cơ thể Phong Phi Vân nhảy ra khỏi vầng sáng, rơi xuống, cách mặt đất hơn 10 trượng thì người toát ra Phật quang màu vàng nâng Phong Phi Vân từ từ đáp xuống đất. Một lũ tóc rơi xuống mặt đất. Kiếm khí thật lợi hại, may mắn chỉ bị chém một lũ tóc. Phong Phi Vân sờ cổ mình, mắt tràn ngập sát khí. Là ai muốn giết ta? Trong binh doanh 875, bên cạnh tấm bia đá. Một nam nhân vóc dáng thon dài đứng đó, chân đứng thẳng, tóc dài đen nhánh, làn da trắng, toát ra khí thế người bề trên. Nam nhân nhắm mắt, dường như đang đợi ai. Vèo. Gợn sóng xuất hiện trong ư không sau lưng nam nhân. Năm tu sĩ mặc áo giáp đen bay ra hư không, quỳ sau lưng nam nhân. Bát thiếu gia, hắn đã trốn thoát. Ánh mắt Cố Bát thiếu gia lạnh băng. Năm người là tu sĩ Niết Bàn đệ tam trọng thiên, vào động thiên bí phủ Cố gia tu luyện, cùng cảnh giới khó gặp đối thủ vậy mà không giết được bán yêu Niết Bàn đệ nhị trọng thiên. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nam nhân thủ lĩnh năm người âm trầm nói. Bát thiếu gia thứ tội, hắn mở trùng động linh thạch cơ hị trốn, ta dùng kiếm khí chặt đứt đường hầm không gian. Bây giờ hắn đã rơi vào hư không, có lẽ chết rồi. Nam nhân tên Cố A Ưng, đã tu luyện 4.000 năm, một trong các thân tín của Cố Bát thiếu gia, tu vi đến cực hạn Niết Bàn đệ tam trọng thiên. Cố A Ưng rất tự tin vào kiếm quyết của mình, gã tin Phong Phi Vân đã bị giết. Linh giác cho ta biết hắn chưa chết, nhổ cỏ không tận gốc sẽ để lại mối họa. Cố Bát thiếu gia lạnh lùng hỏi. Có tính ra tọa độ không gian trùng động linh thạch không? Nam nhân tu vi cực hạn Niết Bàn đệ tam trọng thiên, Cố A Ưng trả lời. Đã tính ra, là nham hồng bí cảnh cao cấp. Phong Phi Vân lấy viên trùng động linh thạch ra, ném xuống đất. Bây giờ các ngươi hãy đi tọa độ không gian điều tra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cơ thể tuyệt đối không xảy ra sai lầm nữa. Năm nam nhân mặc áo giáp đen nhặt trùng động linh thạch lên, mở cửa trùng động nhảy vào trong, mục tiêu là nham hồng bí cảnh cao cấp. Cố Bát thiếu gia đứng trước tấm bia đá, mắt lạnh băng. Thật lâu sau mặt Cố Bát thiếu gia giãn ra. Cố Bát thiếu gia nhỏ giọng nói. Chỉ là một bán yêu, ta đã quá căng thẳng. Nghe nói Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng đến nham hồng bí cảnh cao cấp, phải chuẩn bị lễ vật dày bái phỏng mới được. Sự sống chết của bán yêu không có sức nặng trong lòng Cố Bát thiếu gia, giao cho thuộc hạ giải quyết là được. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đến Mộc Thần Giá chiến khu là chuyện rất lớn, gã phải hết sức tập trung xử lý. Cố Bát thiếu gia nói xong biến mất tại chỗ. Nam nhân, mặt đất đầy a nầm thạch đỏ rực, nhiệt độ nóng cháy. Đặt một khối sắt thường lên tảng đá chẳng mấy chốc nó sẽ bị nung biến hình. Gần đó là một dòng sông dung nham, sóng ngút trời. Hơi nóc không ngừng ập đến đốt không khí vặn vẹo. Nhìn núi phương xa, tầm mắt bị vặn vẹo. Trong không trung lại mở một cánh cửa, năm bóng người áo đen đi ra. Năm người mặc áo giáp đen thui, khí thế túc sát lạnh lẽo. Bát thiếu gia cẩn thận hơi quá, chắc chắn bán yêu Phong Phi Vân chết trong hư không rồi, lại cứ buộc chúng ta mang xác hắn về mới yên tâm. Thủ lĩnh Cố A Ưng nói. Mọi người hãy cẩn thận chút, nơi này là chiến trường vạn tộc. Sơ sẩy một cái là sẽ chết tại đây. Đột nhiên, một luồng sáng trắng bắn ra từ nham thạch, lực lượng cuốn thiên địa đâm vào một nam nhân mặc áo giáp đen. Nguy rồi! Linh giác của nam nhân mặc áo giáp đen rất nhạy bén, phát hiện sát khí ngay. Nam nhân mặc áo giáp đen vọt ra, chiến kiếm màu đen bay ra khỏi đan điền đỡ tia sáng trắng.
Bùm! Chiến kiếm đen gãy thành hai khúc. Phụt! Nam nhân mặc áo giáp đen không thoát khỏi tử kiếp, bị thanh kiếm nhỏ màu trắng đâm thủng cổ họng, cửa cần cổ bị kiếm khí chém đứt lìa, chỉ có một sợi gân dính ra. Nam nhân mặc áo giáp đen té cái đùng xuống đất. Mới đến nham hồng bí cảnh cao cấp đã chết một người, xác ngã dưới đất, máu bị nhiệt độ cao trên nham thạch đốt sôi sục, trong không khí tràn ngập mùi máu nồng nặc. Cố A Ưng nói, là hơi thở của bán yêu Phong Phi Vân, đúng là hắn chưa chết. Bốn nam nhân mặc áo giáp đen tiểu hệ hoán linh khí hộ thể, chiến kiếm đen bay ra đan điền, vận chuyển lực lượng niết bàn đánh xuống lòng đất. Tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên có sức phá hoại rất kinh người, mỗi kiếm khí đâm xuống đất sẽ chặt đứt một khối đất. Bốn nam nhân mặc áo giáp đen cùng là cảnh giới niết bàn đệ tam trọng thiên, tu luyện công pháp đỉnh cao của Cố gia, sức chiến đấu mạnh hơn tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên trong bán yêu tu luyện công pháp bình thường rất nhiều. Cố A Ưng giỏi nhất, dã đến cực hạn niết bàn đệ tam trọng thiên. Đất đai xung quanh bị xới tung, không có một tảng đá lành lặn. Phong Phi Vân phá mở nham thạch bay lên trời, tay cầm trường thương đâm vào nam nhân mặc áo giáp đen thứ hai, nhanh như sao băng. Cố A Ưng là người đầu tiên phát hiện Phong Phi Vân, gã vung tay, sông kiếm bay ra, kiếm khí dài hơn 10 dặm. Phong Phi Vân như lốc xoáy, thân pháp không theo đường thẳng mà đi đạo thiên địa luân hồi. Phong Phi Vân né qua kiếm khí, trường thương đâm vào lưng một tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên. Áo giáp đen nổ tung. Trường thương đâm thủng người nam nhân mặc áo giáp đen. Máu phun tung tóe, xương vụn rơi đầy đất. Chết đi. Tu sĩ bị trường thương đâm thủng không chết, sức sống rất mạnh mẽ ném lôi kiếp phù lục hướng Phong Phi Vân. Một ngọc phù nho nhỏ chứa lực lượng khổng lồ chưa bộc phát lực lượng hủy diệt đã làm không khí đông lại. Phong Phi Vân cũng cảm nhận nguy hiểm, nhanh chóng thụt lùi, tốc độ mau như hồn ma. Lôi kiếp phù nứt ra, một tia chớp thô cỡ miệng chén giáng xuống. Đánh nát đất đai mấy trăm dặm nứt ra các vết rạn to lớn. Lôi kiếp qua đi, trong không khí răng đầy tia điện như con rắn, nham thạch chớp lóe tia điện. Bốn tu sĩ Cố gia tụm lại, cảnh giới nhìn chăm chú bốn phía tìm kiếm Phong Phi Vân. Khụ khụ, khốn kiếp. Tu sĩ Cố gia bị thiên tủy binh đàm đâm thủng người không ngừng ho ra máu, nuốt linh đan trị thương. Ngực tu sĩ Cố gia thủng một lỗ máu to, vết thương không thể khép lại, máu không ngừng chảy ra. Còn giết một người trong chúng ta, thật đáng ghét. Chắc bán yêu đã trốn. Tu sĩ Cố gia ngừng bật, như bị ai bóp cổ gã. Tu sĩ Cố gia vùng vẫy như người chết đuối, tay chân quơ quào. Bùm! Cổ tu sĩ Cố gia bị gãy như có hồn ma bẻ cổ gã, xương ống chân gãy, té xuống nham thạch đỏ. Cổ thô cỡ miệng chén tuôn máu chảy trên nham thạch đỏ phát ra tiếng xèo xèo. Ba tu sĩ Cố gia khác hết hồn, cảnh tượng quá kỳ lạ. Cố A Ưng lạnh lùng nói. Hay bán yêu này biết ẩn thân. Mắt Cố A Ưng lóe tia điện, thi triển một chiêu thiên nhãn thông, muốn tìm ra Phong Phi Vân. Phập, tu sĩ Cố gia bị trường thương đâm thủng ngực hõm vào, gã thành bãi thịt, nội tạng bị đánh nát, sự sống đứt đoạn. Còn lại hai tu sĩ Cố gia không dám ở lại, mở cửa trùng động định trốn về. Bọn họ mới nhảy vào cửa trùng động thì Phong Phi Vân cũng vào theo. Phong Phi Vân cởi ẩn tàm xa la ra, lạnh lùng nhìn bọn họ. Phong Phi Vân hỏi, cuối cùng là ai phái các ngươi đến giết ta? Trong đường hầm không gian tràn ngập khí thể mông lung, quy tắc không gian xuyên qua cạnh mình. Phong Phi Vân đứng yên, bàn tay nhỏ máu, là máu của người mới bị hắn giết. Cố A Ưng lạnh lùng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, mỉa mai nói. Ngươi không biết sống chết dám vào cửa trùng động. Chờ khi trở về binh doanh sẽ là ngày chết của ngươi. Phong Phi Vân cười hỏi lại. Các ngươi không nói ta cũng biết đó là ai. Là Cố Bát thiếu gia phái các ngươi giết ta đúng không? Cố A Ưng, một tu sĩ Cố gia khác không trả lời. Hai người đứng trên đường hầm không gian, chỉ chờ cửa trùng động lại mở ra. Các ngươi cho rằng có thể trở về binh doanh sao? Phong Phi Vân cười khinh miệt, hoa văn vạn thú hiện ra trên cánh tay hắn. Nắm giấm phát ra ánh sáng. Lực lượng khổng lồ ngưng tụ trên cánh tay Phong Phi Vân. Hai tu sĩ Cố gia biến sắc mặt. Cố A Ưng nói. Người điên rồi, dám đánh nhau trong đường hầm không gian. Nếu đường hầm không gian bị vỡ thì chúng ta sẽ chết già tại đây. Phong Phi Vân nhếch môi cười, đám vào đường hầm không gian. Đường hầm không gian vỡ ngay, ba người rơi vào hư không vô tận.
hai đường hầm không gian chửi mắng, hét chói tai, bị cuốn vào bão không gian, cơ thể nát bấy. Phong Phi Vân thì lấy thanh đồng cổ thuyền ra, hắn đứng ở đầu thuyền lướt trong hư không bay hướng nham hồng bí cảnh cao cấp. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền thấy rõ các bí cảnh lơ lửng trong hư không. Có đại lục bay trong vũ trụ, có như bong bóng không gian to lớn, có như ngôi sao, thiên thạch. Đây là cảnh tượng hùng vĩ còn hơn dạo chơi trong trời sao. Mỗi bí cảnh đại biểu thế giới khác nhau, nhìn như vươn tay có thể chạm vào nhưng thật ra ngăn cách ngàn vạn dặm. Mao Ô Quy ngồi trên vai Phong Phi Vân nhìn một đại lục đỏ rực bên ngoài hư không, đại lục bị tầng khí thể nhạt bao bọc, cho người cảm giác rung động. Chắc đó là nham hồng bí cảnh cao cấp, giống như đại lục nham thạch đỏ rực, chắc dài cỡ ức dặm, không thấy giới hạn. Nhìn từ xa nham hồng bí cảnh cao cấp như quả trứng gà to, vòng ngoài là khí thể mỏng manh, bên trong là nham thạch đỏ thẫm. Trên nham thạch có vô số sông hồ dung nham. Lúc này một lực lượng khổng lồ từ nham hồng bí cảnh cao cấp oanh kích thanh đồng cổ thuyền. Một tuyệt đỉnh cường giả mặc trường bào màu trắng đứng trên biển dung nham trong nham hồng bí cảnh cao cấp ngước nhìn hư không cách mấy ức dặm, dường như thấy cảnh tượng bên ngoài. Một thuyền cổ lướt trong hư không, chẳng lẽ là thái cổ thần thuyền? Nam nhân áo trắng giơ tay vỗ trường to lớn hướng thanh đồng cổ thuyền. Bàn tay này to cỡ mấy vạn dặm, vượt qua mấy ức dặm bao bọc thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền cảm nhận rõ ràng. Thủ ấn to lớn bay ra từ nham hồng bí cảnh cao cấp, như bàn tay của thần vượt qua mấy ức dặm, lực lượng cường đại đến không thể đối kháng. Trong nham hồng bí cảnh cao cấp có cường giả như vậy. Không biết là bá chủ nhân tộc hay tiên hiền yêu tộc. Phong Phi Vân cưỡng ép điều khiển thanh đồng cổ thuyền muốn quay đầu lại, bay ra khỏi phạm vi thủ ấn to công kích. Nhưng thủ ấn như màn trời lớn không giới hạn, thanh đồng cổ thuyền không bay ra được. Mắt thấy thủ ấn sắp chụp xuống tiêu diệt tất cả. Sâu trong thanh đồng cổ thuyền đột nhiên truyền ra thanh âm kỳ lạ, như có cổ nhân thở dài hoặc man thú hồng hoang hú. Lực lượng hùng hồn truyền ra từ thanh đồng cổ thuyền chấn động các bí cảnh xung quanh rung bần bật, như thể thiên địa lắc lư theo. Bùm! Thủ ấn to vỡ nát thành ảo ảnh biến mất. Nam nhân áo trắng đứng trên biển dung nham dùng mình, bị đẩy bay ra mấy trăm dặm, áo trắng tinh rách mấy mảnh, cực kỳ chật vật. Nam nhân áo trắng rất ngạc nhiên, dùng đại thần thông cố định thân thể. Ngước nhìn ngoài mấy ức dặm. Trong hư không chẳng còn bóng dáng thanh đồng cổ thuyền. Nam nhân áo trắng tràn đầy rung động. Lực lượng thật mạnh, là nhân vật đẳng cấp gì đến nham hồng bí cảnh cao cấp. Lực lượng đó quá đáng sợ, chấn mấy trăm bí cảnh trong hư không lắc lư. Đây là loại lực lượng gì? Nam nhân áo trắng lòng đầy khó hiểu, không dám tấn công nữa. Nam nhân biến mất trên biển dung nham. Cùng lúc đó, Phong Phi Vân đáp xuống nham hồng bí cảnh cao cấp, vội cất thanh đồng cổ thuyền ngay, giấu đi vô số, trốn vào trong nham thạch chạy thật xa. Trong nham hồng bí cảnh cao cấp có tuyệt đỉnh cường giả, mới rồi không nhờ lực lượng từ sâu trong thanh đồng cổ thuyền bắn ra đánh nát thủ ấn thì Phong Phi Vân đã chết trong hư không ngoài mấy ức dặm. Phong Phi Vân trốn 3 ngày, hắn cũng không biết mình chạy đi chỗ nào. Phong Phi Vân cảm thấy tuyệt đỉnh cường giả kia sẽ không tìm ra mình, thế này mới bay ra khỏi lòng đất. Phong Phi Vân không kịp xem xét vị trí mình đang đứng, hắn nhìn một đội quân yêu bay trên bầu trời, rậm rạp che dập trời, số lượng cỡ ngàn vạn yêu. Mỗi yêu tỏa ánh sáng trắng. Là Bạch Chu yêu tộc, tại sao có nhiều quân đội Bạch Chu yêu tộc như vậy? Yêu quân trên bầu trời mở đường, một cái liễn to bay đằng trước yêu quân, làm bằng bạc ngân, do 10 dao long cổ thú kéo liễn. 10 sợi xích cột trên người dao long cổ thú bay nhanh hướng phương đông. Phong Phi Vân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên cái liễn to, là Bạch Chu yêu tinh Niết Bàn đệ tứ trọng thiên từng đánh nhau với hắn. Nữ yêu tinh tu luyện ra Lang Hoàn kiếm vực, tu vi cực kỳ cường đại. Giờ phút này, nữ yêu tinh ngồi trên liễn to, yêu quang trắng bao phủ quanh thân, thanh tú động lòng người, cao nhã đoan trang, ánh mắt sắc bén, khí chất uy lâm thiên hạ. Những tướng sĩ Bạch Chu yêu tộc thấy nữ yêu tinh thì quỳ xuống hành lễ, vô cùng tôn kính. Trong Bạch Chu yêu tộc có cường giả tu vi khủng bố, thần thức siêu mạnh mẽ, dù Phong Phi Vân mặc ẩn tàm xa la vẫn suýt bị phát hiện. Đây là chí cường trong yêu tộc, khiến người sợ hãi. Quân đội Bạch Chu yêu tộc tụ tập càng lúc càng nhiều, đại quân càng khổng lồ hơn. Đội quân rầm rộ kéo dài mấy ngàn dặm, các chiến thú khoác lân giáp mở đường. Nam nhân yêu tộc tóc dài màu trắng biến hình người, cầm chiến qua đứng trên lưng chiến thú, tựa như thiên thần. Có một đám nữ yêu tinh biến hình người,
da trắng như tuyết, người nhấp nhô, đường cong mỹ miều. Các nàng rất yêu diễm, địa vị trong yêu tộc cũng rất cao, đi theo bên phi viện công chúa. Phong Phi Vân lặn dưới đất, từ xa theo sau đại quân Bạch Chu yêu tộc. Khoảng mấy chục vạn dặm chợt có mùi máu sộc vào mũi Phong Phi Vân, có máu từ mặt đất thấm xuống. Phong Phi Vân lặng lẽ chui ra lớp đất, thấy cuộc tàn sát. Trên mặt đất tràn đầy yêu thi, xác chết khổng lồ chất thành núi, máu tụ thành hồ, chiến qua, thiết kiếm cắm trên yêu thi chấn hồn. Nơi này từng là hang ổ của hổ lang yêu tộc, nhưng bây giờ hổ lang yêu chết hết, trận pháp bài bố trong hang ổ bị công phá hoàn toàn, vỡ nát. Chẳng lẽ mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ nằm ở khu vực này? Bạch Chu yêu tộc muốn giết hết sinh vật tại đây, không buông tha cho yêu tộc khác, đang dọn dẹp trống chỗ. Hang ổ hổ lang yêu tộc bị đại quân Bạch Chu yêu tộc tiêu diệt, yêu thi, yêu khí mạnh nhất bị chúng nó mang đi hết. Dưới đất là xác một số tiểu yêu, có khoảng hơn 10 vạn cái xác, rách nát tàn tạ. Nhiều yêu thi nửa người thành bột phấn. Bạch Chu yêu tộc không để mắt yêu thi của những tiểu yêu, Phong Phi Vân thì không khách sáo. Phong Phi Vân thu hết hơn 10 vạn tiểu yêu thi. Một con tiểu yêu không đổi được bao nhiêu quân công, ưu điểm là số lượng nhiều, có thể đổi mấy trăm điểm quân công. Phong Phi Vân nhanh chóng nhặt của rơi xong tiếp tục theo dõi đại quân Bạch Chu yêu tộc. Dọc đường đi đại quân Bạch Chu yêu tộc tiêu diệt 6 hang ổ yêu tộc như Thạch yêu tộc, Sam Nhân Mộc yêu tộc, Cự Nghĩ yêu tộc vân vân. Bạch Chu yêu tộc mang đi yêu thi có tu vi mạnh, chỉ để lại xác tiểu yêu. Phong Phi Vân phát hiện không chỉ có hắn đi theo sau đại quân yêu tộc, những người khác cũng bám theo Bạch Chu yêu tộc. Bọn họ thu nhặt yêu thi tiểu yêu, mấy chục vạn tiểu yêu thuộc Thạch yêu tộc bị gom đi hết. Khi Phong Phi Vân đến nơi trên chiến trường chỉ còn vài chiến binh rách nát. Có người dám đi theo sau đại quân yêu tộc, không biết là ai mà to gan như vậy. Phong Phi Vân dám đi theo sau đại quân Bạch Chu yêu tộc bởi vì hắn mặc ẩn tàm sa la, cẩn thận một chút thì sẽ không bị phát hiện. Hay có người giỏi thuật ẩn núp đến trình độ giấu thần thức của cường giả Bạch Chu yêu tộc. Phong Phi Vân cẩn thận tiến lên, hắn không muốn đụng độ đám người khác, tránh cho xung đột. Phong Phi Vân lại nhặt yêu thi tiểu yêu ba yêu tộc, đến ổ yêu tộc thứ 4, hắn thấy hai bóng người trên chiến trường. Thì ra là bọn họ. Đó là thiếu nữ, thiếu niên mặc áo đạo, rất trẻ tuổi. Thiếu niên áo đạo tuấn tu, tóc bới ngay ngắn, thanh tú thần phong, cho cảm giác tiên gia đạo đồng. Thiếu nữ áo đạo cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng cao kiều, ngực to, chân thon. Thiếu nữ mặc áo đạo màu xanh như váy bay trên không trung, đẹp tươi mới. Bọn họ giấu hơi thở trên người, thu các yêu thi vào giới linh thạch, tốc độ rất nhanh. Khoảng 10 phút sau hai người đã thu hết hơn 10 vạn yêu thi tiểu yêu. Du Tử Lâm mặc áo đạo màu xanh, đội Tử Ính đạo quan, thái cực bát quái ấn bay trên đầu bao phủ người gã, giấu đi hơi thở. Du Tử Lâm lên tiếng. Tỷ nói xem nhóm người khác sẽ là ai. Lá gan to như thế, dám theo sau đại quân yêu tộc. Bàn tay trắng của Du Tử Lăng nâng thần đăng. Răng trắng mắt sáng, mày cong như vẽ, mặc áo đạo xanh, tiên yên lượn lờ quanh người. Du Tử Lăng nói, mặc kệ hắn, nghe bảo không vũ của Bạch Chu yêu tộc sắp mở ra, ta cảm thấy đại quân Bạch Chu yêu tộc này rất có thể đi mở mộ táng. Chúng ta hãy mau theo sau, đừng để mất dấu. Đôi tỷ đệ song sinh nhảy vào hư không, biến mất. Đó là hai tu sĩ trẻ của Vô Thọ Tinh Cung. Phong Phi Vân không đuổi theo mà lặng lẽ rút đi. Ban đêm. Nham hồng bí cảnh cao cấp tối sầm. Bạch Chu yêu tộc cắm trại trong dãy núi, doanh địa phủ lên mấy ngàn dặm, không biết tụ tập bao nhiêu yêu tộc. Có chiến thú gầm giống trong núi, có yêu tinh biến hình người đi tuần tra khắp nơi, canh phòng nghiêm ngặt. Phong Phi Vân ngồi bên bờ sông Dung Nham, cách doanh địa Bạch Chu yêu tộc 3.000 dặm. Ngẫu nhiên có đội tuần tra yêu tộc bay qua bầu trời, bị trận pháp Phong Phi Vân bày ra che mắt không thấy hắn. Theo lời thị nữ của phi viện công chúa nói thì mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ nằm trong nham hồng bí cảnh cao cấp. Đại quân yêu tộc này rất có thể đi mở cửa mộ táng. Mao Ô Quy cầm que sắt, mũi que sâu một con cá. Mao Ô Quy ngồi ê bên bờ sông, dùng dung nham nướng cá, rất là thoải mái. Không biết Mao Ô Quy kiếm đâu ra con cá, cơ thể to hơn nó gấp mất chục lần, chẳng biết nó có nuốt trôi nổi không. Mao Ô Quy vừa nướng cá vừa nói. Mộ táng thánh linh sẽ không mở ra dễ dàng, dù có mở cũng tạo ra chấn động lớn. Ta cảm thấy bọn họ sẽ phong kín hư không nham hồng bí cảnh cao cấp trước khi mở mộ táng thánh linh. Bây giờ đang dọn dẹp trống chỗ, nhân loại,
yêu tộc trong nham hồng bí cảnh cao cấp sẽ bị giết hết. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai từ cách mấy chục dặm, mặt đất rung rinh. Ngay khi thanh âm vang lên, Phong Phi Vân phản xạ bật dậy bay hướng phát ra chấn động. Mao Ô Quy chỉ lo ăn, vẫn ngồi bên bờ sông dung nham nướng cá sắp chín. Hai bóng người áo xanh bay qua bầu trời. Là thiếu nữ, thiếu niên Vô Thọ Tinh Cung. Hai người bị cường giả yêu tộc phát hiện, bị một đoàn đại quân yêu tộc công kích. Thái cực bát quái ấn. Du Tử Lâm lấy đạo ấn ra, như vầng âm dương thần nguyệt treo trên 9 tầng trời giết mấy trăm bạch chu yêu tộc, muốn mở ẩn tàm xa la cơ máu. Tỷ đệ song sinh tu vi cực mạnh, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Vô Thọ Tinh Cung. Du Tử Lâm, Du Tử Lăng nắm giữ vô thượng chiến binh, xung phong xông pha trong đại quân yêu tộc, giết trời đất quay cuồng, yêu giáp bay tứ tung, máu yêu dính đầy áo đạo. Vô vọng hàng yêu đăng. Vóc dáng Du Tử Lăng thon thả, tử hà vòng quanh người, tu vi mạnh hơn đệ đệ một bậc. Linh khí đạo gia tinh thuần nhất vận chuyển trên người Du Tử Lăng, tựa băng ba tiên nữ đứng trong không trung. Đèn cổ phát ra tu di đạo quang, trời long đất lở đánh bay mấy ngàn bạch chu yêu tộc, mở con đường máu. Nhưng trong đại quân yêu tộc có cường giả ra tay, hai thủ ấn bay ra hư không trấn áp tỷ đệ song sinh, đại quân yêu tộc bắt giữ Du Tử Lâm, Du Tử Lăng. Một nữ yêu tinh tu vi cao sâu đi ra, phong ấn tu vi Du Tử Lăng, Du Tử Lâm, xích sắt trói hai người lại đưa đi. Phong Phi Vân ẩn thân gần đó, đột nhiên nghĩ ra một cách. Phong Phi Vân vội vàng vận chuyển bí pháp, ức chế hơi thở nhân loại, yêu khí bao phủ hắn. Phong Phi Vân vận chuyển kim tàm kinh biến tóc dài thành màu trắng, móng tay dài lấp lánh, ánh mắt yêu tính hấp dẫn. Phong Phi Vân mặc vào yêu giáp lúc trước nhặt được, nhích người bay vào đại quân yêu tộc. Phong Phi Vân cầm chiến kiếm đi hàng cuối cùng, hướng tới doanh địa yêu tộc. Đại quân Bạch Chu yêu tộc từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, không giành về nhau, Phong Phi Vân lẫn vào trong may mắn không bị phát hiện. Nữ yêu tinh đi đằng trước nhất khoác thần giáp ánh vàng, tóc dài chấm đất. Nữ yêu tinh chỉ vào Phong Phi Vân và ba yêu biến hình khác. Các ngươi lại đây, theo ta nhốt hai tu sĩ nhân loại vào chiến lao. Phong Phi Vân cầm xích sắt, đầu bên kia trói cổ thiếu nữ áo đạo tiên tâm đo cốt. Mắt thiếu nữ áo đạo chớp chớp nhìn bóng lưng Phong Phi Vân, cảm giác rất quen thuộc. Phong Phi Vân đi theo sau nữ yêu tinh thủ lĩnh vào thành lũy lơ lửng làm bằng tinh thiết. Trong thành lũy nhốt tu sĩ nhân loại, rất đông, trong đó có một số lão tổ cổ tộc. Một lão nhân tóc rối xù bị trói trên vách sắt, tay chân cột sợi xích, người dính đầy máu, tu vi đã bị phong nhưng ánh mắt vẫn rất khiếp người. Đám tiểu yêu không dám đến gần. Yêu nữ, rốt cuộc các ngươi định làm gì? Muốn làm gì chúng ta? Nữ yêu tinh thủ lĩnh hờ hững nhìn lão nhân, nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn. Nàng đẹp tựa thiên sứ, nhưng nụ cười là ma quỷ. Nữ yêu tinh thủ lĩnh ra lệnh. Thưởng 30 thần tiên cho hắn, để hắn biết chúng ta định làm gì hắn, ha 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 ha. Tiếng roi quất vang tiếng như đánh vào linh hồn người, lão nhân gào rú thê thảm. Giọng nữ yêu tinh thủ lĩnh lạnh băng. Một đám nhân loại tự cho là đúng, cướp lãnh thổ của tộc ta, cướp tài phú của tộc ta, giết tộc nhân của tộc ta. Cho bọn chúng chết một vạn lần cũng không đủ. Ba yêu tộc mặc yêu giáp lạnh lùng nói. Bạch Di đại nhân nói đúng. Phong Phi Vân phụ họa theo. Đôi tỷ đệ mặc áo đạo bị áp giải đến trước một nhà giám lớn. Nữ yêu tinh tên Bạch Di đại nhân lấy hết linh bảo trên người Du Tử Lăng, Du Tử Lâm, bao gồm giới linh thạch. Vô Thọ Tinh Cung, đây là tên một tiên môn trong quốc gia nhân loại. Bạch Di đại nhân cầm lệnh bài làm bằng thiên thạch, bên trên khắc bốn chữ to Vô Thọ Tinh Cung. Đạo kinh trên lệnh bài bị Bạch Di đại nhân mạnh mẽ xóa đi. Lúc này một nam nhân trung niên bị áp lên, khoảng 40 tuổi, môi trên có hai hàng râu. Đây là một tu sĩ nhân loại, tu vi không thấp. Nam nhân trung niên thấy Bạch Di đại nhân thì hai chân mềm nhũn quỳ xuống dập đầu ba cái, cung kính nói. Nô tài bái kiến Bạch Di đại nhân. Trong chiến lao rộ lên tiếng chửi rủa. Khom lưng uốn gối, phản đồ của nhân loại. Cố Trường Không, người quỳ trước yêu tộc, không xứng làm nhân loại, không bằng cả bán yêu. Người bôi nhọ trung cổ thế gia. Nhiều tu sĩ nhân loại chửi bới nam nhân trung niên, đổi lấy là bị đánh tơi bời. Tiếng chửi mắng nhỏ dần. Nam nhân trung niên tên Cố Trường Không chậm rãi đứng dậy, cười hớn hở nói với các tu sĩ nhân loại bị nhốt trong chiến lao. Các ngươi cứng xương, nhưng ai thấy? Làm người biết điều, lúc nên quỳ xuống thì hãy quỳ,
huống chi ta quỳ trước Bạch Di đại nhân Bạch Chu yêu tộc, ta thấy rất vinh quang, ha 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 ha. Bạch Di đại nhân ném lệnh bài sắt cho Cố Trường Không, lạnh lùng hỏi. Có nghe nói về tiên môn này không? Cố Trường Không cực kỳ sợ nữ yêu tinh Bạch Chu yêu tộc này, gã khúm núm cười nịnh, nhận lấy lệnh bài. Bạch Di đại nhân xem chữ khắc trên lệnh bài, khom lưng cười nói. Bẩm Bạch Di đại nhân, Vô Thọ Tinh Cung là một trung cổ đại giáp trong Trung Ương Vương triều thứ 6, thế lực cực kỳ khổng lồ. Hai người trẻ tuổi này có lai lịch không nhỏ, xuất sắc nhất thế hệ trẻ Vô Thọ Tinh Cung, được gọi là Địa Thọ Tinh Nữ, Địa Thọ Tinh Tử, địa vị ngang ngửa với thiếu chủ, thánh nữ những thành phủ. Du Tử Lâm vận linh khí yếu ớt, mặt tràn đầy tức giận, mắt bắn ra hai luồng kiếm hồn chém vào Cố Trường Không. Bùm! Cố Trường Không phất tay đánh tan đồng kiếm, gã đấm vào ngực Du Tử Lâm làm gã hộc máu. Du Tử Lâm chửi. Cố Trường Không, ngươi là tiền bối trung cổ thế gia vậy mà đi đầu phục yêu tộc, ngươi không thấy xấu hổ sao? Cố Trường Không cười nói. Không hề. Du Tử Lăng khuynh thành tuyệt đại, xinh đẹp như thánh nữ, vóc dáng cao kiều mỹ miều, tóc dài đến eo, ngọc cốt băng phu, tựa đó hoa tiên dáng trần. Du Tử Lăng rất bình tĩnh. Toát ra tiên khí siêu phàm thoát tục, dù làm tù nhân vẫn rất kiêu ngạo. Bạch Di đại nhân lấy hai giới linh thạch ra, bên trong chứa nhiều yêu thi, là Du Tử Lăng, Du Tử Lâm tích lũy quân công, số lượng khổng lồ, chất thành núi trong giới linh thạch. Phong Phi Vân đứng đằng sau, thở dài thườn thượt, nếu hai giới linh thạch này thuộc về hắn thì tốt quá, một đống quân công. Rơi vào ai Bạch Di đại nhân thì hết hy vọng. Bạch Di đại nhân cất hai giới linh thạch, nhìn thiếu niên áo đạo. Thiếu nữ áo đạo. Bạch Di đại nhân nhếch môi cười. Nghe nói nhân loại bắt nữ nhân xinh đẹp, nam nhân tuấn tú trong yêu tộc sẽ đem đi bán, có thành yêu kỹ tiên diêu, có thành dục nô trên giường cường giả nhân loại. Vị Địa Thọ Tinh nữ thật là mỹ nhân khuynh thành, ta giao cho các ngươi chiêu đãi. Còn Địa Thọ Tinh tử, bổn tọa sẽ mang đi, ha 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 ha. Bạch Di đại nhân giật xích sắt kéo Du Tử Lâm đi. Du Tử Lâm độc ác hăm dọa. Phát ra sát khí và căm hờn. Tỷ, tỷ, đám tiểu yêu các ngươi nếu dám đụng vào một sợi tóc của tỷ tỷ, ta nhất định sẽ khiến các ngươi diệt cửu tộc, chết vạn lần không luân hồi. Nhưng chỉ chọc đám yêu tộc cười phá lên, không ai tin Du Tử Lâm sẽ sống trở về. Nam nhân rơi vào tay Bạch Di đại nhân khó tránh khỏi vận mệnh bị thải bổ dương thọ. Du Tử Lăng mặc áo đạo màu xanh, thu thủy là thần ngọc là cốt, cổ thon dài, mày cong xinh đẹp. Linh khí nhàn nhạt quấn quanh người Du Tử Lăng, mắt mông lung hơi nước. Sợi tóc đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều. Đám tu sĩ yêu tộc nhìn Du Tử Lăng liền điên cuồng, lòng nóng rực, mắt rực cháy dục vọng. Bọn chúng rất muốn đè Du Tử Lăng dưới thân trà đạp, các yêu tộc nhào tới. Đối với đám tu sĩ yêu tộc thì Du Tử Lăng như vưu vật tiên cơ, làm bọn chúng phát cuồng. Du Tử Lăng nhìn chằm chằm khuôn mặt Phong Phi Vân, dù sợi tóc của hắn bạc trắng. Người tỏa yêu quang nhưng vẫn khiến nàng thấy quen thuộc. Môi hồng mấp máy, Du Tử Lăng muốn nói gì đó. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Không ngờ bị nàng nhận ra, sớm biết thế này ta đã đổi luôn khuôn mặt. Du Tử Lăng có thể trở thành Địa Thọ Tinh nữ của Vô Thọ Tinh cung tất nhiên linh giác cực kỳ mạnh, tâm trí hiếm hoi. Du Tử Lăng nhận ra Phong Phi Vân là bán yêu cầm quan ấn đại ti bộ, nên nàng nhờ hắn giúp đỡ. Cầu cứu bán yêu. Đối với Địa Thọ Tinh nữ như nàng là chuyện rất khó mở miệng, nhưng đây là cách duy nhất. Phong Phi Vân không cho rằng với năng lực của hắn có thể cứu nữ nhân loại khỏi chiến lao, càng không muốn mạo hiểm mạng sống. Nhưng lúc này Phong Phi Vân buộc phải làm như thế. Phong Phi Vân cầm chiến kiếm hơ không khí, đẩy lùi đám Bạch Chu yêu tộc xông lên. Phong Phi Vân nghênh ngang đi ra, tay vỗ vai Du Tử Lăng, chạm vào thân thể ấm áp. Phong Phi Vân nói. Nữ nhân loại này là của lão tử, ai dám giành với lão tử là lão tử giết. Du Tử Lăng bị Phong Phi Vân vỗ vai người khẽ run, nhướng mày khó chịu. Mới rồi Du Tử Lăng hé môi cầu cứu Phong Phi Vân thật ra là uy hiếp hắn. Du Tử Lăng không chắc con người Phong Phi Vân như thế nào, có lật lọng không? Có giết nàng diệt khẩu không? Có ý đồ xấu với nàng như mấy yêu tộc kia không? Trong lòng Du Tử Lăng có nhiều thắc mắc, dù gì Phong Phi Vân là bán yêu. Trong quốc gia nhân loại thì bán yêu là quần thể yếu, giống nô lệ, bị chèn ép dữ dội. Chắc chắn trong lòng bán yêu rất bất mãn nhân loại, Phong Phi Vân sẽ giúp nàng sao? Hoặc hắn thừa dịp này trút ra bất mãn trong lòng.
Dù Tử Lăng tự nhận mình có tâm trí hơn hẳn người bình thường, nhìn mầm biết cây, nhưng nàng không thể nhìn thấu Phong Phi Vân. Bán yêu này thoạt trông là người tốt nhưng rất giống người xấu, Dù Tử Lăng phập phồng lo sợ. Đây là một bán yêu khó phân thiện ác. Phong Phi Vân muốn độc chiếm một thiên chi kiêu nữ nhân loại chọc đám tu sĩ yêu tộc bất mãn. Một yêu tộc nói, ngươi muốn ăn mảnh một mình, hơi quá đáng, nữ nhân loại đẹp như vậy ngươi ăn một mình được không? Lão tử thích bá chiếm rồi sao? Hôm nay đè, ngày mai đè, mỗi đêm đè, tổ cha nó, liên quan gì các ngươi? Phong Phi Vân mở mồm nói tục làm Du Tử Lăng nhíu mày. Du Tử Lăng biết rõ Phong Phi Vân đang cứu nàng nhưng vẫn rất bực bội. Nàng là địa thọ tinh nữ của địa thọ tinh tử, địa vị cao thượng, được vô số người tôn kính, những lão tổ cổ tộc thấy nàng còn phải cung kính. Chưa từng có ai nói chuyện lỗ mãng như thế trước mặt địa thọ tinh nữ. Nếu ở trong Trung ương Vương Triều thứ 6, gặp tu sĩ dám nói kiểu đó với nàng sớm bị Du Tử Lăng xem là dâm tặc giết, không cho sống qua con trăng. Du Tử Lăng nghiến răng cảnh cáo, hy vọng Phong Phi Vân nói chuyện sạch sẽ chút. Phải nói Phong Phi Vân càng thể hiện bá đạo, nói tục tiễu thì Bạch Chu yêu tộc càng không nghi ngờ thân phận thật sự của hắn. Yêu tộc vốn bá đạo, tôn kính cường giả hơn nhân loại. Nếu biểu hiện yếu đuối sẽ bị yêu tộc khinh thường. Một yêu tộc thèm thuồng sắc đẹp của Du Tử Lăng mất kiên nhẫn nói. Huynh đệ, nữ nhân loại này là hàng cao cấp. Ngươi là người thứ nhất khai bao cũng đừng quá đáng không chừa chút canh cho chúng ta uống đi. Có yêu tộc phụ họa. Đúng vậy, có thể nhường vị trí đầu tiên cho ngươi nhưng không thể độc chiếm. Phong Phi Vân tức giận quát. Bà nội nó, lại nhải bà tám cái gì? Lão tử đã nói nữ nhân này thuộc về ta, bây giờ lão tử khai bao nàng đây, ai dám giành với ta thì ta chặt đầu tên đó. Chiến kiếm trong tay Phong Phi Vân ngưng tụ yêu khí hỗn độn biến thành bóng yêu chém một nhát. Yêu khí hùng hồn khiếp người, chấn động hư không, hù sợ đám Bạch Chu yêu tộc không dám tiến lên. Phong Phi Vân kéo áo Du Tử Lăng mạnh đến suýt rách áo đạo. Phong Phi Vân kéo Du Tử Lăng vào một nhà giam, ném xuống đất, bên trong thủ đoạn vải rách, tiếng thiếu nữ áo đạo kêu cứu. Đám Bạch Chu yêu tộc bên ngoài bị nhát kiếm vừa rồi chấn nhiếp, quay sang ngó nhau, không dám tiến lên. Du Tử Lăng ngồi xếp bằng ở góc tường, một đoàn tiên hà bao phủ nàng. Trán Du Tử Lăng phủ sương mênh mông, mơ hồ thấy một ngọn đèn cổ lấp lánh trong đó. Du Tử Lăng đang dùng vô vọng hàng yêu đăng trùng kích phong ấn, đôi mắt xinh đem, chân mày cong. Du Tử Lăng rất tò mò về Phong Phi Vân, nàng nhìn chằm chằm nữ yêu tinh bị đưa ra khỏi thiên quốc. Du Tử Lăng bật thốt. Trong tay người nắm giữ một bí cảnh cao cấp. Nữ yêu tinh bị Phong Phi Vân vỗ chết, vô số kim tàm Phật khí rót vào người nàng thay đổi khuôn mặt. Rất nhanh mặt nữ yêu tinh giống Du Tử Lăng y như đúc. Yêu khí trong xác chết bị Phật khí tịnh hóa, Phong Phi Vân lại sử dụng bí pháp chuyển thành hơi thở nhân loại. Nhìn thoáng qua giống như Du Tử Lăng nằm dưới đất. Phong Phi Vân làm xong liếc Du Tử Lăng, cười nói. Cởi áo đạo của nàng ra mặc lên người nữ yêu đi. Mắt Du Tử Lăng như điện, cổ đăng trên trán nàng lấp lánh, tiên quang quanh thân tỏa sáng, áo đạo tỏa thần quang. Du Tử Lăng sử dụng lực lượng vô vọng hàng yêu đăng đã phá tan phong ấn của Bạch Di Đại Nhân bày trên người, nhanh chóng phục hồi tu vi. Bạch Di Đại Nhân lấy vô vọng hàng yêu đăng chỉ là đăng thai, tức phó đăng hàng nhái. Chân thân vô vọng hàng yêu đăng giấu trong linh đài trên trán Du Tử Lăng. Cái gì, ngươi kêu ta cởi áo đạo? Du Tử Lăng phục hồi tu vi, tinh thần sáng láng, mắt tiên trong suốt, môi đỏ như son. Du Tử Lăng không chịu cởi áo trước mặt Phong Phi Vân. Du Tử Lăng muốn lấy chân thân vô vọng hàng yêu đăng lao qua, tiên quang trên người chói mắt, khí phách hiên ngang như nữ chiến thần đạo y. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Nàng không lao ra ngoài được, nơi này là đại doanh Bạch Chu yêu tộc, có tiên hiền yêu tộc tọa chấn. Dù là tiên hiền vô thọ tinh cung bị nhốt trong này, muốn lao ra ngoài cũng chỉ có đường chết. Nàng muốn chết thì tùy, nhưng đừng kéo ta chết chung. Phong Phi Vân nói câu cuối làm Du Tử Lăng nghiến răng, hàm răng trắng kêu ken két. Bán yêu chết tiệt thật đáng ghét, gì mà, nếu nàng muốn chết thì tùy đừng kéo ta chết chung. Du Tử Lăng không phải nữ nhân ngu dốt, rất nhanh nàng bình tĩnh lại. Du Tử Lăng biết Phong Phi Vân không nói sai, muốn lao ra khỏi đại doanh Bạch Chu yêu tộc dù nàng có tu vi cao gấp 10 lần cũng tuyệt đối không làm được. Giờ Du Tử Lăng đành phối hợp bán yêu. Lòng Du Tử Lăng hiểu rõ nhưng kêu nàng làm thì rất khó khăn.
Cởi áo đạo trước mặt một bán yêu, thật là đáng xấu hổ, người Du Tử Lăng khó chịu. Phong Phi Vân dục, đừng dùng rằng nữa, mau lên đi. Đám yêu tộc bên ngoài bắt đầu ồn ào, rất bất mãn Phong Phi Vân độc chiếm thiên chi kiêu nữ nhân loại. Một số yêu tộc thực lực khá mạnh chậm rãi áp sát nhà tù. Du Tử Lăng hít sâu, nàng chậm rãi cởi nút áo ra. Ngón tay như lan nhẹ nhàng cởi đồ, động tác trang nhã, có chút xấu hổ đáng yêu, thánh khiết xuất trần. Phong Phi Vân ngồi trong góc nhà tù nhìn Du Tử Lăng, cười tủm tỉm thầm nghĩ. Địa thọ tinh nữ thú vị thật, nghe lời cởi áo đạo, đổi lại thánh nữ của thánh phủ khác, dù chết trận cũng sẽ không cởi đồ trước mặt bán yêu. Phải nói xem nữ nhân xinh đẹp cởi đồ là việc rất mát mắt. Phạch! Du Tử Lăng cởi áo ra, cơ thể băng thanh ngọc khiết chỉ mặc áo mỏng màu trắng vẽ thân thể xinh đẹp tuyệt vời, trong trắng thanh nhã, thánh khiết xinh đẹp. Nam nhân nào trên đời nhìn thấy tim cũng sẽ đập nhanh. Phong Phi Vân nhìn Du Tử Lăng chằm chằm, cười nói. Đẹp còn hơn lúc mặc áo đạo. Du Tử Lăng nhướng cao chân mày, trong mắt xoay tròn, ấn tượng về bán yêu này trước mặt kém. Hắn đúng là tên lưu manh. Phong Phi Vân nhặt áo đạo lên, cởi giáp da yêu trên người nữ yêu tinh xuống, mặc áo đạo vào người nữ yêu tinh. Giờ nữ yêu tinh nằm dưới đất bộ dạng giống y Du Tử Lăng, xinh đẹp khuynh thành, như người đẹp ngủ nằm trước mặt Phong Phi Vân. Du Tử Lăng đứng ở góc tường thầm tặc lưỡi thủ đoạn của Phong Phi Vân. Chỉnh hình nữ yêu tinh giống nàng y như đúc, không chút sơ hở. Dù là tiên hiền vô thọ tinh cung cũng không làm được điều này. Nhưng rồi Du Tử Lăng thầm ghét, thủ đoạn của bán yêu kỳ dị, lỡ như hắn có sở thích xấu xa gì thì sao? Có khi nào bán yêu biến khuôn mặt nữ nhân khác thành mặt nàng không? Nghĩ đến đây Du Tử Lăng nghiến răng, siết chặt nắm tay, biểu tình tức giận. Kiếp trước nàng là con chuột sao? Phong Phi Vân ngoái đầu liếc Du Tử Lăng. Lại quay sang nhìn bên ngoài nhà tù. Dưới đất có giáp da yêu, tự mình nghĩ cách chạy đi. Xoẹt xoẹt. Phong Phi Vân nói xong xé áo đạo trên người nữ yêu tinh rách mấy miếng lộ đùi ngọc trắng nõn, bụng phẳng, rốn gợi cảm, ngực to. Phong Phi Vân kéo tóc nữ yêu tinh ra ngoài nhà tù ném cái bịch xuống đất, làm mấy bạch chu yêu tinh lặng lẽ bao vây hắn giật mình vội thụt lùi. Phong Phi Vân vừa cột lại dây lưng vừa nói tục. Thân thể địa thọ tinh nữ yếu qua. Lão tử chưa đâm mấy cái đã chết, chán. Phong Phi Vân ngước nhìn đám bạch chu yêu tinh, chỉ vào xác nữ quần áo tả tơi dưới đất, cười dâm. Còn có nhiệt độ, nếu các ngươi có hứng thú thì lấy dùng đi. Du Tử Lăng núp trong nhà tù mới mặc giáp ra vào, nghe bên ngoài Phong Phi Vân nói tục thế là lại nghiến răng. Phong Phi Vân khiêng chiến kiếm, miệng ngâm nga nghênh ngang ra khỏi chiến lao bạch chu yêu tộc. Một nam nhân trung niên từ đằng sau chạy đến. Từ xa hét lên. Yêu tướng đại nhân, chờ ta với. Phong Phi Vân vốn định tìm doanh trướng của phi viện công chúa, nghe sau lưng có người kêu thì dừng bước, nhìn nam nhân trung niên chạy tới. Phong Phi Vân nghi hoặc hỏi. Yêu tướng đại nhân, ngươi đang kêu ta. Nam nhân trung niên cung kính hành lễ với Phong Phi Vân. Đúng là kêu đại nhân. Nam nhân trung niên là phản đồ nhân loại. Hình như tên Cố Trường Không, lại là họ Cố. Gần đây Phong Phi Vân rất ghét người họ Cố, nên hắn không khách sáo với nam nhân trung niên tên Cố Trường Không. Một tay Phong Phi Vân chống hông, kiêu căng nói. Ngươi là cái khỉ gì? Kêu lão tử làm chi? Dường như Cố Trường Không đã lĩnh giáo tính cách của Phong Phi Vân nên vẫn cười tâu toét. Yêu tướng đại nhân là thuộc hạ của Bạch Di đại nhân, địa vị cao quyền trọng, có địa vị hết sức quan trọng trong đại quân yêu tộc. Tiểu nhân vừa gặp yêu tướng đại nhân đã phục sát đất, đặc biệt đuổi theo bày tỏ lòng sùng kính với đại nhân. Phong Phi Vân dùng mình ghê tởm, nhưng phải nói nam nhân trung niên tên Cố Trường Không giỏi vuốt mông ngựa, là nhân tài. Phong Phi Vân hắng giọng. Ngươi nói rất đúng, rốt cuộc ngươi tìm lão tử làm gì? Cố Trường Không khom người, cười nịnh nói. Nghe bảo lần này đại quân yêu tộc đi mở một tòa mộ táng thánh linh. Tiểu nhân chỉ nghe nói thôi. Hóa ra là đến tìm hiểu tin tức. Phong Phi Vân cười thầm trong bụng, biểu tình nghiêm túc nói. Thấy ngươi cũng biết điều, ta sẽ cho ngươi biết vài điều bí mật. Cố Trường Không lộ vẻ mừng rỡ, vẽn tai nghe. Phong Phi Vân bí hiểm nói. Chúng ta sắp đi mở mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, bên trong có thánh linh dụng cụ Bạch Chu Thánh Tổ để lại, vạn kiếp bất tử công, thánh linh truyền thừa. Ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe, tuyệt đối đừng lộ ra ngoài.
tim Cố Trường không đập nhanh, món nào Phong Phi Vân nói cũng là thánh vật vô thượng, biết bao người thèm muốn. Cố Trường không vỗ ngực bảo giảm. Ta chắc chắn sẽ giữ kín chuyện này như bưng. Bởi vì thời gian vội vàng, trong Bạch Chu yêu tộc chúng ta không có cường giả tọa chấn, nếu ai truyền tin cho bên nhân loại thì rắc rối to. Trung cổ thế gia nào cũng có thể ăn chúng ta, nên 48 en hớ giữ kín. Không được lộ tin ra, nếu không chúng ta tiêu đời. Phong Phi Vân nói xong cười dài rời đi. Cố Trường không nhìn bóng lưng Phong Phi Vân, nụ cười dần trở nên âm trầm. Cố Trường không vội bay ra ngoài, trốn sau núi doanh địa không người, múa bút viết một phong ngọc thư, vỗ nát hư không bỏ ngọc thư vào. Một đám yêu tộc não rỗng, cho rằng Phong lại tu vi của ta được sao? Đâu dễ vậy? Cố Trường không không còn bộ dáng rụt rè, vẻ mặt độc ác. Cố Trường không nhỏ giọng nói. Thánh linh dụng cụ, vạn kiếp bất tử công, thánh linh truyền thừa, ha 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 ha. Lần này ta lập công lớn. Nếu Cố gia cướp được Không Vũ thì sẽ càng huy hoàng hơn hiện tại. Cố Trường không mong chờ Cố gia phái cường giả đến giành mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Phong Phi Vân rón rén đến trung tâm đại doanh yêu tộc. Đại doanh Bạch Chu yêu tộc phủ mấy ngàn dặm, các tòa doanh địa, chiến thú khắp nơi. Trong dãy núi chập trùng toàn là quân sĩ yêu tộc đi tuần tra. Lúc này Phong Phi Vân thấy bóng dáng quen thuộc trong đêm, là bà lão kia. Bà lão cầm cây gậy như hồn ma xuyên qua núi non, bộ dạng lén lút đáng ngờ. Là bà lão bán tin tức cho Phong Phi Vân. Bà ta cũng chạy vào đại doanh yêu tộc. Lai lịch của bà lão không nhỏ, biết nhiều chuyện bí ẩn, thấy bà lão lẻn vào đại doanh yêu tộc thành công thì biết thực lực khá mạnh. Phong Phi Vân đi theo bà lão, muốn nhìn xem bà lão định làm gì. Bà lão xuyên qua các doanh trướng, đi giữa núi non thẳng hướng trung tâm đại doanh yêu tộc. Cuối cùng bà lão dừng lại bên ngoài tòa thành sắt bay, yêu khí trong thành sắt như nước lũ, tử khí âm te ầm, có trọng binh canh gác. Bà lão đi lòng vòng ngoài thành sắt, dường như đang tìm cách lẻn vào. Chỗ này là đâu? Phong Phi Vân nhìn tòa thành sắt bay, cảm giác bên trong tử khí âm trầm, mùi máu khiến người buồn nôn bay ra. Bà lão đột nhiên biến mất. Phong Phi Vân tìm kiếm bà lão khắp nơi, đột nhiên vai bị người vỗ, sau lưng vang tiếng ho khan giả nua. Tiểu tử, người đi theo bà lão như ta trèo đèo lội suối, thập thò lén lút, hay tính tìm ta trả tiền? Bà lão vòng ra trước mặt Phong Phi Vân, híp mắt nhăn nheo, móc giấy nợ từ trong ngực ra, xòe bàn tay khô quát. Phong Phi Vân hiện là tóc dài màu xanh, yêu khí tràn đầy nhưng vẫn bị bà lão nhận ra. Linh thạch, đương nhiên Phong Phi Vân không còn một xu. Phong Phi Vân cười nói. Tiền bối nói đùa. Mở miệng đã đòi tiền rất là tổn thương tình cảm. Nghe ra Phong Phi Vân không tìm mình trả tiền, sắc mặt bà lão thay đổi ngay. Bà lão cất 6 tờ giấy nợ, phớt lờ Phong Phi Vân. Bà lão n hìn chằm chằm thành sắt bay, thừa dịp trốn lẻn vào trong. Trận pháp ngoài thành sắt không thể ngăn cản nàng. Phong Phi Vân mặc ẩn tàm sa la, lặng lẽ chuồn vào. Phong Phi Vân rất muốn biết bên trong có cái gì. Sau lưng vào thành sắt. Mùi máu đậm đặc ập vào mặt, các tử khí khổng lồ. Cảm giác như vào quỷ thành chết chóc, âm u khủng bố. Xung quanh bị huyết khí bao phủ, lửa ma trời nhấp nháy. Đột nhiên trong huyết khí phát ra tiếng gầm giận dữ, áng mây lửa yêu giáng xuống biến ra mồm máu to nuốt Phong Phi Vân. Phập! Phong Phi Vân lấy thiên tủy binh đàm ra biến thành chiến đao, một nhát chém mồm máu to, xông qua. Sâu trong thành sắt lại có khí tử vong oanh kích. Biến thành bàn tay to kinh thiên. Bàn tay không giống tay người, hơi giống chân voi, vuốt sư tử thần. Lòng bàn tay đầy tia chớp minh mông, làm thiên địa rung rinh. Bùm! Bà lão không biết từ đâu chui ra, cây gậy hơ trên cao điểm vỡ trưởng ấn to. Bà lão vừa ho khục khặc vừa nói. Đứa nhỏ xui xẻo, người không có năng lực xông vào chỗ này. Lúc này Phong Phi Vân mặc ẩn tàm xa la nhưng bà lão vẫn nhìn thấy hắn, tu vi thật kinh khủng. Nói chính xác hơn không phải bà lão thấy Phong Phi Vân mà là cảm ứng được vị trí hắn ở, phán đoán ra hắn. Chỉ có lĩnh ngộ thiên địa quy tắc đến cảnh giới sâu sắc mới làm được điều này. Phong Phi Vân cởi ẩn tàm xa la lộ ra thân hình. Tiền bối, đây rốt cuộc là đâu? Bên ngoài thành sắt có tiếng xé gió, cường giả trong yêu tộc biết náo động bên này nên vội vàng chạy tới, rất nhanh bay vào thành. Dẫn đầu là nữ nhân xinh đẹp mặc áo trắng, tóc bạc lấp lánh. Thân hình yêu kiều, mắt trong suốt,
đầu đội lưu tinh quan bạch ngọc, khí chất cao quý. Bốn yêu nữ quyến rũ đi theo sau nữ nhân, ai nấy hấp dẫn hút hồn, người trắng mịn, ngực đẫy đà, eo nhỏ mềm dẻo co giãn. Một đám lão nhân đi cuối cùng, khí thế hùng hồn như man thú hồng hoang biến thành hình người, huyết khí sôi sục như có con sông to chảy trong người. Đã chết mà còn không yên phận. Lão nhân mặc áo đen rộng thùng thình đến chính giữa thành sắt, chân dẫm mặt đất. Thành sắt yên lặng lại, từng đợt yêu hỏa chìm xuống, tiếng hú im lìm. Tòa thành sắt tử khí âm trầm. Huyết khí tán đi lộ ra các yêu thi khổng lồ, có yêu thi cao hơn ngọn núi gấp chục lần, có yêu thi một khối xương nặng ngàn vạn cân. Những máu yêu đang chảy, mỗi giọt máu chứa lực lượng khổng lồ, một giọt máu có thể giết một tu sĩ cảnh giới niết bàn. Một lão nhân yêu tộc mọc tám cánh tay, mặt lạnh băng, khí thế dồi dào, thở một hơi nguyên thành sắt kêu ầm ầm, yêu cốt cứng như thần thiết bị đè rung lốp bốp. Công chúa điện hạ, ta cảm thấy trong này có điều lạ, không chừng có người xông vào quấy nhiễu những yêu hồn bất diệt. Lão nhân vận chuyển một loại thiên nhãn thần thông nhìn quét nguyên thành sắt, thật lâu sau thu về tầm mắt, vẻ mặt nghi ngờ. Lão nhân lẩm bẩm, chẳng lẽ ta đoán sai? Một nữ yêu tinh mặc lụa đỏ nói. Nơi này canh gác nghiêm ngặt, chắc không ai có thể xông vào. Môi đỏ gợi cảm, cổ thon dài, mỗi sợi tóc lấp lánh thần quang. Tòa thành sắt này do nữ yêu tinh trấn thú, nàng cho rằng không ai có thể xông vào. Công chúa Bạch Chu yêu tộc người bao phủ yêu quang, thanh âm động lòng người, mắt sáng ngời. Nếu Tuyết Lang cô đã nói vậy thì chắc không ai vào được. Mọi người quay về vị trí của mình đi, ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất, không thể có chút sai lầm. Cường giả yêu tộc rời đi, cửa thành sắt chậm rãi khép kín. Thật lâu sau Phong Phi Vân bò ra khỏi yêu thi, người dính đầy máu yêu tanh nồng. Phong Phi Vân nhìn yêu thi khổng lồ xếp đầy thành sắt, nói. Không ngờ đây là nơi Bạch Chu yêu tộc chất xác yêu tộc khác, vừa rồi công kích ta chắc là hồn niệm bất diệt của bá chủ yêu tộc sau khi chết. Bà lão lẻn vào đây làm gì? Không lẽ muốn trộm yêu thi đổi quân công? Phong Phi Vân kích động, chỗ này chất đống yêu thi hơi thở cường đại, yếu nhất cũng là niết bàn đệ nhất trọng thiên. Lấy mấy vạn yêu thi có thể tích lũy đủ quân công làm chiến vương. Bà lão chẳng biết đi ra từ đâu, mặt nhăn nheo, tóc rối, mặt hơi đen. Cộng thêm hoàn cảnh xung quanh, giống quỷ già bò ra từ ngôi mộ. Tiểu tử, người định làm gì? Phong Phi Vân đứng trước một cái xác yêu tộc khổng lồ, cảm thán rằng. Những tiền bối yêu tộc khi còn sống là hào kiệt kinh thiên động địa, để bọn họ phơi xác tại đây thì lòng ta bất nhẫn. Ta định đem xác bọn họ về quốc gia nhân loại, chôn thật long trọng. Bà lão khiêm khắc nói. Người tốt nhất đừng đụng vào yêu thi. Tuy bọn họ chết nhưng trong đó có xá một số cường giả còn chứa lực lượng khổng lồ, một di tọ máu nhỏ vào người của ngươi đủ xuyên thủng thân thể. Trong đó có một số đại yêu chiến hồn bất diệt, một thần niệm xông ra có thể đốt trời nấu biển, đánh rơi ngôi sao. Tòa thành sắt này rất khổng lồ, chất đống vô số yêu thi. Chỗ ít nhất cũng chất cao 30 thước, có người hơi thở cường đại kinh khủng truyền đến, chỉ một tiếng gầm đủ chấn màng tai đau nhức, rất khó tưởng tượng khi chúng còn sống thì cường đại đến mức nào. Phong Phi Vân nói, vậy tiền bối vào đây để lờ mà gì? Bà lão khẽ thở dài. Lão bà ta đến đây chiêm ngưỡng dung nhan các tiền bối yêu tộc. Không tin, thế ta nói đến thắp hang cho các tiên hiền yêu tộc thì ngươi tin không? Bà lão nói xong móc một lư hương xám đen ra, thật sự thắp nhang trước mặt một yêu thi, chỉ thiếu tiền giấy. Bà lão nói, được rồi, rồi, nói thật cho ngươi biết vậy. Những yêu thi này là tế phẩm của Bạch Chu yêu tộc, ngày mai đại quân Bạch Chu yêu tộc sẽ dùng tế phẩm ngưng tụ thánh hồn Bạch Chu thánh tổ. Phong Phi Vân nói, ta hi ỉu rồi, lão nhân ra người trà trộn vào trong đống tế phẩm để vào mộ táng Bạch Chu thánh tổ trước một bước, thu gom báu vật trong đó. Người không sợ bị tế sống sao? Bà lão nói, muốn mở mộ táng thánh linh cần có hai bước đi là tế sống và tế chết. Tế sống trước, để mở đường đi thông thánh mộ, tế chết là vì thức tỉnh thánh hồn Bạch Chu thánh tổ. Hay thánh hồn Bạch Chu thánh tổ thật sự bất diệt? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không thể nào, dù là hồn thánh linh cũng không thể tồn tại lâu như vậy. Bà lão nói. Vớ vẩn, chắc chắn thánh hồn Bạch Chu thánh tổ đã tan biến. Bạch Chu yêu tộc tế chết là vì muốn ngưng tụ phần thánh hồn lưu lạc, dù chỉ ngưng tụ được một lũ thánh hồn cỡ sợi tóc cũng đã rất mạnh. Phong Phi Vân gật gù. Không sai,
một lũ thánh hồn có thể chém đại hiền giả vũ hóa. Phong Phi Vân hiểu bà lão định làm gì, bà lão muốn canh lúc sau khi tế sống, trước lúc tế chết thì vào mộ táng thánh linh, cuỗm sạch đồ tốt trong đó. Bà lão nằm trong đống yêu thi, thè lưỡi, mắt trợn trắng giả làm xác chết. Tu vi của Phong Phi Vân không cao bằng bà lão, hắn giấu trong xác một yêu thi, hoàn toàn che đi hơi thở. Đêm nay không bình yên, trong đại quân yêu tộc xảy ra náo động. Thì ra nhân loại bị nhốt trong chiến lao được thả ra ngoài, đấu tranh dữ dội. 90% nhân loại bị giết ném vào thành sắt, chỉ có số ít cường giả nhân loại trốn thoát. Một tu sĩ Bạch Chu yêu tộc ném mấy cái xác cường giả nhân loại vào, nhỏ giọng nói. Thật kỳ lạ, tu sĩ nhân loại trong chiến lao bị phong tu vi làm sao trốn được. Tu sĩ Bạch Chu yêu tộc khác nói. Xem ra tin mộ táng thánh tổ bị lộ ra ngoài, chắc chắn ngày mai sẽ có người tu sĩ nhân loại đến. Cửa thành sắt lại khép kín. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trong đống xác yêu thi, cảm giác tình hình bên ngoài. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Chắc chắn là địa thọ tinh nữ của vô thọ tinh cung hành động, giải cứu các tu sĩ nhân loại. Xác địa thọ tinh nữ không bị nâng vào đây, chắc đã trốn thoát. Đêm nay Phong Phi Vân tham ngộ bức tàm đồ thứ 3 trong Kim Tàm Kinh, thời gian trôi mau. Ngày thứ 2 rất nhanh đã đến. Đại quân Bạch Chu yêu tộc lại xuất phát, có 800 con hồng thủy kéo thanh sắt tràn đầy yêu thi, vô tận đại quân yêu tộc bao phủ thành sắt chậm rãi đi tới. Cuối cùng đến khối đại lục lớn nhất nằm ngay giữa nham hồng bí cảnh cao cấp. Số lượng đại quân Bạch Chu yêu tộc khổng lồ, bọn họ tản ra, hợp thành chiến trận trong phạm vi 3 vạn dặm. Giờ phút này, nguyên nham hồng bí cảnh cao cấp bị yêu khí bao phủ. Có tu sĩ Bạch Chu yêu tộc liên tục vượt hư không đến, số lượng cường giả tụ tập ngày càng nhiều. Trong đại quân yêu tộc, một lão nhân mọc 8 cánh tay đứng dưới bậc thang ngọc thạch, cung kính cúi đầu hướng phi viện công chúa đứng bên trên. Công chúa điện hạ, tu sĩ nhân loại đợt thứ nhất đã chạy đến. Đầu phi viện công chúa đội vòng nguyệt quế, áo lụa trắng rũ xuống, khuynh thành tuyệt đại, hoa nhường nguyệt thẹn. Tiên hà chảy dưới chân phi viện công chúa, trời trăng sao treo trên đầu, các khí tượng siêu phàm phát huy trên người nàng. Phi viện công chúa lạnh nhạt nói. Nhanh vậy, bao nhiêu cường giả đến. Lão yêu 8 cánh tay cười khẩy nói. Tu sĩ nhân loại đợt thứ nhất này đến vội vã. Dường như là trung cổ thế gia. Giọng phi viện công chúa lạnh nhạt, mắt sắc bén. Vậy xua bọn họ vào hố thánh đi, làm nhóm người thứ nhất tế sống. Ha 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 ha, lĩnh mệnh. Lão yêu 8 cánh tay lui xuống, dẫn một đội quân tinh nhuệ yêu tộc đi đón đánh tu sĩ nhân loại đợt thứ nhất. Nhóm tu sĩ nhân loại này là cường giả Cố gia nhận thư ngọc truyền tin của Cố Trường Không. Đại quân Cố gia rầm rộ bước ra từ cửa trùng động. Giáng xuống nham hồng bí cảnh cao cấp. Các chiến trận, cờ chiến bay phấp phới, sát ý ngùn ngụt, giáp sáng choang, chiến khí lên 9 tầng mây. Thủ lĩnh đại quân Cố gia là một tiên hiền, ngồi trên lưng thần điểu 9 đầu người bốc lửa, lửa và lông chim che tiên hiền Cố gia nên không thấy rõ mặt. Nhưng khí thế từ người tiên hiền Cố gia đặc biệt mạnh mẽ, ánh sáng chói mắt đâm người đau mắt không mở ra được. Bạch Chu yêu tộc muốn mở mộ táng thánh linh nhưng nơi này là chiến trường vạn tộc. Chắc không có nhiều cường giả phe chúng ta đến. Dựa vào thực lực mạnh mẽ của Cố gia ta đủ bắt chúng. Ai, không đúng. Cường giả Cố gia nhận ra điểm lạ. Trong nham hồng bí cảnh cao cấp toàn là hơi thở cường giả yêu tộc, nguyên bí cảnh cao cấp như biến thành yêu vực, hoàn toàn bị cường giả yêu tộc canh giữ. Tiên hiền Cố gia lên tiếng. Tình huống không ổn, rút mau. Trong giọng nói đầy sốt ruột. Tình huống rất tệ, khác hẳn tình báo truyền về gia tộc. Nhìn yêu tộc thế này làm gì có chuyện bất lực. Đúng hơn là lực lượng mạnh đến kinh khủng. Lúc này Cố Trường Không lẫn trong đại quân yêu tộc tức giận chửi thề. Cố Trường Không nhìn cường giả yêu tộc liên miên ập đến, bụng ôm cục tức, gã tìm kiếm Phong Phi Vân khắp nơi. Lần này Cố Trường Không bị hại thảm. Số lượng đại quân Cố gia rất đông, không thể rút đi ngay trong một thoáng. Ha 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 ha, các ngươi đi được sao? Đại quân yêu tộc xuất hiện. Chiến quang khiếp người, sát khí càng tăng lên. Tu sĩ Cố gia bị bao vây, cường giả yêu tộc công kích trước. Lão yêu 8 cánh tay tấn công tiên hiền Cố gia, đánh một đấm đập nát thần điểu 9 đầu dưới thân tiên hiền Cố gia. Máu phun tung tóe, thần vũ thành bột phấn. Đại chiến kéo dài gần 10 phút, tu sĩ Cố gia bị đại quân yêu tộc bắt giữ ném vào hố thánh thành tế phẩm để tế sống.
Tiên Hiền Cố gia cuối cùng bị lão yêu tám cánh tay đánh bị thương bỏ chạy vào hư không, định trốn đi. Nhưng bị hơn 10 lão nhân trong Bạch Chu yêu tộc vây công, Tiên Hiền Cố gia bị bắt, bị Chấn Thiên Thần tỏa khóa lại ném vào hố thánh. Phi Viện công chúa đứng trên bậc thang bạch ngọc, tóc dài bay bay, da thịt trắng mịn, đẹp tựa thiên nữ giáng trần. Tế sống bọn chúng trước đi. Tế tự bắt đầu, niệm lực của ức vạn yêu tộc tụ tập vào hố thánh, câu thông thiên địa chi khí. Sát phân ngưng tụ lại giáng xuống từng đợt lôi phạt đánh vào hố thánh. 12 ức đại quân tu sĩ Cố gia bị đốt chết. Mỗi tu sĩ người bốc lửa, máu thịt và linh hồn rực cháy, phát ra tiếng gào thảm thiết. Trong đó có cường giả muốn bò ra khỏi hố thánh nhưng bị đánh rớt xuống hố lại. Đây là tế tự người sống khổng lồ. Mấy trăm dặm quanh hố thánh rực lửa, đốt cơ thể người. Có con đường đi thông lòng đất 29 lúc ẩn lúc hiện. Bắt đầu tế sống, cánh cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ xuất hiện một cái bóng cao ngàn trượng, rộng rãi vô ngần. Bên ngoài hư không một thanh âm hùng hồn vang lên. Yêu tộc mất trí rồi, tế người sống sẽ bị trời phạt. Văn nước hiện ra trên bầu trời, lại một đại quân trung cổ thế gia vượt hư không đến. Xe chiến đi đầu, cờ chiến bay trên cao, chiến thú khổng lồ như núi cao. Đằng trước đại quân có mấy trăm hồng thủy cầm búa to mở đường, phá núi chém non sông hướng đại quân yêu tộc. Đại quân tiên thánh lao tới, thành chủ có mặt, mặc áo vàng, mắt sáng rực, khí thế khiếp người. Lần này Cố gia tổn thất nặng nề. Lại có phủ chủ một tòa thánh phủ đến. Phủ chủ ngồi trong cung khuyết ánh sáng tím, uy thế chấn chín tầng trời. Phủ chủ thánh phủ cười to bảo. Cố lão nhi muốn độc chiếm thánh linh mộ táng, gặp kết cuộc như vậy cũng đáng tội. Tu sĩ nhân loại trong các binh doanh mộc thần giá chiến khu A-Lan lượt đến. Cửa trùng động liên tục mở ra, không chỉ đại nhân vật tiên môn, có rất nhiều tán tu, tu sĩ đến chiến trường vạn tộc rèn luyện cũng chạy hướng mộ táng thánh linh, muốn thử vạn may. Phi Viện công chúa ra lệnh. Hành động. Cường giả Bạch Chu yêu tộc tấn công. Đại quân yêu tộc và quân đội nhân loại va chạm, tiếng giết rung trời, động đất, bầu trời hỗn độn. Tu sĩ nhân loại, tu sĩ yêu tộc không ngừng bị ném vào hố thánh tế sống. Những thiên hiền, bá chủ trong nhân loại biết muốn mở cửa mộ táng thánh linh cần tế sống nên cũng ném tu sĩ yêu tộc vào trong hố. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bị tế sống, máu thịt và linh hồn thành tro. Cánh cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ càng lúc càng rõ ràng, phát ra từng lũ tiên linh thánh quang, ánh sáng bắn thủng khung trời. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trong yêu thi, bên tai nghe tiếng giết kinh thiên động địa. Lực lượng quy tắc di chuyển, vài lần lực lượng đánh vào thành sắt, nổ nát nhiều yêu thi. Đại chiến này kinh tâm động phách, đại quân nhân loại và yêu tộc chính thức đụng độ, máu chảy ngàn dặm, ức vạn xác ngã xuống. Đại chiến hỗn loạn. Liên tục có người bị ném vào tu sĩ yêu tộc tế sống. Không biết cuộc chiến kéo dài đến ngày thứ mấy, cánh cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ đã hoàn toàn thành hình, tựa như thánh môn đi thông thiên giới. Hà khí tốt tươi, bàng bạc nhiếp hồn người. Trong cánh cửa có con đường lên trời, xa thăm thẳm, không biết đi đến đâu. Cuối cùng Bạch Chu yêu tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, dù sao Bạch Chu yêu tộc chuẩn bị đầy đủ, nhiều cường giả yêu tộc chạy lại đại biểu một chủng tộc. Nhân tộc tuy mạnh hơn Bạch Chu yêu tộc nhưng chỉ có một phần nhỏ thế lực trong nhân tộc đến, không thể đối kháng với toàn yêu tộc. Phi Viện công chúa còn đứng trên bậc thang bạch ngọc, áo trắng không dính bụi trần, thanh tú thánh khiết phun ra viên yêu châu màu trắng. Hoa văn đỏ máu in trên yêu châu. Phi Viện công chúa thốt lời. Tế chết. Phi Viện công chúa cầm yêu châu trong tay, ánh sáng rực rỡ như ngôi sao. Yêu thi trong thành sắt bị đổ hết vào tu sĩ yêu tộc. Sắp tế chết, ngưng tụ thánh hồn lưu lạc trong thiên địa. Trong đống xác chết, bà lão đang giả chết đột nhiên bật dậy, cơ thể già khú đế vậy mà chạy siêu mau. Chớp mắt bà lão chui vào cánh cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, rộng cây gậy, đi cực nhanh. Có người lẫn vào tế phẩm xác chết xông vào mộ táng thánh linh. Nhiều cường giả yêu tộc, cường giả nhân loại ở phía xa thấy bà lão bò ra từ đống xá chết chạy vào cánh cửa mộ táng. Là bà bán tin tức. Nhiều tu sĩ nhân loại mau tin tức của bà lão nhận ra ngay, ai nấy nghiến răng. Bà lão này rất gian xảo, trà trộn vào tế phẩm xác chết, muốn nhanh chân đến trước. Nhiều người cho rằng bà lão bán tin tức vì muốn dụ cường giả nhân loại đến đây, còn bà lão thì thừa dịp loạn nhảy vào mộ táng thánh linh. Có người thấy một yêu thi cụt đầu bò vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Ủa,
Các ngươi nhìn kìa, yêu thi kia không có đầu mà đang bò vào mộ táng thánh linh. Cái này, thật là khó tin. Một tiên hiền yêu tộc giỏi thiên nhãn thuật pháp nhìn xác chết, lạnh lùng nói. Trong yêu thi có vật sống, cũng xông vào mộ táng thánh linh. Nữ yêu tinh người khoác áo lụa đỏ gợi cảm, mắt lạnh băng, vóc dáng đẫy đà, ngực to, mông vêu lấy vô thượng chiến kiếm ra, nửa quỳ dưới đất. Nữ yêu tinh nói, thuộc hạ có tội, xin công chúa điện hạ cho phép thuộc hạ lập công chuộc tội, vào mộ táng thánh linh giết bọn chúng. Nữ yêu tinh tên Tuyết Lang, là nàng trông coi tòa thành sắt, bây giờ trong yêu thi ẩn núp vật sống đi vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ trước, nàng phải gánh trách nhiệm. Phi viện công chúa đứng trong không trung, tay cầm yêu châu trắng, từng lũ thánh hồn chảy vào yêu châu, khiến người nàng càng thánh khiết rực rỡ, như điêu khắc bằng tiên ngọc. Phi viện công chúa lạnh nhạt nói. Đi đi. Tuyết Lang đại nhân dẫn mấy trăm cường giả yêu tộc xuyên qua hố thánh tế chết lao vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Phong Phi Vân vọt qua cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, bước lên con đường lót nền bạch ngọc. Phong Phi Vân bay ra khỏi yêu thi tiến vào sâu trong mộ táng thánh linh. Kiếp trước Phong Phi Vân không tiếp xúc bất cứ thứ gì liên quan thánh linh, trước kia hắn chưa từng nghi ngờ điều này. Phong Phi Vân cho rằng thánh linh là tồn tại huyền diệu khó giải thích, chuyện gì liên quan đến thánh linh không thể ước chừng. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân bắt đầu thấy nghi ngờ. Kiếp trước Phong Phi Vân là cường giả vũ hóa đệ cửu trọng, càng là đệ nhất cường giả đại lục sao có thể không tiếp xúc thứ nào liên quan thánh linh. Từ xưa đến nay không thiếu thánh linh được sinh ra, nhiều thời đại hưng thịnh nhất đều có thánh linh người trẻ tuổi. Có một ít thịnh thế có mấy thánh linh cùng ra đời. Phượng Hoàng yêu tộc là bốn yêu tộc đỉnh cao nhất, tộc quần truyền thừa cổ xưa nhất, không thiếu thánh linh trong lịch sử. Chẳng lẽ những Phượng Hoàng tiền bối đẳng cấp thánh linh không để lại chút gì liên quan thánh linh sao? Thánh linh phù lục, thánh linh dụng cụ, thánh linh huyết dịch, thánh linh y quan, thánh linh đạo nghĩa. Phong Phi Vân càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Kiếp trước Phong Phi Vân không tiếp xúc thứ gì liên quan thánh linh, chỉ nghe nói về thánh linh. Phong Phi Vân chưa từng thấy một lũ hơi thở thánh linh, điều này không bình thường. Phong Phi Vân càng nghĩ càng thấy kiếp trước phủ sương mờ, không chân thật. Không lẽ kiếp trước hắn chưa từng suy nghĩ đi đào mộ thánh linh sao? Vào mộ táng thánh linh nhức tiến vào thế giới nội thiên địa. Một con đường thông thiên diễn sinh ra, xa xôi không thấy cuối. Thiên địa trắng xoa, con đường dưới chân càng lúc càng nhỏ hẹp, lạnh lẽo, không biết kéo dài tới chỗ nào. Bà lão chạy mau còn hơn thỏ, không biết bà lão đã đến đâu. Chỗ này trống không chẳng có gì, nhưng Phong Phi Vân cảm nhận rõ ràng có nguy hiểm. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm ra biến thành cây trường mâu, chân đạp luân hồi tật tốc dọc theo con đường ngọc thạch lao vào trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Tốc độ của Phong Phi Vân rất nhanh, một giây vượt mây trăm dặm. Nhưng Phong Phi Vân chạy nhanh ba tháng trời mà con đường không có cuối. Không biết vào ảo cảnh, hoặc vào trận pháp chân trời trong gần tấc. Không thể phỏng đoán mộ táng thánh linh bằng ánh mắt người bình thường, chuyện gì không thể xảy ra đều có thể tại đây. Phong Phi Vân dừng bước, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn muốn xem xét hư vọng xung quanh. Nhưng dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn không khác gì nhìn bằng mắt thường, không có ảo cảnh, không trận pháp chân trời trong gần tấc. Không uổng là mộ táng thánh linh, muốn vào đã khó thế này. Trực giác cho Phong Phi Vân biết mắc xích nào đó có vấn đề, nếu không luân hồi tật tốc bay 3 tháng không thể nào chưa vào được cửa mộ táng. Sau lưng Phong Phi Vân vang tiếng xé gió, có rất nhiều cường giả đuổi theo từ phía sau. Thủ lĩnh là nữ yêu tinh mặc lụa đỏ, tóc trắng tỏa sáng, vóc dáng nóng bỏng, ngực to mông vêu. Nữ yêu tinh dẫn mấy trăm cường giả yêu tộc xuất hiện trên đường thông thiên, cách Phong Phi Vân xa ôi. Nhìn từ xa như có đám kiến chạy nhanh trên con đường ngọc thạch. Là tu sĩ yêu tộc. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn nạn cùng đường ngọc thạch, thấy bóng yêu bên ngoài hư không xa xôi. Cùng lúc đó, đám cường giả yêu tộc cũng thấy Phong Phi Vân. Tuyết Lang đại nhân nói, đuổi theo 3 tháng rốt cuộc bắt kịp hắn. Tuyết Lang đại nhân đột nhiên tăng tốc độ gấp 10 lần, lao lên trước nhất, cách hư không chỉ một cái vào Phong Phi Vân. Một cột sáng lao tới. Nữ yêu tinh này tu vi cực kỳ mạnh, nàng điểm ra luồng sáng chứa lực lượng kinh khủng vô tận. Hư không rung bần bật. Cách hư không ảm bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, có lực lượng quy tắc hiện ra trên cột sáng như tia điện quấn quýt nhau trên cột sáng. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Người Phong Phi Vân bốc cháy lửa hừng hực,
bàn tay sinh ra ngọn lửa đỏ thẫm biến thành vuốt phượng hoàng to lớn, phát ra lực công kích gấp 5-60 lần xé rách cột sáng. Phong Phi Vân bay nhanh ra sau, cánh tay nhỏ một di tọa máu. Mạnh quá! Tu vi của Tuyết Lang Đại Nhân chắc chắn hơn Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên. Tốc độ của Tuyết Lang Đại Nhân siêu mau, dù Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc tuyệt đối không nhanh bằng nàng, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Phong Phi Vân nhìn hai bên đường Ngọc Thạch, sương mù răng khắp lối, không thấy rõ thứ bên ngoài 10 trượng. Nhưng Phong Phi Vân cảm nhận được nguy hiểm trong sương mù, bước vào đó thì khó đoán là phúc hay họa. Lại một khí thế khủng bố từ đằng sau ập đến. Đây là một cột sáng, đường kính thô cỡ một tháng, hình dạng rất sống sóng kiếm kéo cái đuôi y đài vài trăm thước chém vào lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cắn răng quay sang trái, nhảy ra đường Bạch Ngọc, lao vào sương mù mờ mịt. Sóng kiếm đánh vào đường Bạch Ngọc phát ra uy lực to lớn, xé rách sương mù mấy trăm dặm xung quanh. Nhưng rất nhanh sương mù khép lại thành tấm mảnh mỏng. Không lâu sau Tuyết Lang Đại Nhân đáp xuống vị trí Phong Phi Vân đã đứng, nàng nhìn sương mù mênh mông, ánh mắt trầm trọng. Tuyết Lang Đại Nhân do dự không biết có nên đuổi theo hay không. Mấy trăm cường giả yêu tộc từ đằng sau chạy tới, quỳ một gối sau lưng Tuyết Lang Đại Nhân, đeo da đen che mặt. Tuyết Lang Đại Nhân, rốt cuộc là nhân loại hay yêu tộc? Tuyết Lang Đại Nhân khoác lụa đỏ, nửa lộ bờ vai, gợi cảm quyến rũ. Tuyết Lang Đại Nhân cười khẩy nói. Hắn là nhân loại, nhưng không biết dùng cách gì chuyển hóa nhân khí trong người thành yêu khí. Con đường này dường như không đi đến cuối được, sương mù hai bên đường tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Chúng ta lựa chọn như thế nào? Tuyết Lang Đại Nhân trầm ngâm nói. Con đường này chắc là thủ đoạn thánh tổ bày ra để ngăn cản người ngoài quấy rầy thánh tổ ngủ say, như chúng ta không thể suy đoán nổi. Tu vi như chúng ta tuyệt đối không đến tận cùng con đường được. Chỉ có tiên hiền vũ hóa cảnh mới thông qua con đường đến trước chân mộ thánh tổ. Mộ táng thánh linh vô duyên với chúng ta, hãy đuổi theo kẻ xâm nhập. Tuyết Lang Đại Nhân nói xong lao vào sương mù trắng, dựa theo hơi thở Phong Phi Vân để lại tìm kiếm hắn. Mấy trăm cường giả yêu tộc theo sau. Phong Phi Vân không biết bây giờ mình đang ở đâu, xung quanh là sương mù, cách 10 trượng không xem rõ bất cứ thứ gì, như thể thần thức bị giam cầm. Phong Phi Vân không biết đi trong sương mù đã bao nhiêu người, hắn xông vào dãy núi bao la. Trước mặt Phong Phi Vân là thiết thụ cực kỳ thô to, thô cỡ mấy chục thước, như vách tường chắn ngang. Vỏ cây mọc đầy vảy sắt lóe yêu quang. Cường giả yêu tộc đuổi theo gắt gao, Phong Phi Vân đụng độ bọn họ mấy lần, lần nào hắn cũng tìm đường sống trong chỗ chết, suýt bị tiêu diệt. May mắn Phong Phi Vân có các thủ đoạn thanh đồng cổ thuyền, áo da phượng vảy rồng mới trốn đến tận đây. Nếu không từ mấy hôm trước hắn đã gục ngã. Quần áo Phong Phi Vân rách dưới, toàn thân kết huyết già. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng dưới thân cây, tay cầm hai khối u lan linh thạch, nhanh chóng phục hồi tu vi. Trên đầu có tiếng rít, kiếm phong từ trên trời giáng xuống. Mấy hôm nay dây thần kinh Phong Phi Vân căng thẳng, Phong Phi Vân nhảy cẫng lên, lao ra ngoài. Bùm! Không phải kiếm phong. Một trái cây rớt xuống từ trên cây. Nặng mấy ngàn cân, đen thui, rất xấu xí. Vỏ cây mọc đầy gai như con nhím. Tiếng rít vừa rồi là tiếng trái cây rơi. Sợ bóng sợ gió. Phong Phi Vân bước tới gần trái cây, cầm thiên tủy binh đàm chọt nó. Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, một ánh lửa bắn ra. Phong Phi Vân ngước nhìn ngọn cây, nhưng chỉ thấy thân cây khổng lồ, không thể thấy phần ngọn. Sương mù hoàn toàn bao phủ ngọn cây, không biết cao bao nhiêu. Đây là trái cây gì? Vỏ cứng như huyền thiết, thiên tủy binh đàm cũng khó để lại vết hằn. Phong Phi Vân biến thiên tủy binh đàm thành chiến đao bảng to, dốc hết sức chém xuống trái cây. Ánh lửa bắn ra từ vị trí thân đao và trái cây va chạm. Bùm! Trái cây không bị xẻ ra, ngược lại bị lực lượng mạnh mẽ đè lún xuống đất. Sau khi trái cây rơi xuống đất thì như có chân, chạy nhanh dưới đất. Thông minh! Chắc đây không phải là thánh thực quả trong truyền thuyết đi. Phong Phi Vân rất kích động, hắn lặn xuống lòng đất đuổi theo trái cây. Phong Phi Vân được một thánh bồ quả 8.000 năm tuổi trong đồng Lô Sơn đã là siêu phàm, chỉ thiếu 2.000 năm có thể trở thành linh quả vạn năm. Thiên giả vũ hóa cảnh cũng sẽ thèm muốn. Nhưng thánh bồ quả so với thánh thực quả trong truyền thuyết thì kém mấy cấp bậc. Đồn rằng một thánh thực quả cần dựng dục 10 vạn năm, trong trái cây chứa chi thức 10 thời đại. Một khi dùng thánh thực quả sẽ được học vấn,
tri thức như thánh linh. Cho kẻ ngốc ăn thánh thực quả cũng sẽ biến thành thánh nhân siêu thông minh, có năng lực xem thiên văn địa lý. Một miếng vỏ thánh thực quả nấu canh có thể cho con nít trúc cơ thông linh, khi ra đời có trí tuệ, tư chất hơn bạn cùng lứa. Loại thiên tài địa bảo này trượt khỏi kẽ tay làm lòng Phong Phi Vân nhỏ máu, hắn muốn bắt lại thánh thực quả. Nhưng sau khi thánh thực quả vào lòng đất thì nhanh như tia sáng, chớp mắt không thấy đâu, chẳng biết trái cây chạy đi chỗ nào. Cuối cùng Phong Phi Vân không bắt được thánh thực quả, hắn quay về dưới thân cổ thụ mọc đầy thiết lân. Thiên địa kỳ bảo như thánh thực quả khi đã chín liền sinh ra linh trí, dù Phong Phi Vân không chém một đao làm nó lún xuống đất, hễ hắn muốn bắt nó, khi nó cảm giác nguy hiểm vẫn sẽ chạy trốn hay công kích lại hắn. Trừ phi là một vị tiên hiền tiến đến mới có cơ may bắt được thánh thực quả. Một thánh thực thụ chỉ có thể kết một trái cây, không hy vọng vào thánh thực quả rồi. Nếu có thể rời thánh thực thụ đến thiên quốc sẽ trở thành một gốc linh căn vô thượng, tăng nhanh tốc độ thiên quốc lột xác thành tiểu thiên thế giới. Phong Phi Vân bắt tay vào hành động, hắn định đào rễ thánh thực thụ lên. Đang lúc Phong Phi Vân định đào rễ cây thì trên ngọn cây phát ra thanh âm kỳ lạ. Ầm, cây nhanh chóng héo tàn, thân cây thô mấy chục thước liên tục thu nhỏ. Cuối cùng cái cây biến mất khỏi mặt đất như chưa từng sinh ra. Phong Phi Vân ngây người, giây sau hiểu ra. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Thánh vật như thánh thực thụ không thể sống mãi, thánh thực quả đã chín rơi xuống đất, tinh hoa thánh thực thụ biến mất hết. Tất cả tinh hao dung nhập vào trái cây ra thì thánh thụ khô. Một tuổi một khô héo, một tuổi một trái cây. À, đó là gì? Phong Phi Vân thấy một thứ nằm ở vị trí thánh thực thụ ban đầu cắm rễ. Cái cây đường kính thô mấy chục thước héo tàn như bỗng cố bốc hơi khỏi không khí, để lại cái hô to dưới đất. Đất đai sụp xuống vùi một nửa cái hố, trong hố ló ra một khúc khối sắt đen, hình dạng rất lạ. Trông như rễ cây thô, trên rễ mọc đầy thiết lân đen lóe ánh sáng kim loại. Phong Phi Vân đào miếng sắt đen từ trong đất ra, dài gần 2 thước nhưng nặng khủng khiếp, hơn 1000 cân. Phong Phi Vân cảm giác trong cây sắt chứa sức sống khổng lồ, sự sống như con sông chảy xiết. Chẳng lẽ sau khi thánh thực thụ héo tàn còn lại một khúc thánh mộc căn? Thánh thực thụ là thiên địa kỳ vật, chỉ gặp chứ không cầu được. Tuy thánh thực thụ dồn hết tinh hao vào trái cây nhưng còn một phần sức sống được giữ lại, biến thành một khúc rễ. Nhiều năm sau có lẽ nó sẽ nảy mầm, lại sinh trưởng thành thánh thụ. Nếu đây đúng là thánh mộc căn thì Phong Phi Vân lời to, không chiếm được di bảo của Bạch Chu Thánh Tổ cũng chẳng sao. Trong sương trắng mông lung vang tiếng bước chân vội vã, có yêu khí nhạt di chuyển trong không khí. Lại đuổi tới. Thật là âm hồn không tán. Phong Phi Vân bình tĩnh nỗi lòng kích động, cất thánh mộc căn đi. Mắt Phong Phi Vân bắn ra sát khí, hắn mặc ẩn tàm sa la vào, cầm ngọc phù màu tím. Ngọc phù màu tím là Phong Phi Vân tốn 100 vạn khối linh thạch mua để mua, tên là Thiên Tiêu Thần Phù, do một vị tu sĩ Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên luyện ra. Nhưng cái này không phải Thiên Tiêu Thần Phù hoàn chỉnh, bị thiếu một góc. Nếu là Thiên Tiêu Thần Phù hoàn chỉnh thì giá bán sẽ không chỉ là 100 vạn khối linh thạch. Tuyết Lang đại nhân dẫn theo một đám cường giả yêu tộc đi đến nơi thánh thực thụ từng sinh trưởng. Tuyết Lang đại nhân nhìn hố to dưới mặt đất, tay ngọc vén váy dài ngồi xuống, bốc một nhúm đất lên hít ngửi. Tuyết Lang đại nhân nhìn hư không xung quanh, nói. Có hơi thở của hắn, vừa đi không lâu. Đột nhiên một ngọc phù màu tím xuất hiện trong không trung, phát ra ánh sáng tím. Hơi thở hủy diệt bùng nổ. Cẩn thận! Đám cường giả yêu tộc nhanh chóng bay ngược nhưng không mau bằng tốc độ long la phù nổ. Hơn 10 cường giả yêu tộc bị giết ngay tại chỗ, thành cái xác đẫm máu rơi xuống đất, sắc bốc khói. Còn mấy chục cường giả yêu tộc bị chấn thương, áo giáp rách toạc để lại từng vệt máu. Qua mấy lần đánh nhau, Tuyết Lang đại nhân biết tu sĩ nhân loại kia nắm giữ báu vật ẩn núp. Cơ thể tàng hình được. Giấu hơi thở được nhưng không thể giấu dao động không khí. Ngay khi Phong Phi Vân ném long la phù ra, Tuyết Lang đại nhân liền biết vị trí của hắn, một trưởng ấn vỗ vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân biết tu vi của Tuyết Lang đại nhân rất mạnh, sau khi ném long la phù ra hắn liền thi triển Phượng Hoàng Vũ Dực bay lên cao, biến mất trong sương mù mờ mịt. Phong Phi Vân không chịu hoán thanh đồng cổ thuyền vì hơi thở quá mãnh liệt, Tuyết Lang đại nhân có thể cách không công kích. Thanh đồng cổ thuyền quá to. Khả năng bị đánh trúng rất lớn. Tuyết Lang đại nhân lại công kích, một thủ ấn chụp xuống Phong Phi Vân. Vù 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 vù.
Tay áo Phong Phi Vân ném ra 10 phù lục phòng ngự dựng kết giới sau lưng hắn, ngăn lại trưởng ấn của Tuyết Lang Đại Nhân. Phong Phi Vân tăng tốc độ, ra khỏi khu vực thần thức của Tuyết Lang Đại Nhân bao phủ. Đáng ghét, lại để hắn chạy thoát. Mắt Tuyết Lang Đại Nhân lạnh băng, sát khí đậm đặc. Tiếp tục đuổi theo. Tuyết Lang Đại Nhân vung tay tập hợp cường giả yêu tộc, lần theo hơi thở yếu ớt Phong Phi Vân để lại liên tục truy đuổi. Lưng Phong Phi Vân mọc đôi cánh đỏ rực, lửa cháy hừng hực, miệng hộc máu. Tu vi của Tuyết Lang Đại Nhân quá cao, 10 phù lục phòng ngự cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn lực lượng nàng đánh ra, ta vẫn bị thương. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Vũ lực mau hơn dùng luân hồi tật tốc, nhưng Phượng Hoàng Vũ rực chỉ bay, còn luân hồi tật tốc có thể liên tục thay đổi thân pháp. Phượng Hoàng Vũ rực thích hợp bay đường dài, luân hồi tật tốc thì sở trường đánh gần thân. Nếu thành tựu Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên thì tốt rồi, tốc độ Phượng Hoàng Vũ rực sẽ tăng mảng lớn, dù tu vi của Tuyết Lang Đại Nhân cao sâu chưa chắc đuổi kịp ta. Phong Phi Vân bị đuổi theo gắt gao, hắn sốt ruột muốn đột phá tu vi. Phong Phi Vân biết gần đây cảnh giới của mình đột phá rất nhanh, nếu ba nhân 10 mũ 7 lại Niết Bàn lần thứ 3 sẽ rất nguy hiểm, không thể làm tùy tiện. Thiên địa này rất kỳ lạ, rộng mênh mông. Phong Phi Vân chạy trốn đến ngày thứ 7 gặp tu sĩ nhân loại, nhưng hắn né xa, không tiếp xúc với bọn họ. Xem ra đã có rất nhiều tu sĩ vào mộ táng thánh linh. Không chỉ cường giả yêu tộc, còn một số tu giả nhân loại cường đại khác. Lại qua 2 ngày, Phong Phi Vân thấy dấu chân nhân loại trong núi non chập trùng. Những dấu chân này phát ra hơi thở quen thuộc, Phong Phi Vân lần theo dấu chân thấy bóng dáng Cố Bát Thiếu gia trong một sơn cốc. Bên cạnh Cố Bát Thiếu gia có hơn 10 lão nhân Cố gia, tu vi không tầm thường. Trừ Mộng Thiên Hổ không ra còn hai anh tài kiệt xuất của Trung Cổ Thế gia là Mộ Dung Kiến Khang của Mộ Dung gia tộc, Hoàng Nhạc Sinh của Hoàng gia. Hai thanh niên tài tuấn mang theo hơn 10 lão nhân trong gia tộc. Ba người là tài tuấn đỉnh cao thế hệ trẻ Diệp Hồng Cảnh, là truyền nhân của Trung Cổ Thế gia, tu vi làm các lão tổ cổ tộc phải e ngại. Cố Bát Thiếu gia, Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ vì muốn chia một chén canh. Giờ bọn họ nghỉ ngơi trong sơn cốc, đặt trận pháp ẩn núp để phòng ngừa tu sĩ yêu tộc, nguy hiểm trong mộ táng thánh linh. Lần này Cố gia bị Phong Phi Vân chơi một vố đau, tổn thất nặng nề, một tiên hiền chết, đại quân gia tộc bị hố thánh tế sống, toàn quân bị diệt. Cho nên sắc mặt Cố Bát Thiếu gia rất tệ, gã ngồi xếp bằng trên linh đài ngọc thạch, phục hồi linh khí. Có vẻ vừa rồi Cố Bát Thiếu gia trải qua trận đại chiến, lao ra con đường máu rồi trốn vào đây. Phong Phi Vân ngồi ở cửa sơn cốc, đăm chiêu giây lát. Lòng Phong Phi Vân máy động, nhếch môi cười gian. Cố lão bát, là ngươi muốn giết ta, thì đừng trách ta lại hố ngươi lần nữa. Phong Phi Vân mặc khai sáng vào, biến mất ngoài sơn cốc. Nửa canh giờ sau, Tuyết Lang Đại Nhân dẫn mấy trăm cường giả yêu tộc chạy tới bên ngoài sơn cốc, bao vây ngay cửa sơn cốc. Hơi thở nhân loại biến mất tại đây, chắc đã trốn vào sơn cốc. Tuyết Lang Đại Nhân khoác lụa đỏ, người trắng mịn, tóc trắng bay trong sương mù, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Tuyết Lang Đại Nhân nói, cửa sơn cốc bày trận pháp ẩn núp nhưng không phải của nhân loại kia, là một nhóm người khác núp bên trong. Nhân loại đó cố ý dẫn chúng ta đến đây, chẳng lẽ hắn muốn nhờ lực lượng của đám người này tiêu diệt chúng ta? Ha 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 ha. Đương nhiên trò vặt đó không qua mắt Tuyết Lang Đại Nhân được. Tu sĩ nhân loại trong sơn cốc mặc dù tu vi không thấp nhưng tuyệt đối không đánh lại chúng ta. Tuyết Lang Đại Nhân, có muốn ăn tươi nuốt sống hết không? Tuyết Lang Đại Nhân môi hồng răng trắng mỉm cười nói. Nhân loại kia rất gian xảo, hắn dụ chúng ta đến đây để đối phó đám tu sĩ nhân loại, ta sẽ không làm theo ý hắn. Tiếp tục tìm hơi thở hắn để lại. Tu sĩ yêu tộc cũng rất thông minh. Không mắc mưu Phong Phi Vân. Tuy nhiên, tu sĩ yêu tộc không ra tay không có nghĩa là đám người Cố Bát Thiếu gia sẽ không. Khi Tuyết Lang Đại Nhân đến cửa sơn cốc thì kinh động Cố Bát Thiếu gia, Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh trong sơn cốc. Cố Bát Thiếu gia mặc dù siêu thông minh, tâm trí hơn người nhưng gã có một điểm yếu là rất thích nữ nhân bán yêu. Cố Bát Thiếu gia cuồng nữ nhân bán yêu, nay gặp mỹ nhân quyến rũ yêu tộc còn như thế nào nữa. Tóc trắng bay, cơ thể mềm mại, nhẹ nhàng như yêu cơ. Mắt Cố Bát Thiếu gia bắn ra tia điện nhìn chăm chú nữ yêu tinh khoác lụa đỏ, gợi cảm quyến rũ đứng ở cửa sơn cốc. Một lão nhân nhỏ giọng nói. Bát Thiếu gia, tu vi của yêu nữ này rất cao, không dễ đối phó.
Mộ Dung Kiến Khang cười nói. Không sao, ta mang trấn hồn bảo trong gia tộc ra, đủ trấn áp nàng. Hoàng Nhạc Sinh hăng hái. Vậy còn chờ gì nữa? Hoàng Nhạc Sinh lấy một thần phù ra khỏi ống tay áo. Phù lục dài khoảng một thước, như điêu bằng thần ngọc, bề mặt có vô số tia điện xuyên qua, bên trong chứa uy lực khổng lồ. Tuyết Lang đại nhân, mấy trăm cường giả yêu tộc đang định đuổi bắt Phong Phi Vân tiếp nhưng bỗng nhiên bị công kích. Một thần phù từ trên trời giáng xuống, vô số hoa văn quấn quanh phù lục, muôn vàn tia chớp giáng xuống mặt đất. Ầm 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 ầm. Mỗi tia chớp như một tử long chứa khí vũ hóa, một tia chớp có thể giết một cường giả yêu tộc. Chỉ 3 giây, hơn 200 cường giả yêu tộc chết, thành xác chết khét đen, tia điện đan xen trên người, có bén lửa. Trận pháp ở cửa sơn cốc mở ra, tu sĩ ba trung cổ thế gia cười nói đi ra. Cố Bát thiếu gia cười nói. Hoàng huynh không uổng là thiên kiêu đỉnh đẳng cấp sử thi của hoàng gia, sở hữu một tấm phù lục công kích do hiền giả vũ hóa cảnh tế luyện, ta phục. Mộ Dung Kiến Khang gật gù cười nói. Nhiều quân công quá, chuyến này đi mộ táng thánh linh dù không được gì bảo thánh linh cũng lời to. Long La Phù nói. Tại Cố gia bị yêu tộc tế sống bao nhiêu là đại quân, nhiều đây chỉ lấy y lại chút tiền lợi cho Cố huynh. Tuyết Lang đại nhân cực kỳ tức giận, bước ra từ tia chớp và bụi mù, người không dính một hạt bụi, làn da lóe yêu quang trắng. Tuyết Lang đại nhân lạnh lùng nói. Đáng ghét, bổn tọa không giết các ngươi đã là nhân từ, các ngươi dám tấn công bổn tọa. Còn lại hơn 300 cường giả yêu tộc tụ tập lại, mắt bắn ra tia sáng trắng, cầm chiến kiếm, yêu khí ngút trời. Mộ Dung Kiến Khang cười to bảo. Ha 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 ha, thân hình đẫy đà, quyến rũ yêu kiều, không tệ, không tệ. Cố huynh, nàng hơn hẳn mấy nữ nô bán yêu trước kia ngươi hưởng dụng. Tuyết Lang đại nhân nổi giận. Dám so sánh bổn tọa với bán yêu, các ngươi đang tìm chết. Đám tu sĩ nhân loại thật đáng ghét. Tuyết Lang đại nhân chậm rãi nâng cánh tay trắng ngà, vô số hoa văn thiên đao di chuyển như yêu xà quấn quanh trên cánh tay. Cố Bát thiếu gia, Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh không phải loại não rỗng, tâm kế thâm sâu hơn Tuyết Lang đại nhân nhiều. Ba người cố ý chọc giận Tuyết Lang đại nhân. Nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của ba người, đó là tu vi của Tuyết Lang đại nhân vượt phỏng đoán. Một mình Tuyết Lang đại nhân giam cầm hư không, vung tay ngọc, mảng lớn yêu vân chém ra. Lão nhân ba trung cổ thế gia biến sắc mặt, lấy bản mệnh linh khí ra. Mấy chục linh khí cùng bay đi, nối thành một con rồng linh khí dài. Bùm 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 bùm. Lực lượng yêu vân rất mạnh, đánh nát mấy chục linh khí rơi xuống đất thành sắt vụn. Bản mệnh linh khí bị hủy, lão nhân ba trung cổ thế gia cùng bị thương, miệng tràn máu, người văng ra xa. Ba thiên kiêu thế hệ trẻ biến sắc mặt, linh giác nói cho bọn họ tình huống rất không may. Trấn hồn bảo. Mộ Dung Kiến Khang ném ra một tàn bảo, là cái áo xám rách dưới. Nhìn như bình thường nhưng đây là áo một vị Phật môn đại hiền giả từng mặc, bởi vì quanh năm suốt tháng được đại hiền giả tụng kinh nên tăng bảo có Phật tính, áo còn sót lại hơi thở căn nguyên của đại hiền giả. Sau cường giả Mộ Dung gia tộc rèn luyện tăng bảo nhiều lần thành trấn hồn bảo. Một cái áo rách bình thường liên tục căng phồng, con đường to như khoảnh trời, lực lượng chứa Phật khí đậm đặc thu Tuyết Lang đại nhân vào trong. Mộ Dung Kiến Khang cực kỳ tự tin vào trấn hồn bảo. Ha 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 ha, rốt cuộc thu phục nữ yêu tinh siêu mạnh này, lần này có thể đổi được nhiều quân công, sắc tài đều có. Cố Bát thiếu gia lo lắng nói. Hãy cất trấn hồn bảo trước đi. Mộ Dung Kiến Khang niệm Phật văn, dùng khẩu quyết Phật môn thu trấn hồn bảo. Nhưng trấn hồn bảo rung lắc dữ dội, căng phồng lên như ngọn núi to. Trời, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trấn hồn bảo không trấn áp được yêu hồn của nàng? Mộ Dung Kiến Khang phun ngụm tinh huyết vào trấn hồn bảo, máu đốt cháy hừng hực. Mộ Dung Kiến Khang muốn dùng máu của mình trấn áp yêu hồn của Tuyết Lang đại nhân. Một luồng kiếm quang chém ra từ trấn hồn bảo, kiếm xông thẳng 9 tầng mây, chấn động khung trời, xé trấn hồn bảo nứt một cái khe. Tuyết Lang đại nhân bay ra khỏi khe nứt, tay cầm cổ kiếm lấp lánh yêu quang, áo lụa đỏ bay bay như cánh hoa. Kiếm đâm vào miệng Mộ Dung Kiến Khang, mũi kiếm xuyên qua sau gáy. Kiếm khí bắn ra từ cổ kiếm nổ đầu Mộ Dung Kiến Khang thành bột phấn. Tuyết Lang đại nhân nói. Tưởng một cái áo đại hiền giả từng mặc là có thể trấn áp được bổn tọa sao? Các ngươi quá xem thường bổn tọa.
khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Tuyết Lang đại nhân trở nên cực kỳ âm trầm, mắt bắn ra tia sáng yêu màu trắng, da trắng hiện ra hoa văn nhện đan xen thành đồ án kỳ lạ. Là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc, Bát thiếu gia, Nhạc Sinh thiếu gia, mau trốn đi. Để lão nô ngăn cản đám yêu vật này. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh là trí giả thông minh, ngay khi Tuyết Lang đại nhân phá trấn hồn bảo là bọn họ đã thi triển thần thông tật tốc bay vào sương mù mờ mịt. Một đám lão nhân trung cổ thế gia công kích cường giả yêu tộc, nhưng bọn họ lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, rất nhanh bị chém hết. Hai nhân loại bỏ trốn, đuổi theo. Cường giả yêu tộc rượt theo Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh. Sơn cốc này thì đại chiến đánh sụp, mặt đất bị phá hoại nặng nề, dưới đất đầy xác chết. Có xác của tu sĩ yêu tộc, có của tu sĩ nhân loại. Trong hư không khuếch tán gợn sóng tụ thành cánh cửa, Phong Phi Vân bước ra ngoài. Phong Phi Vân đứng trong chiến trường, kéo xác Mộ Dung Kiến Khang tới gần, lắc đầu than thở. Tiếc quá, Cố Bát thiếu gia trốn rồi. Phong Phi Vân thu hơn 200 yêu thi dưới đất, nhưng yêu thi có hơi thở cực mạnh, có thể đổi được nhiều quân công. Phong Phi Vân mò người mấy cái xác, thu được 35 chủng động linh thạch, bên trong chứa nhiều thứ. Có linh đan, linh dược, linh khí, một ít phù lục, lệnh bài. Đặc biệt từ người Mộ Dung Kiến Khang có nhiều đồ tốt. Chiếc nhẫn gã đeo, ngọc bội đều do linh khí luyện ra. Phải nói đệ tử kiệt xuất của trung cổ thế gia toàn thân là báu vật. Giọng nữ nhân vang lên sau lưng Phong Phi Vân. Ngươi tạo ra quá nhiều giết chóc. Phong Phi Vân biến sắc mặt, hắn không rảnh quan tâm thanh âm này đép tựa tiếng trời, triệu hoán thiên tủy binh đàm ra ngay đâm sau lưng mình. Linh giác của Phong Phi Vân rất cao, nhưng nữ nhân lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, tu vi của đối phương rất đáng sợ. Phong Phi Vân buộc phải xuống tay trước mới không bị đối phương đánh chết. Một bóng tiên màu trắng xẹt qua hư không, tốc độ siêu nhanh. Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân cũng không thấy rõ mặt mũi của nữ nhân. Nữ nhân lại đứng đằng sau Phong Phi Vân. Sát khí trên người của ngươi quá nặng. Nỗi lòng Phong Phi Vân bình tĩnh lại, ánh mắt sắc bén nói. Ta không giết những người này, bọn họ bị yêu tộc giết. Nữ nhân đứng trong sương mù, tiên hà quanh người. Siêu phàm thoát tục. Thật lâu sau nữ nhân mở miệng nói. Quả nhiên là yêu tộc ra tay. Giọng nữ nhân rất hay, như suối tiên, vấn vương bên tai khó quên. Phong Phi Vân trầm giọng hỏi. Rốt cuộc nàng là ai? Sau lưng Phong Phi Vân không ai trả lời. Một lúc sau Phong Phi Vân xoay người lại. Không biết nữ nhân kia đi từ bao giờ, đến vô ảnh đi vô tung. Tu vi thật đáng sợ. Phong Phi Vân lần theo con đường Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh chạy trốn. Hơi thở yêu tộc sót lại trên đường, và một ít mùi máu. Không lâu sau đằng trước truyền đến yêu khí mạnh mẽ, cõi đoán cũng biết là Tuyết Lang đại nhân, 300 cường giả yêu tộc, bọn họ đã đuổi kịp Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh nhưng không đánh nhau. Bởi vì một nữ nhân toàn thân bao phủ tiên hà ngăn lại Bạch Chu yêu tộc. Nữ nhân băng cơ ngọc cốt, hình dáng hoàn mỹ, thanh lệ tuyệt trần. Không giống nữ nhân trần gian. Giết chóc trên người các ngươi quá sâu, hãy mau lùi lại, có thể tha mạng cho các ngươi. Nữ nhân lưng cõng cổ kiếm, nhưng không cõng trên lưng mà lơ lửng bên trên lưng nàng. Như thể có khí vực vô hình nâng cổ kiếm, lại như một phần thân thể của nữ nhân. Tuyết Lang đại nhân cười khẩy nói. Ngươi đùa sao, mới có bao nhiêu tuổi mà dám nói câu huênh hoang đó trước mặt bổn tọa. Ngươi hơi bị cuồng. Tuyết Lang đại nhân ra hiệu. Hai tu sĩ yêu tộc mặc giáp bay ra, toàn là tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, tu luyện ra vực của mình. Hai loại yêu vực hiện ra, một tràn đầy băng tuyết, một tòa tràn đầy xương khô. Nữ nhân thở dài, kiếm cổ rút khỏi vỏ tỏa ra ánh sáng tiên linh mênh mông. Thế giới tiên huyễn hiện ra trên thân kiếm như có vô số tiên kiếm lơ lửng trong thế giới này. Vù 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 vù. Trong khoảnh khắc đó, cổ kiếm vào vỏ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Lang đại nhân trắng bệch, một lũ tóc trắng rơi xuống đất. Bùm 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 bùm. Yêu châu của hơn 300 cường giả yêu tộc xung quanh Tuyết Lang đại nhân cùng nổ tung. Cường giả yêu tộc vốn trong hình người bởi vì tu vi bị phế nên hiện nguyên hình, thành 300 con nhện màu trắng. Chỉ một kiếm phá vỡ yêu châu của 300 cường giả yêu tộc, để làm được điều này khó còn hơn là giết chết tất cả. Một lũ tóc trắng của Tuyết Lang đại nhân bị cắt rơi xuống đất. Áo đỏ bay lên, ngọc thể quyến rũ. Tuyết Lang đại nhân nhìn thiếu nữ kia chằm chằm. Kiếm tâm thế giới,
một nữ nhân trẻ tuổi như ngươi làm sao đạt đến được? Thiếu nữ lạnh nhạt nói. Kiếm có thế giới kiếm, tâm có thế giới tâm. Thế giới kiếm và tâm nếu chồng lên nhau sẽ đến cảnh giới này. Ta không tin, ta muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tu vi của Tuyết Lang đại nhân rất cao, có thể chém rách áo đại hiền giả, là hoàng tộc trong Bạch Chu yêu tộc, cảnh giới cao thâm khó dò. Tuyết Lang đại nhân dốc sức tấn công, cơ thể biến thành cái bóng đỏ, như cơn mưa đỏ. Thiếu nữ đứng trong sương mù, sương mông lung bao phủ thân thể, vóc dáng yểu điệu siêu phàm thoát tộc. Thiếu nữ đứng im không nhúc nhích, mãi đến khi chiến kiếm của Tuyết Lang đại nhân đâm đến trước mặt nàng mới chậm rãi rút kiếm. Đây là bàn tay hoàn mỹ vô khuyết, như làm bằng tiên ngọc, mềm mại trơn bóng, ưu nhã xinh đẹp. Ngón tay chứa kiếm ý hùng hồn, đầu ngón tay hiện ra muôn vàn thế giới đẩy nhẹ tới trước. Tuyết Lang đại nhân bị đẩy bay ngược ra ngoài tựa làn gió thổi. Tuyết Lang đại nhân như cánh hoa đỏ thắm rơi xuống đất, vải mỏng trải rộng, không có tiếng bị té ngã. Tuyết Lang đại nhân nhẹ tựa tấm vải. Ngón tay thiếu nữ như kiếm nhưng không phải thanh kiếm giết người, kiếm tựa cơn gió có thể đẩy lực lượng rời núi lấp biển đi. Tuyết Lang đại nhân bị kiếm khí thổi ngã dưới đất. Phong Phi Vân đứng phía xa nhìn thiếu nữ lưng cõng cổ kiếm, hút ngụm khí lạnh. Thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Thiếu nữ đứng trên cao, lưng cõng cổ kiếm, ngọc thể hòa cùng thiên địa, eo nhỏ như liễu. Các đường cong trên người thiếu nữ tràn ngập mỹ vận, như bức tranh giai nhân khắc trên bầu trời. Tuyết Lang đại nhân đứng dậy, lụa đỏ kéo mặt đất, người đứng thẳng, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Làm sao có kiếm quyết như vậy được? Khu vực này như tĩnh lặng lại, không khí ngừng chảy, tạm dừng quanh thân thiếu nữ. Thiếu nữ rút tay về, giấu trong tay áo, động tác rất trang nhã. Thiếu nữ đứng thẳng, nói. Thế giới kiếm là thế giới chân thật, cho nên một kiếm có thể phá vạn pháp. Thế giới tâm là thế giới hư vô, nên một kiếm đâm ra như cơn gió. Thế giới kiếm và tâm hòa hợp, thế giới thật và hư vô chồng lên nhau. Lĩnh ngộ thế giới kiếm tâm đương nhiên không gì không làm được. Dung hợp thế giới chân thật và hư vô, nói dễ hơn làm. Tuyết Lang đại nhân hiểu ra, nàng nhìn thiếu nữ chằm chằm. Tuổi còn nhỏ mà tu vi tâm tính đã cao sâu như vậy, xin hỏi ngươi là ai? Giọng thiếu nữ trong trẻo. Thủy Nguyệt thiên cảnh, hiên viên nhất nhất. Thiếu nữ hàm răng chắn, tóc tơ như suối, cổ trắng thon dài, người có khí không ăn khói lửa trần gian. Thủy Nguyệt thánh nữ, Thủy Nguyệt thiên cảnh. Thủy Nguyệt thiên cảnh, ta nhớ kỹ tên này. Chúng ta đi. Tuyết Lang đại nhân dẫn theo đám nhện trắng hiện nguyên hình rút đi, rất nhanh biến mất trong sương trắng. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh người đầy vết máu, bị thương rất nặng. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh bị khí chất cao quý, thánh khiết từ người Thủy Nguyệt thánh nữ khuất phục, hai người quỳ một gối, cúi đầu. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh cung kính nói. Đa tạ thánh nữ ra tay cứu, Cố lão bát vô cùng cảm kích. Đa tạ thánh nữ ra tay cứu, Hoàng Nhạc Sinh vô cùng cảm kích. Hư không minh mông, bóng tiên đã mất. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh đứng lên, quay sang nhìn nhau. Không thấy bóng dáng Thủy Nguyệt thánh nữ đâu. Hoàng Nhạc Sinh nói. Thủy Nguyệt thánh nữ thật là tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta không thể ngước nhìn bóng lưng. Tộc lão gia tộc còn phải cung kính với thánh nữ. Ngang hàng với nàng toàn là tiên hiền. Chúng ta có tiếp xúc với thánh nữ thế này đã là may mắn nhất đời. Phong Phi Vân đứng trong sương trắng, mặt âm trầm, mắt đầy sát ý. Ta muốn giết người, truyền nhân của Thủy Nguyệt Đình nhà ngươi làm sao cứu được. Phong Phi Vân dụ Tuyết Lang đại nhân đến sơn cốc là muốn mượn tay nàng giết Cố Bát thiếu gia, ai ngờ giữa đường chạy ra Thủy Nguyệt thánh nữ phá hỏng sắp đặt của hắn. Ai đó? Linh giác của Cố Bát thiếu gia nhạy bén. Gã cảm giác trong sương mù gần đó có hơi thở người. Cố Bát thiếu gia vội triệu hoán cổ binh đề phòng. Ta đây. Phong Phi Vân chậm rãi bước ra từ sương trắng, đến cách Cố Bát thiếu gia 10 trượng mới hiện ra rõ ràng. Cố Bát thiếu gia thở phào. Thì ra là bán yêu nhà ngươi, không ngờ ngươi số lớn như thế, đám A ưng không giết ngươi được. Phong Phi Vân bình tĩnh nói. Bọn họ không giết ta được nên đương nhiên đã chết. Vẻ mặt Cố Bát thiếu gia biến trầm trọng, nếu là lúc bình thường thì Cố Bát thiếu gia không sợ Phong Phi Vân, nhưng mới rồi gã bị cường giả yêu tộc truy sát. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh bị thương rất nặng, giờ khó phát huy được 10% sức mạnh. Nếu bán yêu có thực lực giết đám người Cố A ưng thì rất có thể sẽ uy hiếp an toàn mạng sống của Cố Bát thiếu gia,
Hoàng Nhạc Sinh. Cố Bát thiếu gia không phải loại người sợ sệt, gã cười nhạt, người phát ra linh quang vô tận tạo ra vực quanh thân gã. Đây là vực của riêng Cố Bát thiếu gia, có tên là Ma Thiên Minh vực. Minh hỏa tràn ngập trong Ma Thiên Minh vực, màu lam nhạt âm u. Lửa biến ra đủ hình dạng, như thú, như mây, như sông núi, như thiên thạch. Phong Phi Vân khoác áo da phượng vảy rồng, chiến ý ngút trời, sát ý cuồn cuộn, bước chân vững vàng, móng vuốt cào Cố Bát thiếu gia. Phượng Hoàng liệt thiên. Vuốt Phượng Hoàng bộc phát lực công kích gấp 5-60 lần. Minh hỏa cửu trọng thiên. Hai tay Cố Bát thiếu gia chỉ trời, Ma Thiên Minh vực xoay tròn, nhị vị minh hỏa biến thành dãy núi 9 tầng trấn áp cửu tiêu, oanh kích ra ngoài. Phượng Hoàng hót vang, lửa tung tóe, sương mù bị xua tan. Lực lượng vạn thú. Người Phong Phi Vân bộc phát uy lực vạn thú, trong máu có vạn thú giống gầm. 360 vạn hạt cho thánh linh vận chuyển nhanh, cú đấm đánh ra vỡ thiên địa. Xích côn ảo. Cố Bát thiếu gia đánh ra một thần thông vô thượng, là một trong các thần thông chấn tộc của Cố gia. Xích côn ảo khổng lồ hiện ra sau lưng Cố Bát thiếu gia, không biết dài bao nhiêu dặm. Thần côn màu đỏ mình cá, có cánh, hút mây phun sương, vảy đỏ thẫm, mắt như mặt trời, thân thể khổng lồ, khí thế chấn trời. Vạn thú và xích côn va chạm vẽ ra bức tranh hồng hoang. Vạn thú hung tợn, tiếng gầm giống không dứt. Xích côn càng là thần lực vô biên, khí kình hùng hồn, nếu nó rơi vào khu vực biển sẽ lật tung cả đại dương. Cố Bát thiếu gia thầm giật mình, bán yêu quá giỏi, ngăn được thần thông chấn tộc của Cố gia, qua nghịch thiên, sức chiến đấu kinh diễm trong thế hệ trẻ. Đây là bán yêu. Càng như vậy sát khí trong lòng Cố Bát thiếu gia càng nặng nề. Trước nay gã luôn tin một đạo lý, đó là giết người phải nhổ tận gốc, kỵ nhất là để lại tai hạo ngầm. Dù bây giờ Cố Bát thiếu gia bị thương nặng nhưng gã vẫn muốn giết Phong Phi Vân chứ không phải rút đi trị thương, chờ sau lưng mới giết hắn. Hơn nữa làm sao Cố Bát thiếu gia có thể rút lui trước mặt một bán yêu? Vũ hóa phù lục. Cố Bát thiếu gia lấy thạch phù to cỡ bàn tay ra. Tấm phù lục này khắc trên một khối cổ thạch. Bên trên có hơi thở năm tháng như quyển sách lịch sử ghi chép lịch sử viễn cổ. Cố Bát thiếu gia cầm vũ hóa phù lục, cánh tay như hóa thạch. Tay Cố Bát thiếu gia giống đất, trên cánh tay trải rộng đại giang, đại hà, đại sơn, đại hồ, đại lĩnh, đây là hiện tượng kỳ lạ rung động hồn người. Cánh tay biến thành đất đai. Phong Phi Vân cũng lấy phù lục ra, đây là hắn tốn số tiền lớn mua về, nhỏ xinh như điêu bằng phác ngọc. Minh doanh bao bọc cánh tay Phong Phi Vân. Phát ra ánh sáng trắng lấp lánh. Phong Phi Vân, Cố Bát thiếu gia cùng ra tay, hai khí vũ hóa khác nhau hiện ra trong không khí, quấn quýt, vặn vẹo, va chạm. Hoàng Nhạc Sinh ở một bên điều dưỡng vết thương bị đẩy lùi ra ngoài. Bóp, vũ hóa phù lục trong tay Phong Phi Vân phát ra tiếng vang khẽ, nứt một đường. Cố Bát thiếu gia cười to bảo. Bán yêu ti tiện, vũ hóa phù lục trong tay ngươi phẩm cấp quá thấp, mua giá rẻ trong cửa hàng tiên đúng không? Ha 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 ha, hàng rẻ mà đó làm sao so sánh với vũ hóa phù lục do tiên hiền trung cổ thế gia chúng ta tế luyện ra. Cố Bát thiếu gia lại đánh ra cú đấm, bóng quyền như núi chấn vũ hóa phù lục trong tay Phong Phi Vân lại nứt một vệt. Hoàng Nhạc Sinh đứng một bên lao lên đánh hội đồng, từ đằng sau công kích Phong Phi Vân. Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, chấn áp Phong Phi Vân. Ầm 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 ầm. Hai anh tài kiệt xuất trung cổ thế gia có thực lực chém lão tổ cổ tộc, dù bị thương nặng thì sức chiến đấu vẫn rất mạnh mẽ. Mắt Phong Phi Vân đỏ máu, quan tài hoàng thạch xuất hiện trong tay hắn ném hướng hai thiên chi kiêu tử. Nắp quan tài cổ mở ra, chĩa xuống dưới. Trong quan tài huyết khí bốc lên, xiềng xích xuyên qua. Khí thế hừng hực khiếp người phát ra từ quan tài hoàng thạch, như có âm linh rít gào bên trong. Phong Phi Vân rót hết Phật khí vào quan tài cổ. Dẫn động một tia uy lực linh khí thập phẩm chấn áp. Bốp! Cố Bát thiếu gia cầm vũ hóa phù lục vỗ một chưởng đánh vào vách quan tài hoàng thạch. Huyết khí cuồn cuộn tràn ra từ vách quan tài xâm nhập cánh tay Cố Bát thiếu gia. Bóp! Vũ hóa phù lục trong tay Cố Bát thiếu gia nứt một chút. Cố Bát thiếu gia rung động nói. Cái này không lẽ là linh khí thập phẩm? Nếu không phải linh khí thập phẩm thì sao chỉ một chút uy lực đã chấn nứt vũ hóa phù lục? Phong Phi Vân không đáp, lại công kích, uy lực linh khí thập phẩm bơ ộc phát càng mạnh mẽ hơn, vực của Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh bị chấn nứt. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh văng ra ngoài, vết thương càng nặng hơn,
da nứt nẻ như tùy thời vỡ nát. Thật sự là linh khí thập phẩm, bán yêu này quá nghịch thiên, có được linh khí thập phẩm. Chúng ta rút đi, chờ lành vết thương rồi xử hắn sao, giết người cướp linh khí thập phẩm. Phong Phi Vân đuổi theo, tay nâng quan tài hoàng thạch, tay kia cầm thiên tủy binh đàm bám sát 87 khai người. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Các người nghĩ có thể chạy sao? Hoàng Nhạc Sinh khinh thường nói. Chỉ là một bán yêu bình thường, nếu chúng ta không bị thương nặng thì một ngón tay đủ trấn áp ngươi. Trong tay áo Hoàng Nhạc Sinh bay ra thiên võng làm bằng linh kim ném sau lưng. Phong Phi Vân cũng ném ra một linh bảo, hình dạng như thoi đưa, cực kỳ sắc bén. Linh bảo xuyên qua thiên võng đâm vào trán Phong Phi Vân. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh là thiên chi kiêu tử của Trung Cổ Thế Gia, người mang đầy báu vật, một trang sức cũng làm bằng linh khí. Bùm! Phong Phi Vân đánh bay linh bảo hình thoa, linh bảo bay về đâm vào lưng Hoàng Nhạc Sinh, lưng gã thủng một cái lỗ đẫm máu, máu rơi đầy đất. Hoàng Nhạc Sinh khẽ rên. Phong Phi Vân vùng đao chém rách thiên võng làm bằng linh kim. Trong tay hắn cầm thần binh không gì không phá. Cố Bát thiếu gia sắc mặt âm trầm, lòng cực kỳ bực bội. Cố Bát thiếu gia chưa từng nghĩ sẽ bị một bán yêu buộc đến hoàn cảnh chật vật thế này, tức chết gã. Không lùi nữa. Cố Bát thiếu gia đứng lại, gã thấy rất bức bối, bị một bán yêu truy sát thật bực mình. Cố Bát thiếu gia định dùng chiến pháp cuối cùng giết Phong Phi Vân. Hoàng Nhạc Sinh cũng đứng lại, lòng nặng nề. Phong Phi Vân từ trong sương mù bước ra, chân gai hãm mặt đất, bước chân vững vàng. Như thế nào, không trốn nữa. Cố Bát thiếu gia hừ mạnh, khí hải mênh mông lao ra từ rốn, vô số ánh sáng tím lấp lánh. Một lão nhân ngồi khoanh chân trên khí hải tím, mặc áo bát quái, tóc trắng mặt hồng hào, trán có dấu trăng màu trắng. Trong đan điền của Cố Bát thiếu gia có một người ngồi xếp bằng. Phong Phi Vân dừng bước, hắn cảm nhận khí vũ hóa từ lão nhân đó, vô số lực lượng quy tắc xuyên qua người lão. Hoàng Nhạc Sinh đứng bên cạnh Cố Bát thiếu gia cũng rất giật mình. Chuyện gì đây? Tại sao trong đan điền Cố Bát thiếu gia có người? Một bán yêu ti tiện thế mà buộc ta sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, khá ghê gớm. Sắc mặt Cố Bát thiếu gia cực kỳ âm trầm, người đầy sát khí, ngón tay ngưng tụ luồng sát kiếm đột nhiên đâm vào trán Hoàng Nhạc Sinh. Ngươi, ngươi, tại sao? Hoàng Nhạc Sinh trợn tròn mắt, sự sống sói mòn. Hoàng Nhạc Sinh không ngờ Cố Bát thiếu gia sẽ xuống tay với mình. Phập, Cố Bát thiếu gia rút sát kiếm ra. Trán Hoàng Nhạc Sinh tuôn luồng huyết khí, não chậm rãi nứt ra. Cố Bát thiếu gia nói. Xin lỗi Hoàng huynh, ai biết bí ẩn, vũ khí bí mật của ta đều phải chết. Phập, Cố Bát thiếu gia đâm thêm một nhát chém đứt eo Hoàng Nhạc Sinh, gã lạnh lùng trừng Phong Phi Vân. Tiếp theo đến lượt ngươi. Phong Phi Vân không đoán được người trong đan điền của Cố Bát thiếu gia là sao. Linh hồn ký chủ, chân thân đoạt mệnh, nhân hồn thai. Tuy không đoán ra nhưng Phong Phi Vân không phải loại người dễ bị hù sợ. Phong Phi Vân sử dụng quan tài hoàng thạch, dẫn động lực lượng linh khí thập phẩm. Huyết khí rồi rào tuôn ra từ quan tài cổ mang theo khí ăn mòn tà linh diệt thần, như thần ma đỏ rực lao qua. Ầm 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 ầm. Huyết khí và tử khí va chạm như hai bầu trời đụng độ. Lão nhân ngồi xếp bằng trong tử khí bộc phát lực lượng cực kỳ cường đại, như có một ngôi sao nổ tung trong cơ thể lão. Đôi mắt già nua mở ra, hốc mắt như hố đen, mắt bắn ra hai luồng sáng đâm thủng phòng ngự của quan tài hoàng thạch đánh vào ngực Phong Phi Vân. Phập, ngực Phong Phi Vân nứt ra, mấy khúc xương vỡ, máu phun tung tóe. Cơ thể Phong Phi Vân bị đánh nát, đan điền sắp vỡ. Quan tài hoàng thạch, Phong Phi Vân cắn chặt răng ngưng tụ lực lượng cuối cùng giơ quan tài hoàng thạch trên đầu, định điều động lực lượng quan tài cổ lại công kích. Lão nhân ngồi xếp bằng trong đan điền của Cố Bát thiếu gia tuy tu vi cường đại nhưng cơ thể có vấn đề, chưa mạnh đến cảnh giới Phong Phi Vân không địch lại nổi. Nếu lão nhân có thực lực hiền giả vũ hóa cảnh, muốn giết Phong Phi Vân chỉ cần một chiêu là đủ. Phong Phi Vân đỡ được một chiêu của lão nhân, hắn không chết, nghĩa là hắn có cơ hội liều một phen. Lão nhân sống nhờ trong đan điền của Cố Bát thiếu gia, nếu giết gã thì lão cũng chết theo. Đây là cách chuyển bại thành thắng duy nhất Phong Phi Vân nghĩ ra được. Nhưng Phong Phi Vân mới kích phát lực lượng quan tài hoàng thạch ra một chút thì lão nhân chậm rãi vươn một bàn tay, năm ngón đẻ xuống. Lực lượng hùng hồn như trời trăng bầu trời. Phụt! Quan tài hoàng thạch đập vào người Phong Phi Vân,
hắn hộc máu, linh khí ngưng tụ một nửa bị đánh tan. Cơ thể Phong Phi Vân và quan tài hoàng thạch bị lực lượng mạnh mẽ đánh lún xuống đất. Cố Bát Thiếu Gia cười châm biếm, cầm sát kiếm đâm xuống đất. Vù 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 vù. Dưới lòng đất bắn lên cột sáng màu đen mang theo Phong Phi Vân phá đất bay đi. Tốc độ mau như ánh sáng, chớp mắt đã biến mất. Cái gì? Cố Bát Thiếu Gia định đuổi theo nhưng bỗng dùng mình, phun ra búng máu bầm, cơ thể đau như bị ngàn vạn kiếm đâm, không nhúc nhích được. Cố Bát Thiếu Gia cũng bị thương nặng, nếu không nhờ ý chí chống đỡ thì gã đã chết vào tay Phong Phi Vân. Lão nhân ngồi xếp bằng trong khí hải đan điền mở miệng nói. Đừng đuổi theo, người không đuổi kịp. Cố Bát Thiếu Gia ngồi dưới đất, linh quang lấp lánh, vừa điều dưỡng thân thể vừa nói. Tu sĩ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên còn bị một kích của lão giết, hắn mới có tu vi Niết Bàn Đệ Nhị Trọng Thiên, đỡ hai kích, chắc thần hồn đều diệt. Môi lão nhân không hé mở hưng thanh âm vang trong không khí. Người đừng coi thường hắn, quan tài cổ trong tay hắn có lai lịch lớn. Không chừng sau lưng hắn có kẻ khủng bố. Cố Bát Thiếu Gia nói. Chỉ là một bán yêu, không làm ra trò gì. Cố Bát Thiếu Gia dừng một lúc, tiếp tục bảo. Nhưng hắn đã biết lão tồn tại thì tuyệt đối không thể để hắn trở về Diệp Hồng Cảnh. Mặc kệ bây giờ hắn sống hay đã chết, phải khiến hắn mãi mãi nằm ở Mộc Thần Giá chiến khu. Đây mới là tâm tính của người làm việc lớn, nhổ cỏ tận gốc kẻ thù. Tử khí co rút bao bọc lão nhân, lại lặn vào đan điền của Cố Bát Thiếu Gia. Tử kiếp lần này là Phong Phi Vân cố ý chịu đựng. Khi phát hiện tu vi của lão nhân cực kỳ kinh khủng, trong lòng Phong Phi Vân có hai quyết định. Một là lấy thanh đồng cổ thuyền ra chạy trốn, hai là liều một phen. Lựa chọn thứ nhất chỉ có 50/5 trốn thoát. Tốc độ thanh đồng cổ thuyền rất nhanh, nhưng tu vi của lão nhân rất mạnh, cách không công kích có thể đánh rớt Phong Phi Vân. Hắn không dám bảo giảm lực lượng bí ẩn trong thanh đồng cổ thuyền sẽ lại tuôn ra. Nên có 50% cơ hội. Lựa chọn thứ hai càng xa vời hơn, nhưng có khả năng làm liều. Đánh cuộc thắng thì sẽ giết được Cố Bát Thiếu Gia, chuyển bại thành thắng. Thua cuộc thì dồn mình vào đường cùng sống chết, kích phát tiềm năng thân thể, không chừng có thể niết bàn lần thứ ba. Phong Phi Vân chìm trong hắc ám vô tận, sức sống trong cơ thể hầu như mất hết, chỉ có linh hồn trong đầu là bất diệt. Một trái cây màu đen nâng Phong Phi Vân lao nhanh dưới đất. Không biết đi bao lâu, trái cây lao ra mặt đất, ném Phong Phi Vân xuống. Tôn tử, giỏi lắm, khó vậy mà cũng mang người về được. Một con rùa trắng tinh nhảy xuống tảng đá, đi bằng hai chân. Không biết con rùa nhặt cây gậy nhỏ ở đâu ra làm gậy trống, đầu đội mũ lá cây, đi lững thững rất giống lão nhân. Trái cây màu đen như làm bằng sắt đép, bề mặt đầy gai, người lóe ánh sáng kim loại. Trái cây lăn đến dưới chân rùa, rụi vào nó như đứa cháu rụi vào đầu gối ra ra. Con rùa trắng vỗ trái cây, trấn an cảm xúc của nó. Con rùa trắng nhìn Phong Phi Vân nằm dưới đất, cơ thể rách nát, máu thịt lạnh băng, người đầy vết máu. Con rùa trắng khẽ thở dài. Tai họa này rốt cuộc chết. Trái cây màu đen phát ra thanh âm non nớt. Ra ra, hắn là ai? Con rùa trắng sửa sang mũ lá cây, vẻ mặt nghiêm túc nhớ về quá khứ. Thật lâu sau rùa trắng chậm rãi nói. Một tiện nhân. À, trái cây đen hỏi. Vậy tại sao ra ra muốn cứu hắn? Cứu người một mạng hơn xây bảy tháp chùa, chúng ta phải có lòng thương hại. Con rùa trắng nghiêm khắc nói. Bình thường ta dạy ngươi như thế nào? Đừng thấy thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy ác nhỏ mà cứ làm. Trái cây màu đen uất ức nói. Nhưng, thưa ra ra, chẳng phải hôm nay chúng ta mới nhận nhau sao? Con rùa trắng cứng người, sau đó đau đớn la lên. Ngươi đang nghi ngờ phụ thân ngươi không phải do ta sinh ra. Hài tử, ngươi làm ra ra đau lòng quá. Trái cây màu đen vội phân bua. Không không, sao ta nghi ngờ ra ra được, ta không có ý đó. Con rùa trắng mắt rừng rừng nhìn Phong Phi Vân dưới đất, lại ngó quan tài hoàng thạch nằm bên cạnh. Xem ra hắn biết trước đại hạn đến, chuẩn bị sẵn quan tài cho mình. Tôn tử, ngươi thấy chưa? Ngươi phải học chiêu này. Cơ hội mãi mãi dành cho người có chuẩn bị. Nếu hắn không chuẩn bị quan tài sẵn cho mình thì hôm nay sẽ phơi thây nơi hoang dã. Đến đây, để hai ông cháu chúng ta chôn hắn. Ngọn lửa bốc cháy trên người Phong Phi Vân, không, hoặc nên nói là lửa chui ra từ cơ thể hắn.
không giống lửa hủy diệt mà như ngọn lửa sự sống. Con rùa trắng, trái cây màu đen ôm nhau né xa. Trái cây màu đen nói. Ra ra, xác chết vùng dậy. Con rùa trắng nạt. Bậy, không kiến thức. Đây là Niết Bàn, số tiện nhân này lớn thật. A, à, vết thương trên người Phong Phi Vân nhanh chóng khép lại, 15 khối xương phượng đốt cháy, trong mỗi khối xương phượng lao ra một con phượng hoàng ảo. 15 con phượng hoàng ảo bay trên người Phong Phi Vân như 15 đốm lửa. Vô số quy tắc sinh tử tụ tập bên này, như các con suối nhỏ chảy vào biển rộng, dung nhập vào mỗi tấc cơ, xương chân, tóc, máu. Lực lượng trên người Phong Phi Vân càng lúc càng đậm đặc, máu như dòng lũ lửa. Làn da Phong Phi Vân trong suốt lấp lánh, mỗi tấc da chảy xuôi Phật quang vàng và lửa đỏ thẫm. Linh khí và quy tắc không ngừng dâng trào trong cơ thể Phong Phi Vân, rèn luyện mỗi giọt máu, có lực lượng vô cùng tận tuôn vào trong máu. Một giọt máu chứa năng lượng có thể giết một tu sĩ thiên mệnh cảnh thấp. Bóc! Khối xương trên chân trái Phong Phi Vân biến dị, đỏ rực như máu, ánh sáng rực rỡ tựa thần cốt. Trong xương bay ra phượng hoàng ảo, từng tia khí phượng hoàng chảy xuôi. Khối xương phượng thứ 16. Mỗi tăng một khối xương phượng là tư chất lại mạnh một phần, lực lượng cũng càng cường đại hơn. Bóc! Đùi phải sinh ra khối xương phượng thứ 17. Trong đan điền của Phong Phi Vân, khí hải dâng trào, thanh đồng cổ thuyền lướt trên khí hải. Vô số cho thánh linh trên thuyền cổ rơi vào đan điền, vận chuyển mỗi chỗ trong cơ thể Phong Phi Vân như các ngôi sao nhỏ bé. 3.000 vạn hạt cho thánh linh biến thành 3.000 vạn ngôi sao. Có dung nhập vào xương cốt, có dung nhập vào răng, có dung nhập vào máu, có dung nhập vào nội tạng. Mỗi chỗ trên người đều có cho thánh linh, vô số đạo tắc trói buộc trong người hắn. Nếu có đôi mắt nhìn xuyên qua cho thánh linh sẽ thấy mỗi tấc cơ thể Phong Phi Vân dày đặc đốm sáng, mỗi đốm sáng đại biểu một loại đạo nghĩa, như có vinh vực sắp đặt trong người hắn. Bức tàm đồ thứ 3 kim tàm kinh hiện ra trong não Phong Phi Vân, phát ra 360 vạn loại hình dạng biến đổi, dày đặc khắp người hắn. 360 vạn bức hình kim tàm khác nhau, mỗi động tác, tư thế kim tàm không giống nhau, mỗi loại chứa một Phật uẩn. 3.000 vạn hạt cho thánh linh. 360 vạn bức kim tàm đồ chồng lên nhau. Phong Phi Vân muốn dùng 3.000 vạn loại ý niệm thánh linh để lại giúp hắn tham ngộ kim tàm kinh, vậy tốc độ cảm ngộ sẽ mau hơn gấp vô số lần. Phong Phi Vân không cần bế quan tu luyện, ý niệm thánh linh sẽ chuyển hóa thành quả tham ngộ cho hắn. Con rùa trắng chớp mắt nói. Không thích hợp, sao ta cảm giác có vô số ý niệm viễn cổ phát ra từ người hắn. Chắc không phải trong thân thể hắn có cổ bảo gì đi. Ánh mắt con rùa trắng rất gian, muốn cắt một khúc xương từ người Phong Phi Vân để nghiên cứu. Trái cây màu đen nói. Ra ra, ta cũng cảm giác được, dường như là ý niệm thánh linh. Con rùa trắng suýt nhảy cẫng lên. Cái gì? Trái cây màu đen lặp lại. Ý niệm thánh linh. Con rùa trắng không chờ được nữa, nó chạy tới trước mặt Phong Phi Vân, nhấc một ngón tay hắn lên định cắn một miếng thịt. Ầm. Con rùa trắng mới há mồm. Làn da Phong Phi Vân phát ra lực lượng mạnh mẽ hất nó văng ra xa. Trái cây màu đen khẽ thở dài. Ra ra thật tình, dù lòng kích động cũng không nên thừa dịp này hôn hắn đi. Trái cây màu đen rất hiểu tính cách của ra ra, vì hôm nay chúng nó nhận thân thì cũng là cảnh tượng như thế. Trái cây màu đen đang chạy nhanh dưới đất bị con rùa trắng phát hiện. Con rùa trắng thấy trái cây màu đen thì rất hưng phấn, xông lên cạp người nó nhưng không cắn rách ra sắt được. Ngược lại gãy một cái răng. Trái cây màu đen rất tức giận, định lý luận với con rùa. Dù sao nó đang chạy nhanh dưới đất chứ có trêu chọc ai đâu. Nhưng lý luận một phen trái cây màu đen mới biết đã hiểu lầm, đối phương không phải định cắn mà là hôn nó. Rồi trái cây màu đen mới biết con rùa trắng là da da ruột của mình. Thật là việc vui bất ngờ. Con rùa trắng biểu tình xúc động, khóc ròng ôm trái cây màu đen vào lòng nói. Ta thật sự là gia gia của ngươi. Ta thề với trời nếu ta nói dối nửa câu thì để trời giáng sét đánh ta đi. Thì ra nó hiểu lầm, hai ông cháu nhận nhau. Trái cây màu đen chạy tới nâng con rùa trắng dậy. Gia gia, người sao vậy? Con rùa trắng nói. Khụ khụ, không có gì, chỉ bị chật eo. Trái cây màu đen hỏi. À, nhưng gia gia hình như đâu có eo. Bốp, con rùa trắng cốc đầu trái cây màu đen, nói. Không nghe lời, sao có thể tùy tiện cho người xem eo. A, à, Phong Phi Vân đã ngồi dậy,
da mịn như em bé, mỗi lỗ chân lông bắn ra hà quang. Quần áo Phong Phi Vân rách dưới dính đầy máu, nhưng trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng bất tận. Phong Phi Vân cười tự giễu. Đây chính là cảnh giới Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên. Phong Phi Vân hơ không khí, từng đợt khí thể bắn ra thành hình rồng. Lần này đột phá đúng là may mắn. May mắn. Mao Ô Quy chống khúc cây nhỏ, đầu đội mũ lá cây, trái cây màu đen nâng nó đến trước mặt Phong Phi Vân. Mao Ô Quy dõng dạc nói. Nếu không nhờ lão phu cứu ngươi một mạng thì bây giờ ngươi đã đi địa ngục báo danh. Tâm tình Phong Phi Vân rất tốt, cười hỏi. Thế thì ta nên đa tạ ngươi. Mao Ô Quy nói. Không cần cảm ơn, để con ngươi nhận ta làm gia gia nuôi được rồi. Mao Ô Quy nói tiếp. Ta giới thiệu tôn tử cho ngươi, nó tên Mao Thành Thật. Mao kêu nhị đại gia. Mao Thành Thật. Mao Thành Thật non nớt nói. Chào linh khí. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm trái cây kim loại màu đen bên cạnh Mao Ô Quy, hắn nhận ra nó là thánh thực quả. Phong Phi Vân hoang mang nói. Khoan, ai là nhị đại gia của ngươi? Mao Thành Thật im lặng. Mao Ô Quy nói. Là cái gì, làm đứa nhỏ sợ, con ngươi nhận ta làm gia gia nuôi, tôn tử của ngươi đương nhiên gọi ngươi là nhị đại gia, con người của ngươi thật là. Nói nhỏ với con nít một chút. Phong Phi Vân không quan tâm gia gia nuôi, nhị đại gia gì đó, hắn nhìn chằm chằm Mao Thành Thật. Đây là thánh thực quả, truyền thuyết ăn vào sẽ có tri thức như thánh linh, là vô thượng thánh bảo. Thánh thực quả không nhận ra Phong Phi Vân đã chém một đao vào người nó, hoặc nên nói khi nó vừa rớt xuống đất chưa mở linh trí, không nhớ Phong Phi Vân. Đây là thánh thực quả thật sao? Bộ dạng khờ khạo vậy. Ánh mắt Mao Ô Quy rất sắc bén, không thể nào không nhận ra thánh thực quả. Nhưng Mao Ô Quy không ăn thánh thực quả mà nhận làm tôn tử, trong đó chắc chắn có gì lạ. Phong Phi Vân kiềm nén xúc động muốn lột thánh thực quả ra, cười nói. Con rùa nhà ngươi thú vị thật, nhận cháu nuôi lung tung. Mao Ô Quy tức giận nói. Chết tiệt, cháu nuôi gì? Thành Thật là tôn tử ruột của ta, là ruột thịt. Phong Phi Vân tin Mao Ô Quy mới lạ, một con rùa nếu có thể sinh ra một tôn tử thánh thực quả thì quái thai. Nhưng Phong Phi Vân phải phục bản lĩnh của Mao Ô Quy, lừa dối thánh thực quả làm tôn tử con rùa, giỏi thật. Tuy nhiên, nó thật sự là thánh thực quả. Ăn nó sẽ có trí tuệ như thánh linh. Phong Phi Vân cứ thấy ăn trái cây này vào sẽ ngốc hơn. Phong Phi Vân ngạc nhiên nhìn thánh thực quả. Người có cách đưa chúng ta đi mộ táng thánh linh. Vỏ trái thánh thực quả lóe ánh sáng hình thành khuôn mặt, bộ mặt con nít mơ hồ. Đúng thưa nhị đại gia. Phong Phi Vân đặt phụ của Man Vương trên lưng thánh thực quả, hắn và Mao Ô Quy ngồi trên quan tài. Vù 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 vù. Tốc độ thánh thực quả mau như ánh sáng. Siêu nhanh, thành cái bóng bay sâu vào mộ táng thánh linh. Phong Phi Vân ngồi trên quan tài hoàng thạch thôi diễn, sau đó thu về đốm sáng thôi diễn trong hư không. Phong Phi Vân nói, đúng là có hơi thở thánh linh nhưng rộng quá, với tốc độ của ta bay 3 tháng chưa đến cuối. Mao Ô Quy vẫn đội mũ lá cây, ánh sáng trắng bao quanh thân như con rùa thần tiên. Mao Ô Quy nói, chắc là thánh linh dụng cụ, thiên nhai thước. Vẻ mặt Phong Phi Vân hưng phấn hỏi. Bạch Chu Thánh Tổ tế luyện thánh linh dụng cụ, thiên nhai thước. Nếu thánh linh dụng cụ kia thật sự có trong mộ táng thì chắc chắn sẽ gây sóng gió lớn. Thánh linh dụng cụ chỉ gặp chứ không cầu được, mỗi món có uy lực thông thiên triệt địa. Dù là thánh linh trong truyền thuyết chưa chắc tế luyện ra thánh linh dụng cụ. Bởi vì tế luyện thánh linh dụng cụ không chỉ cần tu vi đẳng cấp thánh linh còn cần tài liệu thánh giai. Tức là tài liệu đó phải thông thánh mới được. Ví dụ một cục sắt cứng, nếu cục sắt sinh ra linh trí rồi tu luyện đến cảnh giới thánh linh thì được gọi là tài liệu thánh linh. Đương nhiên một cục sắt không thể nào tu luyện thành tài liệu thánh linh, chỉ có tài liệu thánh căn mới tu luyện đến cảnh giới thánh linh. Ví dụ Phong Phi Vân có thánh mộc căn, xem như tài liệu thánh căn, tương lai sẽ bén dễ nảy mầm trưởng thành thánh thực thụ, cũng có khả năng tu luyện thành tài liệu thánh linh. Tài liệu có thể tu luyện đến đẳng cấp thánh linh bản thân có thần thông thông thiên. Sao có thể bị thánh linh khác bắt đi tế luyện thành thánh linh dụng cụ? Vì vậy thánh linh dụng cụ rất hiếm có trên đời, hầu như không thấy. Phong Phi Vân có được thanh đồng cổ thuyền rất có thể là thánh linh dụng cụ, nhưng hắn không kiểm soát được nó, thậm chí không vào bên trong được. Phong Phi Vân chỉ vận dụng được một công năng là bay, cho nên thánh linh dụng cụ là thứ rất bí ẩn với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhức đầu xoa trán thầm nghĩ.
tại sao kiếp trước ta không thấy thánh linh dụng cụ? Chẳng lẽ tiên hiền phượng hoàng yêu tộc không để lại một cái nào? Phong Phi Vân cảm thấy hắn không xứng chức tộc trưởng phượng hoàng, không tiếp xúc bất cứ thứ gì liên quan thánh linh. Đồn rằng Bạch Chu Thánh Tổ tế luyện một thánh linh dụng cụ tên là Thiên Nhai Thước, dùng nó đo chân trời góc biển. Tốc độ của thánh thực quả siêu mau, như ánh sáng bay không biết bao lâu rốt cuộc ra khỏi sương mù, đến thế giới hư không. Thánh thực quả ngừng lại, bò ra từ bên dưới quan tài hoàng thạch. Thánh thực quả nói, nguồn hơi thở thánh linh ở trong thế giới hư không này. Linh giác của thánh thực quả cực ma, cảm giác được mọi thứ liên quan thánh linh. Vị trí Phong Phi Vân đang đứng là vực cổ, sau lưng Phong Phi Vân là mặt đất xương khói mông lung, trước mặt là vực sâu không đáy. Nhìn hư không, rất nhiều đại lục, đảo, đá, hạt cát lơ lửng. Trên đại lục, hòn đảo dường như xây thần cung tiên vũ. Trên đá to có một số xương khổng lồ, không biết tồn tại bao nhiêu năm, không rõ thuộc về tộc nào. Trên đại lục hư không xa xôi có kiếm quang, linh quang dâng lên. Đã có người vào thế giới hư không? Mao Ô Quy nhìn sau lưng, nói. Sức người không thể ước đoán mộ táng thánh linh, chỉ một cánh cửa đã chặn vô số ở bên ngoài. Khu vực làm bọn họ chạy đi mấy tháng mới chỉ là ngưỡng cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, ngăn cách gần trong gang tấc hóa chân trời. Nhiều tu sĩ suốt đời không thể bay ra đoạn đường này. Phong Phi Vân ngoái đầu nhìn, cánh cửa mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ nằm trong sương mù, cách hắn chỉ hơn 10 trượng. Thế nhưng Phong Phi Vân bay hơn 3 tháng không thể đến nơi, nếu không có thánh thực quả không chừng hắn mất mấy chục năm cũng không được. Gần trong gang tấc là chân trời. Phong Phi Vân nói, có lẽ chỉ hiền giả vũ hóa cảnh mới hiểu thấu huyền hư trong đó, đi qua đoạn đường này. Cảnh giới không đến thì không nhìn thấu hư thực được. Phong Phi Vân, tổ tôn Mao gia biến thành 3 luồng sáng bay vào thế giới hư không, đáp xuống một tảng đá bay. Bọn họ lại nhảy lên một đảo nổi. Bay hướng trung tâm mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Mao Ô Quy lo lắng nói. Chúng ta hãy cẩn thận chút, người nào xông đến tận đây đều có đại tồn tại, một ngón tay đánh ăn hư không. Tuyệt đối đừng để bọn họ phát hiện. Mao Ô Quy cảm nhận vài hơi thở cực kỳ cường đại chấn động hòn đảo, đại lục xung quanh run rẩy. Phong Phi Vân hiểu bản thân có bao nhiêu ký, hắn sẽ không liều mạng đi tranh chấp với hiền giả vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân nói. Cẩn thận là hơn. Mấy ngày nay Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, Mao Thành thật quanh quẩn vòng ngoài thế giới hư không, núp trong khung xương trên tảng đá, hoặc trong cung khuyết đảo nổi. Mao Ô Quy đụng mở cánh cửa cung điện, trận pháp bên trong bị phá hoại gần hết. Một ít báu vật uẩn dưỡng nhiều năm bị lấy sạch. Tía nó, đám khốn nạn, lấy hết báu vật trong mấy cung điện rồi. Phong Phi Vân bước vào, cười nói. Bạch Chu Thánh Tổ chết đã rất lâu. Dù cung điện lưu trữ báu vật e rằng chúng nó đã mục giữa hết. Thứ còn giữ lại nguyện vẹn toàn là kỳ bảo hiếm hoi, rất ít ỏi, bị hiền giả vũ hóa cảnh lấy đi là bình thường. Mao Thành thật lăn vào, nói. Ta cảm giác được một số cung điện chưa bị mở, có lẽ bên trong còn một ít kỳ bảo chưa bị lấy. Ha 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 ha, tôn tử ngoan, mau dẫn ra ra đi tìm. Thế giới hư không này mênh mông vô tận, vô số đảo nổi, đá ba. Thậm chí có các mảnh đại lục vỡ. Nơi này như thế giới mênh mông độc lập. Liên tiếp bay 3 ngày trong thế giới hư không, Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, Mao Thành thật tìm đến khu vực chưa có ai đến. 2 tảng đá khổng lồ lơ lửng, mỗi tảng đá dài mấy trăm dặm, đen thui, cứng rắn. Một tòa cung điện hình tháp bay giữa 2 tảng đá to. Không biết tài liệu gì tạo ra cung điện này, không có trận pháp bảo vệ nhưng vẫn tồn tại vạn cổ, dù đã rách nát vẫn khiến người kinh ngạc. Những thần cung tiên điện trên đảo còn sừng sững vì chúng nó được trận pháp bảo vệ. Cung điện tháp này không có trận pháp giữ gìn nhưng vẫn tồn tại ức vạn năm bất diệt, làm người ta kinh ngạc vô cùng. Cung điện không nguyên vẹn, có nhiều chỗ bị phá hoại, sụp một góc. Nhiều cột ngọc, tường sắt sụp đổ, lơ lửng trong hư không. Mao Ô Quy nhặt miếng ngói sắc lưu ly lên gặm, con mắt tì hí sáng rực. Mao Ô Quy cất miếng ngói vào mai rùa ngay. Phong Phi Vân bay đến. Cũng nhặt một miếng ngói. Đây là miếng ngói cực kỳ rộng, dài một thước, nặng 8.000 cân, bên trên tràn đầy dấu vết phong hóa. Thời gian xa xôi làm mái ngói cũng bị phong hóa, để lại nhiều dấu lồi lõm nhưng vẫn tràn đầy linh tính, lóe ánh sáng vàng nhạt. Mái ngói bình thường tồn tại mấy trăm năm, mấy ngàn năm sẽ thành cát bụi. Miếng ngói này từ viễn cổ đến bây giờ chưa mục,
đủ nói lên nó không tầm thường. Miếng nói này làm Bàng Lưu Kim Thủy mẫu thạch, chết tiệt, hèn gì con rùa này nhét ngay vào trong mai. Lưu Kim Thủy mẫu thạch là tài liệu cần thiết rèn luyện linh khí từ thập phẩm trở lên, rất hiếm hoi, giá cực mắc nhưng vẫn rất được yêu thích. Một ký Lưu Kim Thủy mẫu thạch có giá hơn 1 vạn linh thạch. Miếng ngói trong tay Phong Phi Vân nặng hơn 8.000 cân, có giá là 8.000 vạn linh thạch. Trong khi Phong Phi Vân thẫn thờ thì Mao Ô Quy âm thầm nhét hơn 20 miếng ngói vào mai rùa. Phong Phi Vân không cam lòng yếu thế, cuối cùng hắn cướp 16 miếng ngói Lưu Kim Thủy mẫu. Phong Phi Vân cướp cây cột đỏ rực thô cỡ 1 thước, dài 3 thước, nặng hơn 300 vạn cân. Cây cột này bị thời gian ăn mòn, hình dạng bất quy tắc. Lau lớp bụi đỏ rực trên bề mặt đi, bên trong lộ ra ánh sáng chói mắt như lửa, đâm đau mắt người. Phong Phi Vân kinh ngạc nói. Cây cột điêu bằng hỏa loan cốt. Hỏa loan yêu tộc là một trong các thái cổ thánh yêu tộc, có huyết mạch cao quý nhất. Điêu xương hỏa loan thành cây cột thì thật xa xỉ. Tác dụng của hỏa loan cốt rất lớn, có thể luyện chế đan dược đỉnh cao, một lượng nhỏ hỏa loan có thể bán ra giá rất cao, là bảo dược mà các luyện đan tông sư cần. Phong Phi Vân thu cây cột, lòng cực kỳ hưng phấn. Trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ có quá nhiều báu vật. Hỏa loan cốt 300 vạn cân, nếu đám luyện đan tông sư trông thấy chắc sẽ kích động phát điên. Không chỉ có mái ngói Lưu Kim Thủy mẫu, cột hỏa loan cốt, còn có từng miếng kim ti linh thạch xây thành vách tường. Mỗi bức tường lóe ánh sáng vàng, là báu vật vô giá. Tốc độ hốt hàng của Phong Phi Vân, Mao Ô Quy rất mau, thoáng chốc mái ngói, cột đá, vạch tường một góc cung điện sụp đổ đã bị lấy sạch. Đây mới chỉ là một góc cung điện. Mao Ô Quy nghiêm túc nói. Tòa cung điện này rất lạ. Phong Phi Vân, Mao thành thật, các ngươi hãy chờ ở bên ngoài, để ta đi trước dò đường. Mao Ô Quy biểu hiện rất can đảm, nó thò vuốt ra ngăn cản Phong Phi Vân lại. Xung phong mạo hiểm nhảy vào cánh cửa cung điện. Phong Phi Vân biết rõ Mao Ô Quy có âm mưu gì, nếu hắn ngu ngốc đứng chờ ở đây thì trong cung điện không còn bảo bối gì nữa. Mao Thành thật lo lắng hỏi. Nhị đại gia, gia gia của ta làm gương đi trước, anh dũng xông vào cung điện dò đường, có khi nào gặp nguy hiểm gì không? Chắc vậy. Phong Phi Vân định bước vào cung điện đột nhiên cảm giác bên trong truyền ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, như có móng vuốt vô hình muốn kéo hắn vào trong. Không đúng, lui. Lưng Phong Phi Vân dương cánh phượng hoàng đỏ rực, tay ngưng tụ thanh chiến đao màu trắng chém hư không. Đao khí hung mãnh khiến người sợ hãi tuôn ra ngoài như con sông lửa. Hiện giờ Phong Phi Vân có tu vi Niết Bàn đệ tam trọng thiên, sức chiến đấu không nhỏ. Đao khí chém vào cánh cửa cung điện nhưng như đá chìm đáy biển, không gợi lên chút gợn sóng nào. Ầm, một dao động khổng lồ tuôn ra từ cửa cung điện, đánh bay Phong Phi Vân, thánh thực quả. Phong Phi Vân giơ đao làm thuẫn che trước mặt, hắn bay ngược ra mấy chục dặm mới đứng lại. Có chuyện gì, trong cung điện hoang phế bao nhiêu năm tháng sao lại có lực lượng công kích cường đại như thế? Biểu tình Phong Phi Vân trầm trọng, tay cầm chiến đao bị lực lượng đánh trúng ra nứt ra, từng cột máu chảy ra ngoài. Thánh thực quả lo lắng hỏi. Nhị đại gia, gia gia của ta có sao không? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cung điện sụp đổ. Cửa sâu thẳm âm u không thấy bên trong có gì. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Cung điện hoang phế này chắc chắn có vấn đề, những tiên hiền đi qua đây nhưng không đụng vào nó. Chắc tiên hiền cảm giác trong cung điện có thứ không tầm thường, không muốn đụng vào nên mới không ra tay. Thánh thực quả hết sức quan tâm sự an toàn của Mao Ô Quy. Vậy bây giờ chúng ta hải làm sao? Gia gia của ta làm gương đi trước, anh dũng không sợ hãi. Gia Gia lo chúng ta gặp nguy hiểm nên mới đi trước dò đường, chúng ta không thể bỏ mặc Gia Gia. Cung điện tháp lơ lửng giữa hai tảng đá tĩnh lặng, vĩnh nga ửng ở đó. Để ta thử xem. Phong Phi Vân định xông vào từ góc cung điện sụp đổ nhưng vẫn bị công kích. May mắn Phong Phi Vân lấy ra thanh đồng cổ thuyền mới trốn thoát, không thì đã chết ở bên trong. Thánh thực quả tò mò hỏi. Tại sao Gia Gia của ta không bị công kích? Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát. Hắn không nghĩ ra được lý do. Có người phát hiện động tĩnh bên này, đang bay tới gần. Phong Phi Vân vội khoác ẩn tàm sa la che người và thánh thực quả, trốn vào mặt sau một tảng đá to. Phương xa vang giọng nam. Trời, vách tường cung điện này xây bằng kim ti linh thạch. Nam nhân chân đạp áng mây xanh đáp xuống bên ngoài cung điện bay. Nam nhân khoảng 20 tuổi, mặc giáp trắng,
anh khí bừng bừng, là thanh niên tài tuấn đẳng cấp sử thi. Thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành, Tiêu Thiên Duyệt chân đạp hư không, bước chân như hoa sen từng bước đến gần. Mạc huynh, tốt nhất hãy cẩn thận chút, ta cảm giác chỗ này mới nãy có khí lưu dao động, không chừng có cường giả ẩn trong bóng tối. Đây là một đám thanh niên tài tuấn, khoảng hơn 20 người, thân phận thấp nhất là con cái vực chủ một phương. Trong đó có tài tuấn đỉnh cao của Tiên Thành, Thánh Phủ, nhân vật kiệt xuất vô số người ngước nhìn, hâm mộ. Đặc biệt là thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành, Tiêu Thiên Duyệt được gọi là một trong 6 nhân kiệt đỉnh cao nhất 12 cảnh Tây Nam. Bọn họ theo trưởng bối vào thế giới hư không, các trưởng bối đã tiến sâu trong thế giới hư không tìm mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, bọn họ thì lòng vòng bên ngoài ánh sáng. Tiêu Thiên Duyệt tu vi cao thâm khó dò, thân trên người có thần hoàn lượn lờ, hai mắt lóe bảo quang. Tiêu Thiên Duyệt thi triển bảo thuật mắt dò xét bốn phía nhưng không tìm được kết quả gì. Một thiên chi kiều nữ linh giác rất mạnh ngửi được mùi nhân loại đọng trong không khí. Có hơi thở nhân loại đọng lại, chắc đã vào cung điện kia. Ánh mắt Tiêu Thiên Duyệt nghiêm túc nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trong cung điện này có hơi thở nguy hiểm. Một nam nhân tóc tia bù xù xông lên. Có sao, tại sao ta không cảm giác được? Nam nhân tóc rối hơ gây gậy sắt vàng thô cỡ miệng chén đập vào đỉnh cung điện. Nam nhân tóc xù thấy mái ngói trên đỉnh cung điện làm bằng lưu kim thủy mẫu thạch, đây là chí bảo linh khí giá trị liên thành, rất quý giá. Khí lãng vô hình bắn ra từ cung điện, bộc phát lực lượng bẻ gãy nghiền nát. Nam nhân tóc rối biến sắc mặt, vội rút gậy sắt vàng về che người. Nhưng nam nhân không đối kháng lại lực lượng đó nổi, bị lực lượng đập vào người. Gậy sắt rời tay, cơ thể nam nhân tóc rối rách mấy mảnh, máu rơi trong không trung. Một tài tuấn tư chất tuyệt vời chết ngay tại chỗ. Có điều lạ, lạ lùng, mọi người mau rút đi. Một thiên chi kiều nữ tóc dài màu lam triệu hoán ra tấm phù lục phòng ngự chặn lại dư âm xung lực, đẩy các thanh niên tài tuấn ra ngoài. Các thiên tài tuấn kiệt không dám lỗ mãng, tuy báu vật tốt thật nhưng mạng sống quan trọng hơn. Một nữ nhân trang nhã lên tiếng. Ta biết rồi, loại cung điện này rất có thể là nơi Bạch Chu Thánh Tổ ngộ đạo lúc về già trong truyền thuyết. Tên là Bất Tử Điện. Nữ nhân điềm tĩnh để tóc dài thật dài, tòng mắt đen láy, mày cong, là tài nữ bác học đa tài. Nàng tên Nhiếp Song Song, đệ tử thân truyền của Thương Hải Tiên Sinh, đến đẳng cấp đại trí sư thất phẩm. Nhiếp Song Song đọc nhiều sách vở, tham ngộ vấn đề khó khăn thượng cổ, hiểu thiên văn địa lý, tinh thông ngũ hành bát quái. Trước khi vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, Nhiếp Song Song đã lật xem nhiều điển tịch cổ xưa, phân tích nhiều thứ liên quan đến Bạch Chu Thánh Tổ. Cung điện này là nơi Bạch Chu Thánh Tổ ngộ đạo lúc về già. Nhiều tiên hiền đi ngang qua, cảm giác cung điện bất thường, không dám tiến vào, không biết chỗ này là Bất Tử Điện. Có người lặng lẽ đến gần cung điện, nhìn kỹ chữ trên tấm biển treo trên cửa cung điện. Nhìn thật lâu mới thấy hai chữ Bất Tử, chứng thực điều Nhiếp Song Song nói. Một nhi tử vực chủ rất kích động, người run rẩy nói. Trời! Nếu đây đúng là chỗ Bạch Chu Thánh Tổ ngộ đạo lúc về già có khi nào để lại bản khuyết vạn kiếp bất tử công không? Tiêu Thiên Duyệt, đám thiên tài tuấn kiệt biểu tình khác lạ. Nếu có vạn kiếp bất tử công, dù chỉ là bản tàn khuyết cũng đã rất giỏi. Ha 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 ha, một đám nhân loại mà dám mơ ước thánh linh thần thông của yêu tộc ta, không muốn sống nữa. Yêu vân bao la bay đến, 10 bóng người bay ra, có nam có nữ, tóc dài màu trắng. Bọn họ rất trẻ tuổi nhưng tu vi không tầm thường chút nào. Bọn họ là thanh niên tài tuấn của Bạch Chu yêu tộc. Tuyết Lang đại nhân cũng có mặt trong số 10 người, áo lụa kéo dài dưới đất, cơ thể đẫy đà, eo nhỏ lắc lư theo gió, quyến rũ động lòng người. Tuyết Lang đại nhân là tiểu cô của Phi Viện công chúa, người hoàng tộc trong Bạch Chu yêu tộc, tư chất tuyệt đỉnh. So với đám lão bất tử sống mấy ngàn năm thì Tuyết Lang đại nhân rất trẻ tuổi. Phong Phi Vân núp sau tảng đá phía xa, người khoác ẩn tàm xa la vui vẻ xem kịch. Tốt nhất là có người xông vào Bất Tử Điện, hắn sẽ rất vui. Tiêu Thiên Duyệt quyết định. Giết 10 yêu nghiệt trước rồi tìm cách vào Bất Tử Điện. Phe nhân loại có hơn 20 người toàn là tài tuấn đỉnh cao thế hệ trẻ, tu vi cực mạnh. Bọn họ xông lên, muốn giết 10 thiên kiêu Bạch Chu yêu tộc. Tuyết Lang đại nhân vung cánh tay ngọc. Không biết sống chết. Tuyết Lang đại nhân đánh ra ánh sáng rực rỡ như thần nhẫn màu trắng chém ra ngoài, đánh bay một thiên kiêu nhân loại.
Ngón tay Tuyết Lang đại nhân dài ra thành lưỡi dao bén đâm ra, muốn đâm chết thiên kiêu nhân loại. Vù 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 vù. Tiêu Thiên Duyệt cầm thanh thần kiếm, đứng bên ngoài hư không chém một nhát vào Tuyết Lang đại nhân. Kiếm khí sắc bén như sấm sét giáng xuống. Tuyết Lang đại nhân bị kiếm khí đẩy lui, mắt đưa làn thu ba, nhoẻn miệng cười. Tuyết Lang đại nhân hé môi phun tơ nhện trắng như tia sáng bắn ra. Tiêu Thiên Duyệt không uổng là tài tuấn đỉnh cao nhất 12 cảnh Tây Nam, thần kiếm bị kích hoạt, kiếm khí bắn ra bao phủ phạm vi mấy vạn dặm, biến thành một tòa kiếm vực chặn tơ nhện Tuyết Lang đại nhân phun ra thành mấy khúc. Tuyết Lang đại nhân chớp mắt. Thiên kiêu tài tuấn thế hệ trẻ của nhân loại có nhiều thật. Tuyết Lang đại nhân tăng hứng thú với Tiêu Thiên Duyệt, chiến ý hoàn toàn bị kích phát. Yêu khí trào ra từ lỗ chân lông Tuyết Lang đại nhân, biến thành một yêu vực khổng lồ. 10 cường giả yêu tộc trẻ tuổi có tu vi cực mạnh, 9 người khác có sức chiến đấu không tầm thường. Mỗi cường giả yêu tộc đã bước vào cảnh giới Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, tu luyện vực thuộc về mình. Trong đám thiên kiêu nhân loại có vài người rất mạnh, như Mạc Thái Tuấn, trưởng tử vực chủ Xích Mộc vực, Nhiếp Song Song đại trí sư thất phẩm, thiếu nữ tóc dài màu lam. Sức chiến đấu của bọn họ sánh ngang với lão tổ cổ tộc. Trong khi đám thiên tài người và yêu đánh túi bụi thì Phong Phi Vân suy tư cách tiến vào Bất Tử Điện. Tại sao Ma Ô Quy không bị lực lượng bí ẩn trong Bất Tử Điện công kích? Chẳng lẽ nó đã giấu hết lực lượng trên người? Phong Phi Vân nghĩ đến nhân loại thiên kiêu vừa rồi bị Bất Tử Điện đập bẹp là vì gã công kích cung điện. Lần đầu tiên Phong Phi Vân muốn bước vào Bất Tử Điện thì cung điện chỉ có lực lượng muốn kéo hắn vào, còn lúc hắn bài xích lực lượng này thì bị Bất Tử Điện công kích dữ dội. Tức là người công kích Bất Tử Điện mạnh cỡ nào thì cung điện sẽ sinh ra lực công kích gấp đôi. Nếu ngươi không có địch ý với Bất Tử Điện, không công kích cung điện thì nó sẽ không tấn công ngươi. Phong Phi Vân cảm giác hắn đi đúng hướng, thế là thử tiến vào. Một tài tuấn nhân loại bị đánh bay đập vào tảng đá to nơi Phong Phi Vân ẩn núp, đụng bể đá, mông đè thánh thực quả. Thánh thực quả kêu lên. A, cái gì đập vào ta? Thánh thực quả chạy ra ẩn tàm xa la. Tài tuấn nhân loại đập trúng thánh thực quả hét càng thảm hơn, mông nát bét, bị gai thánh thực quả đâm nở hoa cúc. Cái gì, đâm đau quá. Tài tuấn nhân loại ôm mông hét to, mông chảy đầy máu. Giây sau tài tuấn nhân loại ngậm miệng, vì gã thấy trái cây to cũng đang la hét. Trái cây này như trái sầu riêng làm bằng cương thiết. Phong Phi Vân không trốn được nữa, hắn cởi ẩn tàm xa la ra. Tay chặt vào gáy tài tuấn nhân loại đánh xỉu gã. Phong Phi Vân hét lên. Mau thành thật, đi theo ta tìm ra da của ngươi. Phong Phi Vân không dám khoác áo da phượng vảy rồng, dù gì tài tuấn kiệt xuất nhân loại và yêu tộc có mặt tại đây, trong đó có thiên chi kiêu nữ đẳng cấp đại trí sư thất phẩm. Không chừng trong đó có người nhận ra hơi thở rồng và phượng. Thứ gì dính dáng đến rồng, phượng đều là cự bảo vô thượng. Tin tức lan ra ngoài. Không chỉ cường giả nhân loại không tha cho Phong Phi Vân, Long tộc, Phượng tộc cũng sẽ bị kinh động. Khi đó Phong Phi Vân lên trời không đường, xuống đất không cửa. Phong Phi Vân biến thiên tủy binh đàm thành cây trường mâu lao nhanh vào Bất Tử Điện, thánh thực quả theo sau hắn. Là ngươi. Người đầu tiên nhận ra Phong Phi Vân không phải Tuyết Lang đại nhân mà là Tiêu Thiên Duyệt. Ngày Tiêu Thiên Duyệt thành thân, Phong Phi Vân cướp tiểu thiếp của gã trước mặt tài tuấn trong thiên hạ. Đây là sự nhục nhã lớn lao. Khi ấy Phong Phi Vân ở trong cửa trùng động đâm một thương vào Tiêu Thiên Duyệt, gã không quên hơi thở từ trường thương đó. Sau này nhị công tử chiến địa tước phủ tự ra mặt làm Tiêu Thiên Duyệt không truy cứu tiếp, nhưng cái gai đâm trong lòng gã không thể xóa nhòa. Giờ Tiêu Thiên Duyệt trông thấy Phong Phi Vân, thật là oan ra ngõ hẹp. Tuyết Lang đại nhân cũng nhận ra Phong Phi Vân. Ha 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 ha, đúng là oan ra ngõ hẹp. Tuyết Lang đại nhân hé môi phun một sợi tơ nhện như cây roi trói Phong Phi Vân. Mạng của hắn thuộc về ta. Tiêu Thiên Duyệt chém nước tơ nhện, lại chém hướng Phong Phi Vân. Xì, mạng của ta thuộc về ta. Người Phong Phi Vân bộc phát 3.000 vạn đốm sáng, trường thương chém ra ngoài, đánh nát kiếm khí của Tiêu Thiên Duyệt, tiếp tục bay vào Bất Tử Điện. Một cường giả yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên chặn giữa đường, tay cầm thần giản đỏ rực, người phát ra chiến binh phần mộ vực. Vô số qua gãy, tàn binh cắm vào ngôi mô to trong không trung thành đại vực ảo. Tuyết Lang đại nhân muốn lấy mạng của ngươi thì ngươi không trốn thoát được. Cường giả yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên tóc dài màu trắng,
ánh mắt ngạo nghễ, thần giản đỏ thẫm chém xuống phát ra lực lượng sóng to ngập trời. Tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên có tư cách đột phá vũ hóa cảnh, trong cổ tộc được gọi là lão tổ, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Chuyện đó không do ngươi quyết định. Miệng Phong Phi Vân phun ra lửa nóng cháy, muôn vàn tinh khí bay ra biến thành biển lửa. Trên biển lửa có tiếng phượng hoàng hót hình thành ảo ảnh phượng hoàng. Phượng hoàng nhiệt hỏa. Đây là thần thông thứ ba sinh ra khi Phong Phi Vân đến Niết Bàn đệ tam trọng thiên. Phượng hoàng nhiệt hỏa khủng khiếp hơn nhị vị minh hỏa. Là thần thông thủ đoạn của Phượng Hoàng. Nếu tu luyện ra 100 khối Phượng cốt, Phượng Hoàng nhiệt hỏa lợi hại như tam vị chân hỏa. Phượng Hoàng nhiệt hỏa xuất hiện, phạm vi mấy ngàn dặm bị lửa bao trùm thành biển lửa, sóng dâng lên cao mấy trăm thước như bức tường ấm nuốt hết đá, đảo nổi. Chiến binh phần mộ vực của tu sĩ yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên bị Phượng Hoàng nhiệt hỏa đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo, vực cũng bị đốt thùng. Trời! Đây là thần thông gì mà có thể biến ra nhiệt hỏa của Phượng Hoàng yêu tộc? Tu sĩ yêu tộc kinh hoàng, cho rằng Phong Phi Vân sử dụng thần thông huyễn hóa ra Phượng Hoàng nhiệt hỏa. Tu sĩ yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên vội chạy ra ngoài nhiệt hỏa, nếu chiến binh phần mộ vực bị nhiệt hỏa đốt thủng, gã không chết cũng sẽ lột một tầng ra. Phong Phi Vân đâm trường thương xuyên qua chiến binh phần mộ vực, để lại vết máu trên người tu sĩ yêu tộc. Tu sĩ yêu tộc không bị thương nặng, người khác đầy yêu văn. Cánh tay chỉ bị chảy xước. Chết tiệt! Tu sĩ yêu tộc hô thần giản đỏ rực công kích trên không trung, như một ngọn núi đồng đỏ đè xuống. Phong Phi Vân đã đến trước bất tử điện, 3.000 vạn đốm sáng lấp lánh trên người hắn, lửa vần quanh thân thể. Phong Phi Vân xoay người đâm trường thương đánh vào ngọn núi đồng đỏ. Hư không rung rinh, sóng lửa ngập trời. Hai người cùng thụt lùi, lực lượng khổng lồ xuyên qua giữa tu sĩ yêu tộc và Phong Phi Vân. Một chân Phong Phi Vân đã chạm vào ngưỡng cửa bất tử điện, hắn cười với cường giả yêu tộc. Phong Phi Vân nói. Không tiễn. Phong Phi Vân bước vào bất tử điện. Tuyết Lang đại nhân nhẹ nhàng đáp xuống, nói. Tu vi của hắn lại tăng mảng lớn. Áo đỏ bay lên, da trắng tuyết, ngực to, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Tu sĩ yêu tộc mới rồi đánh nhau với Phong Phi Vân nói. Tuyết Lang đại nhân. Hắn chỉ là Niết Bàn đệ tam trọng thiên, chẳng qua có thần thông cường đại. Ta tin chắc có thể giết hắn. Người này rất gian xảo, sở trường tốc độ, ta truy sát hắn nửa tháng ảm không giết được, chỉ bằng vào ngươi. Chân mày Tuyết Lang đại nhân mỏng dài, răng trăng sáng. Đi, chúng ta cũng vào bất tử điện. Nếu bên trong có gì bảo thánh tổ để lại thì tuyệt đối không thể để nhân loại lấy đi. Tuyết Lang đại nhân là nữ nhân thông minh siêu đẳng. Thấy Phong Phi Vân vào bất tử điện liền hiểu bí mật trong đó. Tuyết Lang đại nhân dẫn chí en tu sĩ yêu tộc khác vào bất tử điện. Nhân loại vừa rồi là ai? Thần thông lợi hại như vậy tại sao trước kia chưa nghe nói qua tên của hắn? Hơn 20 thanh niên tài tuấn nhân loại tụ tập lại. Chỉ có 2-3 người bị thương, một người bị Phong Phi Vân đánh xỉu. Nhiếp Song Song nói. Hắn là bán yêu. Nhiếp Song Song tinh thông thiên văn địa lý và suy tính thôi diễn, răng trắng, môi đỏ. Nhiếp Song Song nhìn thấu chút hư thực của Phong Phi Vân, mắt lóe tia sáng. Nghe hai chữ bán yêu sắc mặt Tiêu Thiên Duyệt càng âm trầm. Cái gì, bán yêu mà mạnh như vậy? Nhiều thanh niên tài tuấn cảm thấy rất khó tin. Ở trong mắt bọn họ thì bán yêu là đê tiện, nhỏ yếu nhất, sinh vật hèn mọn bị cùng cảnh giới chà đạp. Chưa từng nghe một bán yêu Niết Bàn đệ tam trọng thiên đánh lùi cường giả yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Đây đúng là chuyện như mơ giữa ban ngày, khiến người khó tin. Mỗi cách mấy thời đại bán yêu luôn ra một, hai nhân vật kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có thể tranh phong với thành chủ tiên thành, phủ chủ thánh phủ lúc trẻ. Nhưng không thể nào đột phá vũ hóa cảnh, bị khốn chết tại cảnh giới Niết Bàn. Trong bán yêu hiếm Phong Phi Vân đột phá được Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Bán yêu này dù đến Niết Bàn đệ tam trọng thiên thì sao? Rất có thể suốt đời không đột phá được nữa. Đi, chúng ta cũng vào bất tử điện. Hơn 20 tu sĩ nhân loại vào bất tử điện. Nơi đây là chỗ Bạch Chu Thánh Tổ ngộ đao lúc về già, là thánh địa của Bạch Chu yêu tộc. Trong không khí tràn ngập hơi thở thánh linh viễn cổ, mỗi một khối đất đầy thần tính, vì chúng nó được thánh linh đạp lên. Phong Phi Vân đi vào bất tử điện, cảm giác như vào ánh mắt không gian khác. Mỗi một món đồ không chừng được thánh linh chạm vào, như cách ức vạn năm gặp gỡ thánh linh. Cảm giác này rất lạ, đôi khi thoải mái thả lỏng, có khi khiến người thấy gai người.
Thánh thực quả theo sau lưng Phong Phi Vân. Nhị đại gia, tại sao ta không cảm nhận được gia gia của ta ở đâu? Trong Bất Tử Điện, mọi cảm quan bị ức chế, bao gồm linh khí trong cơ thể. Rất kỳ lạ, mờ mờ ảo ảo. Không thể tiếp tục đi tới, nếu không kinh mạch trong người ta cũng bị phong kín, linh khí không thể vận chuyển. Phong Phi Vân cảm thấy không ổn, đan điền chi hải bị giam cầm, không vận chuyển linh khí được. Thánh thực quả hỏi. Vậy gia gia của ta thì sao? Gia gia của ngươi lớn mạng lớn không chết được, rùa ngàn năm, vương bát vạn năm ý nói giống như gia gia của ngươi. Lòng Phong Phi Vân máy động, nếu Bất Tử Điện giam cầm linh khí vậy là không thể thi triển thần thông, chỉ có thể sử dụng lực lượng cơ thể. Ta có vạn thú chiến thể, bất tử phượng hoàng thân, linh khí bị giam cầm chẳng phải càng có lợi cho ta sao? Đi, chúng ta đi vào tìm gia gia của ngươi. Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đàm, cười quái dị bước vào trong. Theo sau là Tuyết Lang đại nhân, chín cường giả yêu tộc chạy tới nơi Phong Phi Vân vừa đứng. Bọn họ dừng lại. Một cường giả yêu tộc nhíu mày nói. Lại tiến tới thì yêu khí trong yêu châu sẽ bị áp chế. Tuyết Lang đại nhân nói. Vậy càng tốt, yêu tộc chúng ta chủ tu thân thể, nhân loại chủ tu đan điền, hơi thở trong người bị áp chế càng có lợi cho chúng ta. Chín cường giả yêu tộc khác cười rộ lên. Đám tu sĩ nhân loại đi theo vào Bất Tử Điện cảm giác không ổn, nhưng các thanh niên tài tuấn đều mang theo phù lục tăng mạnh thân thể, thế là ngang nhiên xông vào. Mao Thành thật nhỏ giọng nói. Nhị đại gia, chúng ta không giết người không được sao? Mặt Phong Phi Vân âm trầm vuốt ve trường thương, nói. Ta không giết bọn họ sẽ bị họ giết, ta không muốn chết, vậy nên người chết là. Bọn họ. Người Phong Phi Vân phát ra lực lượng xẻ núi, trường thương đâm ra xuyên thủng cơ thể một cường giả yêu tộc đi đằng trước. Thiên tủy binh đàm sắc bén không gì sánh kịp, sức lực của Phong Phi Vân có thể tay không nâng một ngọn núi. Phong Phi Vân đâm ra một kích, áo giáp trên người cường giả yêu tộc cũng không đỡ nổi. Máu phun đầy đất, nhưng cường giả yêu tộc chưa chết, sức sống rất dẻo dai. Cường giả yêu tộc hét to. Hắn ở bên đó. Nói nhiều. Phong Phi Vân xông lên vỗ đầu cường giả yêu tộc, bẻ gãy cổ. Cường giả yêu tộc mềm oặt té xuống đất, hóa thành nguyên hình, một con nhện màu trắng. Cường giả yêu tộc niết bàn đệ tứ trọng thiên dễ dàng chết như thế, mãi đến chết tu sĩ yêu tộc vẫn không hiểu mình là yêu tộc, cơ thể mạnh mẽ vậy mà không đỡ nổi một chưởng của tu sĩ nhân loại. Cơ thể tu sĩ nhân loại chẳng lẽ mạnh hơn yêu tộc? Khi Tuyết Lang đại nhân, tám cường giả yêu tộc chạy đến nơi thì dưới đất chỉ còn lại máu yêu. Đáng ghét, Bạch Tinh Nguyên bị giết mau như vậy, lực lượng thân thể của nhân loại này mạnh thế sao? Nếu vạn kiếp bất tử công của Thánh Tổ không thất truyền, bàn về độ mạnh thân thể có ai sánh bằng Bạch Chu yêu tộc chúng ta? Tuyết Lang đại nhân nhiều lần đụng độ Phong Phi Vân, có vài lần đánh hắn nát như. Tuyết Lang đại nhân mấy lần cho rằng Phong Phi Vân chết chắc, nhưng hắn luôn sống lại, từ đó thấy được sức sống của hắn rất mạnh, cơ thể không yếu chút nào. Tuyết Lang đại nhân cười càng đẹp. Thú vị, nhân loại này càng lúc càng thú vị. Không gian trong Bất Tử Điện rất rộng, không chỉ có một điện vũ. Mấy trăm thư phòng, một số hồ nước cạn khô, núi giả nứt ra, thác nước khô, đường rách nạt lơ lửng. Đây giống như tiểu thế giới tan nát. Phong Phi Vân trốn vào một hồ nước khô, bên trong đầy đát trong suốt lấp lánh như giàng đá. Trong hồ chắc từng có thánh tuyền, có thể hồi sinh người sống, mọc thịt trên xương. Nhưng vì đã quá lâu, hồ cạn nước. Yêu thi Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên này chắc có thể đổi 30 điểm quân công. Tu sĩ đến Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên không dễ bị giết, Phong Phi Vân có thể làm được điều này vì trong Bất Tử Điện giam cầm lực lượng, khiến hắn thoải mái phô bày sức mạnh cơ bắp. Thánh thực quả phát ra thứ mới lạ, nó lớn tiếng gọi Phong Phi Vân. Nhị đại gia mau nhìn kìa, trong hồ có con cá. Cái ao này không biết khô cạn bao nhiêu năm tháng, làm sao có con cá được. Phong Phi Vân định mắng thánh thực quả chuyện bé xé ra to, hấp dẫn tài tuấn yêu tộc, nhân loại đến đây. Nhưng khi Phong Phi Vân chạy tới nơi, bên dưới một tảng đá trong suốt thật sự có con cá nhỏ màu bạc. Con cá hai đầu, chỉ dài một tấc, người lóe ánh sáng bạc, vảy rậm rạp, cái đuôi tinh xảo. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn thấu hư thực của con cá nhỏ màu bạc, nỗi lòng kích động. Đây không phải cá, nó là một ao ngân nguyệt nhỏ. Trong hồ nước này từng tràn đầy ngân nguyệt tuyền, nhưng vì thời gian quá lâu,
Ngân Nguyệt Tuyền Khô chỉ còn lại một nhúm nhỏ. Nếu Phong Phi Vân đến trễ hơn mấy chục năm e rằng không còn một giọt. Con cá nhỏ màu bạc nghe hiểu lời Phong Phi Vân nói, đuôi cá quấy định lặn vào trong hạt cát. Thánh Thực Quả nói, nhị đại gia, nó sống. Thánh Thực Quả thấy thế cũng chui vào trong cát, rất nhanh ủi con cá nhỏ màu bạc trồi lên. Phong Phi Vân lấy hộp hàn ngọc cất con cá nhỏ màu bạc vào, cá nhỏ vào trong hộp liền biến thành hai giọt nước suối bạc. Phong Phi Vân cất hộp ngọc, nói, Ngân Nguyệt Tuyền là một loại trong thất sắc tuyền, nước suối có thể ẩn dưỡng thánh dược. Thời viễn cổ thất sắc tuyền đã diệt tuyệt, không ngờ tìm được hai giọt. Tuy chỉ có hai giọt nhưng đã rất quý giá. Thánh Thực Quả nói, a, à, ra là thất sắc tuyền có ích lợi lớn cho tu sĩ Niết Bàn. Phong Phi Vân lòng máy động, hắn chưa từng nghe nói thất sắc tuyền giúp ích nhiều cho Niết Bàn, vội hỏi. Thánh Thực Quả ngơ ngác nói, không biết ai nói, dường như ta vốn nên biết nhưng giờ lại mơ hồ, không lẽ là ta đoán ra. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh. Thánh Thực Quả nói, thật ra nếu xem thân thể người như một gốc thánh dược, dùng thất sắc tuyền uẩn dưỡng bản thân, khi trải qua sinh tử Niết Bàn chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn. Thất sắc tuyền địa biểu sự sống. Phong Phi Vân thấy cũng có lý, hỏi, ai nói cho ngươi biết cái này? Thánh Thực Quả ngơ ngác nói, không rõ, cảm giác rất lạ. Trán Phong Phi Vân lại nổi gân xanh. Cuối cùng hắn không thử nghiệm mà cất Ngân Nguyệt Tuyền đi. Nơi này có Ngân Nguyệt Tuyền thì không chừng trong hồ nước khác còn sót lại Thánh Tuyền, chúng ta mau đi tìm. Phong Phi Vân cảm giác hơi thở ai đó chậm rãi tới gần, hắn nhảy khỏi hồ nước bay nhanh đến hồ khá. Hắn ở bên này. Một thiên chi kiều nữ phát hiện Phong Phi Vân chạy nhanh. Thiên chi kiều nữ này thân hình yểu điệu, tóc dài màu lam ngọc, váy trắng xếp chồng, đuổi theo trước một bước. Cánh tay ngọc thon thả cầm tấm ngọc phù. Ngọc phù lấp lánh ánh sáng ngọc che đi ngọc thể thiếu nữ, nàng như bóng tiên bay trong gió để lại ảo ảnh xinh đẹp. Thiếu nữ chạy tới bên một hồ nước khô, đã mất dấu Phong Phi Vân. Ủa, đâu rồi? Mắt thiếu nữ sáng, khuôn mặt trắng nõn, tóc lam tỏa sáng. Thiên chi kiều nữ đứng bên hồ khô nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng Phong Phi Vân đâu. Tìm ta! Giọng Phong Phi Vân vang lên sau lưng thiên chi kiều nữ. Thiên chi kiều nữ vội xoay người, bàn tay mảnh khảnh vỗ ra ngoài nhưng đánh hụt. Đột nhiên có hơi thở chạy ra sau lưng thiên chi kiều nữ, khi nàng nổi lòng cảnh giác thì bị lực lượng mạnh mẽ đẩy vào trong hồ khô. Ngươi! Mặt thiên chi kiều nữ đầy bùn, tóc dài rối xù, mũi đau nhức, váy trắng dính bẩn. Phong Phi Vân đứng bên bờ hồ, tay cầm trường thương, lạnh lùng hỏi. Đuổi theo ta làm gì? Nàng cũng muốn giết ta. Ai kêu ngươi đắc tội thiếu thành chủ? Thiên chi kiều nữ đứng bật dậy, khí kình dao động vẩy bùn đất ra ngoài, nàng lại trở về dáng vẻ phong hoa tuyệt đại. Phong Phi Vân không vội giết thiên chi kiều nữ. Thiếu thành chủ, Tiêu Thiên Duyệt, ha 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 ha. Chẳng lẽ nàng không muốn biết ta đắc tội hắn như thế nào sao? Mắt thiên chi kiều nữ lạnh băng, tóc dài bay, đường cong thân thể cực kỳ ưu nhã. Không biết, cũng không muốn biết, dù sao là người thiếu thành chủ muốn giết thì ta sẽ giết. Huống chi ngươi là bán yêu ti tiện, giết ngươi không khác gì giết nô lệ. Phong Phi Vân đã quen nhìn loại nữ nhân tự cho mình cao quý, hắn không giận mà cười nói. Bởi vì hôm Tiêu Thiên Duyệt thành thân, ta cướp đi tiểu thiếp của hắn. Thiên chi kiều nữ rất ngạc nhiên, hé môi đỏ. Hóa ra người đó là ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Có phải nàng rất vui không? Hắn cưới ít một tiểu thiếp thì nàng có thể bù vào chỗ trống. Thiên chi kiều nữ cực kỳ tức giận, mắt bốc lửa, tức hộc máu. Xấu xa vô sỉ, người nói bậy bạ gì đó. Thiếu thành chủ là tam thúc ruột của ta. Phong Phi Vân rối rít xin lỗi. A, à, vậy sao? Xin lỗi ý lỗi, nhìn lầm. Phong Phi Vân rất có phong độ quý ông. Thiên chi kiều nữ nghiến răng. Bán yêu nhà ngươi thật đáng ghét. Trong đầu luôn nghĩ thứ dơ bẩn. Thiên chi kiều nữ rút trường kiếm mỏng nhỏ chém hướng Phong Phi Vân, nàng rất ghét bán yêu này. Tu vi của thiên chi kiều nữ siêu cao, mạnh hơn cường giả yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên mới bị Phong Phi Vân giết một bậc. Dù linh khí trong cơ thể bị giam cầm thiên chi kiều nữ vẫn chém ra sông kiếm, lực lượng ngang ngửa Phong Phi Vân. Tay thiên chi kiều nữ dán một ngọc phù, là vũ hóa phù lục, có thể tăng lực lượng cơ thể gấp mấy lần. Thiên chi kiều nữ chém ra mỗi nhát kiếm có uy lực khai thiên tích địa.
Kiếm khí cắt đất đai quanh hồ nước thành từng vết nứt to ghê người. Nụ cười dần tắt trên môi Phong Phi Vân, biểu tình nghiêm túc nói. Ta ít khi giết nữ nhân, đừng ép ta. Mắt Phong Phi Vân lạnh lẽo. Ta chưa từng giết bán yêu, người cũng đừng ép ta. Thiên Chi kiều nữ thầm giật mình, trước kia nàng gặp bán yêu toàn là yếu xìu, sinh vật thấp hèn hơn cả nô lệ. Nhưng bán yêu trước mặt Thiên Chi kiều nữ cực kỳ cường đại, có sức chiến đấu ngang ngửa với nàng. Nếu không nhờ vũ hóa phù lục gia cố thì Thiên Chi kiều nữ không đánh lại Phong Phi Vân. Trong hư không vang mấy tiếng xé gió, là cường giả yêu tộc nghe chạy đến. Năm bóng yêu lao tới, lực lượng cực kỳ cường đại, như năm con ma thú. Phong Phi Vân không muốn dây dưa với cháu gái ruột của Tiêu Thiên Duyệt, người hắn phát ra tiếng vạn thú gầm giống. Phong Phi Vân đâm một mâu đánh bay Thiên Chi kiều nữ, nàng rơi xuống hồ nước cạ, té đau điếng. Bán yêu chết tiệt, thật đáng ghét. Thiên Chi kiều nữ bỏ dậy, dậm chân. Thiên Chi kiều nữ cảm giác cường giả yêu tộc đến, nàng dán thần phù tật tốc vào đôi chân thon dài. Thiên Chi kiều nữ biến thành cái bóng xinh đẹp chạy trốn. Phong Phi Vân vào một hồ nước cạn khác, thánh thực quả sớm chờ tại đây. Hắn bắt được ba con cá nhỏ trong rừng đá lởm chởm dưới đáy hồ. Thánh thực quả hỏi. Nhị đại gia, sao cá nhỏ biến thành màu đỏ? Phong Phi Vân dùng hộp ngọc khác đựng ba con cá nhỏ, trả lời. Đây là xích diễm tuyền, cũng thuộc thất sắc tuyền. Phong Phi Vân dừng một lúc, hỏi. Thành thật, thất sắc tuyền thật sự có thể giúp tu sĩ niết bàn sao? Thánh thực quả chớp mắt nhìn Phong Phi Vân. Chẳng phải nhị đại gia vừa niết bàn sao? Nhị đại gia lại muốn đột phá cảnh giới. Hết cách, kẻ địch quá mạnh, không giống chó mèo bình thường. Phải có cảnh giới càng cao thì mới có tư cách sống sót. Nếu có thể đột phá đến niết bàn đệ tứ trọng thiên, ta tự tin có thể giết hết bọn họ. Mới rồi Phong Phi Vân đánh nhau Thiên Chi kiều nữ tuy tự tin có thể giết nàng nhưng đổi lại hắn sẽ bị thương, trong tình huống long mạch tràn ngập nguy hiểm, bị thương thì khó sống. Tu sĩ có thể vào bất tử điện đều không tầm thường, tu vi thấp nhất là con của vực chủ một đại vực, người nối nghiệp vực chủ tương lai. Phe yêu tộc càng mạnh, tu sĩ yếu nhất là tu vi niết bàn đệ tứ trọng thiên. Trong hoàn cảnh này nếu muốn sống thì phải tìm lực lượng càng mạnh hơn, dù rất mạo hiểm nhưng phải liều mạng thử một lần. Thánh thực quả nói. Nhưng nhị đại gia vừa đột phá không lâu, thuộc sơ kỳ niết bàn đệ tam trọng thiên, cảnh giới không ổn định. Nhị đại gia lại niết bàn lần thứ tư, trai lệ tử vong cao hưỡng 997 phần ngàn. Phong Phi Vân nhìn thánh thực quả chằm chằm. Tính toán rất chính xác. Thánh thực quả ngơ ngác nói. Ta thuận miệng nói lung tung. Thánh thực quả cảm thấy nó biết quá nhiều. Niết bàn lần thứ bốn nói dễ hơn làm, sẽ khó khăn hơn ba lần trước rất nhiều, nếu không thì dã chẳng có nhiều tu sĩ bị kẹt chết tại cảnh giới này. Đối với tu sĩ nhân loại, yêu tộc, một khi đột phá niết bàn đệ tứ trọng thiên tương đương cầm nửa tấm vé vào vũ hóa cảnh, ý nghĩa rất quan trọng. Đương nhiên nửa tấm vé này khó lấy, nhiều người chết trước ngưỡng cửa niết bàn đệ tứ trọng thiên. Ta không nói đột phá niết bàn đệ tứ trọng thiên ngay bây giờ. Phong Phi Vân biết niết bàn rất nghiêm túc, không phải tò đùa, sơ sẩy một cái là thần hồn đều diệt. Dù thánh linh chuyển thế cũng sẽ rất cẩn thận trong cảnh giới niết bàn, không dám liều lĩnh. Thánh thực quả nhìn Phong Phi Vân. Vậy ý của nhị đại gia là sao? Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Dẫn ta đi chỗ nguy hiểm nhất trong bất tử điện, ta có cách trùng kích đến đỉnh niết bàn đệ tam trọng thiên. Chỗ nguy hiểm nhất trong bất tử điện là nơi thánh linh tọa đạo. Không chừng gia gia của ta cũng ở đó. Linh giá của thánh thực quả rất mạnh, nó cảm nhận được độ mạnh nhiều chỗ trong bất tử điện. Thánh thực quả mang Phong Phi Vân đi nơi thánh linh tọa đạo. Một thác nước khô treo trên vách vực cổ, chỉ còn dấu vết khô vàng, thác nước sớm ngừng chảy vào thời viễn cổ. Giữa vách vực cổ trời quang mây tạnh, các con đường nhỏ viễn cổ uốn lượn. Đây là vách vực cổ bay trong bất tử điện, rách nát không chút sự sống. Cây cối mọc trên vách vực chết hết, thành bột phấn. Thánh thực quả, Phong Phi Vân dọc theo đường nhỏ viễn cổ leo lên trên, đi tìm nơi thánh linh tọa đạo. Linh giác của Phong Phi Vân rất mạnh, hắn cảm nhận không gian xung quanh dao động nhẹ. Ngươi khẳng định nơi thánh linh tọa đạo trên đỉnh vực cổ. Sao ta cảm giác chúng ta đang đi sâu vào mộ táng thánh linh? Thánh thực quả nhảy nhót trên thang đá dẫn đường, mỗi nhảy một lần sẽ leo lên một bậc thang. Thánh thực quả trả lời. Nơi này là mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ,
chỗ nào cũng có thể biến gang tấc thành chân trời, hoặc biến chân trời thành gang tấc. Gang tấc chân trời chỉ trong một ý niệm. Phong Phi Vân dừng bước, hắn thấy dấu mai rùa trên vách đá nâu vàng. Dấu mai rùa rất mới mẻ, dưới đất có vụn đá. Phong Phi Vân cười nói. Là con rùa kia để lại, xem ra nó cũng leo lên vực cổ này. Thánh thực quả An Hỉ En Thó đằng trước đột nhiên kinh kêu. A! À, Phong Phi Vân âu vội chạy lên, xuyên qua đường nhỏ, đứng trước vách treo leo. Trên đường dốc có một bóng người đứng. Thánh thực quả trốn sau gót chân Phong Phi Vân, người run run nói. Mới rồi nàng gõ đầu ta, còn mắng ta. Bóng người đứng trên đường dốc mảnh khảnh thon thả, da trắng bóc, chân mày liếu, tay cầm cổ kiếm mỏng nhỏ chặn đường. Nữ nhân thấy Phong Phi Vân xuất hiện thì phát ra khí lạnh. Là cháu gái ruột của Tiêu Thiên Duyệt. Phong Phi Vân khó chịu nói. Nàng bị gì vậy, nó chỉ là đứa con nít, nàng gõ đầu nó làm chi? Còn mắng nó, lỡ mắng nó ngốc luôn thì sao? Thành thật, nàng mắng ngươi cái gì? Thánh thực quả uất ức nói. Nàng gõ đầu ta, còn mắng ta là đen bóng, đó là gì? Phong Phi Vân lắc đầu thở dài. Thật là khùng. Tiêu Tiểu Thiền khó chịu hỏi. Bán yêu chết tiệt, ngươi chửi ai khùng? Ta không mắng nàng, lên tiếng làm chi? Phong Phi Vân cười nói. Đúng là oan ra ngõ hẹp, không ngờ nàng canh giữ tại đây. Tiêu Thiên Duyệt đâu, đã đi qua rồi. Tiêu Tiểu Thiền có mặt tại đây thì rất có thể Tiêu Thiên Duyệt, đám thiên tài tuấn kiệt đến trước một bước, xuyên qua đường dốc đến nơi thánh linh tọa đạo. Ta chuyên môn ở lại đây để dạy ngươi bài học. Mái tóc Tiêu Tiểu Thiền màu lam, cổ thon dài, eo nhỏ, môi như thoa son. Tu vi Tiêu Tiểu Thiền rất cao, người dán tám ngọc phù, màn sáng bao phủ người nàng. Tiêu Tiểu Thiền chém nhát kiếm kéo kiếm khí dài mấy chục thước. Phong Phi Vân anh tư bừng bừng, tuấn tú tiêu sái, trường bào nhẹ bay lên, người hắn cũng bay theo. Hai tay Phong Phi Vân cầm trường thương làm gậy, lực lượng vạn thú đè xuống. Đập nát kiếm khí của Tiêu Tiểu Thiền. Dạy ta, nàng có bản lĩnh đó sao? Phong Phi Vân cầm trường thương, chân đạp thiết tỏa bước nhanh xông lên, lại đâm trường thương. Tiêu Tiểu Thiền không ngờ Phong Phi Vân đáng sợ như vậy, lực lượng mạnh khủng khiếp, độ mạnh cơ thể hơn tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Đây còn là bán yêu sao? Giống man thú hình người hơn. Bùm! Tiêu Tiểu Thiền ném một viên hỏa châu biến thành kỳ lân hỏa thú cao 6 thước. Hỏa thú gầm giống sông hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đâm trường thương vào đầu hỏa thú, đập nát nó. Cùng lúc đó, Phong Phi Vân phun ra phượng hoàng nhiệt hỏa, đánh Tiêu Tiểu Thiền bay ngược ra, té xuống đường dốc, rơi vào vực sâu không đáy. Bất tử điện cấm bay, tu vi cao cỡ Tiêu Tiểu Thiền cũng không thể thi triển thần thông, nghịch thiên bay lên. Rơi vào vực sâu dù không chết cũng lột ra. Thánh thực quả nói, nhị đại gia. Đám cường giả yêu tộc đang chạy đến vực cổ. Phong Phi Vân ngước nhìn đường nhỏ uốn lượn, thấy đám tu sĩ yêu tộc bắt đầu leo lên, rất nhanh sẽ đến đường dốc. Trước có tu sĩ nhân loại, sau có cường giả yêu tộc, thật là tiến lùi khó khăn. Nhảy xuống đi. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm nghị đá thánh thực quả lăn xuống vách đá, hắn cũng nhảy theo. Dưới tầng mây, lưng Tiêu Tiểu Thiền mọc đôi cánh ánh sáng, thân hình mảnh khảnh bay lên trên. Sau khi bị Phong Phi Vân đánh rơi ra đường dốc, Tiêu Tiểu Thiền lập tứ dùng phù lục bay do hiền giả vũ hóa cảnh tế luyện ra. Bán yêu chết tiệt, quá to gan, nếu không phải ở trong mộ táng thánh linh thì bản tiểu thư sẽ xé sáng ngươi ra, để ta gặp lại ngươi thì. Tiếng gì vậy? Phong Phi Vân từ trên cao té xuống ngay đỉnh đầu Tiêu Tiểu Thiền, làm nàng choáng váng hoa mắt. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Nàng còn chưa chết. Lưng Phong Phi Vân dương đôi cánh. Lửa bốc cháy trên cánh, lông chim đỏ như máu. Ngươi mới chết. Tiêu Tiểu Thiền xoa trán vỗ trưởng vào tiên hiền yêu tộc. Tốc độ của Phong Phi Vân rất mau, hắn dễ dàng né khỏi bàn tay Tiêu Tiểu Thiền, lướt ngang vòng ra sau lưng nàng. Phong Phi Vân lột một tấm phù lục bay khỏi lưng Tiêu Tiểu Thiền. Đừng, a! À. Cánh ánh sáng trên lưng Tiêu Tiểu Thiền biến mất, nàng rơi nhanh xuống vực sâu. Phong Phi Vân nhìn phù lục trong tay, cất nó đi. Phong Phi Vân trầm ngâm, đột nhiên nảy một ý. Phong Phi Vân bay xuống, nhanh chóng ôm Tiêu Tiểu Thiền. Thân thể mềm mại vào lòng, rất mềm. Tiêu Tiểu Thiền như con cá tám chân, cánh tay ngọc ôm chặt tiên hiền yêu tộc, hai chân thon kẹp người hắn. Tiêu Tiểu Thiền treo trên người Phong Phi Vân, nói.
bán yêu chết tiệt, nếu bản công tử té rơi một cọng tóc thì toàn bán yêu minh các ngươi tiêu đời. Phong Phi Vân nhẹ vỗ lưng Tiêu Tiểu Thiền. Cô nương ngốc, sao ta nỡ để nàng bị thương? Khóe môi Phong Phi Vân cong lên. Ta còn cần dùng nàng uy hiếp tam thúc của nàng. Tiêu Tiểu Thiền nhe hàm răng trắng. Ngươi nghĩ bản tiểu thư nằm trong tay ngươi sao? Mắt to sáng ngời, Tiêu Tiểu Thiền cười tươi như hoa, một tay điểm vào đan điền Phong Phi Vân, ngón tay sắc bén như thanh kiếm ngọc. Bùm! Nhưng ngón tay Tiêu Tiểu Thiền chạm vào, cây sắt, chứ không đâm trúng đan điền. Thật là tồi tệ vô sỉ, tùy thân mang theo ám khí. Tiêu Tiểu Thiền chộp ám khí vùng đan điền của Phong Phi Vân, định giật ra, nhưng tay càng mò xuống dưới càng thấy lạ. Cây ám khí thô to như mọc trên người bán yêu, Tiêu Tiểu Thiền thử giật mấy lần mà không được. Tiêu Tiểu Thiền khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ là thần binh? Phong Phi Vân chửi thầm trong bụng, thiên chi kiêu nữ cửu tiêu tiên thành rất chịu chơi. Hai người đáp xuống nền đất, Phong Phi Vân giật bàn tay Tiêu Tiểu Thiền ra khỏi đũng quần, sắc mặt khó chịu. Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn Tiêu Tiểu Thiền. Rốt cuộc nàng ngốc hay thật sự không hiểu? Hôm nay quá xui, bị điệt nữ của Tiêu Thiên Duyệt đùa giỡn. Quả nhiên ra đời lăn lộn sẽ có ngày trả lại. Mình cướp tiểu thiếp của Tiêu Thiên Duyệt, giờ bị diệt nữ của Tiêu Thiên Duyệt sàm sỡ. Đây là báo ứng, báo ứng. Sắc mặt Tiêu Tiểu Thiền âm trầm, mắt lạnh lùng cảnh giác nhìn vị trí bên dưới đan điền của Phong Phi Vân. Tiêu Tiểu Thiền triệu hoán cổ kiếm, đẹp hòng nói. Ta mặc kệ ngươi giấu thần binh lợi khí gì, mới rồi âu si như ngươi may mắn. Nhưng bán yêu ti tẹn nhà ngươi dám ôm ta, đây là phạm tội chết. Nếu không giết ngươi sẽ làm bẩn danh dự của ta. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì, là hắn bị sàm sỡ nhưng Tiêu Tiểu Thiền cho rằng nàng chịu thiệt. Tiêu Tiểu Thiền cũng tu luyện loại tật tốc, thân pháp siêu mau, một kiếm đâm vào trán Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không muốn dây dưa với Tiêu Tiểu Thiền, phun ra phượng hoàng nhiệt hỏa biến thành biển lửa đốt nát phù lục trên người nàng. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi tật tốc, tốc độ nhanh như tia chớp đến gần Tiêu Tiểu Thiền, hai ngón tay kiềm cổ nàng. Tiêu Tiểu Thiền hé môi phun ra thanh kiếm trắng nhỏ đâm tới trước mặt Phong Phi Vân. Khoảng cách quá gần, không thể né. Tiểu kiếm rất là thần dị, sắc bén vô cùng, chớp mắt đã gần sát mặt Phong Phi Vân. Kiếm nhỏ va chạm vào tròng mắt trái của Phong Phi Vân, không đâm vào, chỉ tóe lửa. Mắt trái Phong Phi Vân là phượng hoàng nhãn cốt cô đọng, kiếm khí bình thường làm sao đâm thủng được. Ngay khi Tiêu Tiểu Thiền ngạc nhiên ngây người, chỉ một giây đủ để Phong Phi Vân bắt chặt cổ nàng. Phong Phi Vân nhanh như chớp phong 360 mệnh huyệt, xích sắt trói người Tiêu Tiểu Thiền lại. Tiêu Tiểu Thiền kinh hoàng hét lên. Bán yêu chết tiệt, hãy thả ta ra. Tiêu Tiểu Thiền chưa từng gặp hoàn cảnh khó khăn thế này. Bị một bán yêu phong lại tu vi, bị nhốt trong vực sâu không người. Tiêu Tiểu Thiền có thể tu luyện đến cảnh giới Niết Bàn đệ tứ trọng thiên đa phần vì thiên phú cao, được trưởng bối Tiên Thành yêu thương quán đỉnh. Tuổi Tiêu Tiểu Thiền không lớn, tâm trí không kiên cường như tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên khác. Từ khi Tiêu Tiểu Thiền sinh ra đã có trưởng bối hộ đạo, giải quyết khó khăn giúp nàng, lần này không ai, hỏi sao nàng không hốt hoảng. Phong Phi Vân nhặt thanh kiếm nhỏ lên, xóa bỏ hơi thở Tiêu Tiểu Thiền để lại trong thanh kiếm. Phong Phi Vân hô kiếm trước mặt Tiêu Tiểu Thiền. Nàng mà còn la nữa là ta cắt lưỡi. Tiêu Tiểu Thiền bị Phong Phi Vân hù sợ mặt trắng bệch, vội im miệng. Phong Phi Vân ném kiếm nhỏ cho thánh thực quả. Trông chừng nàng, nếu nàng dám ồn ào thì cắt một nhát vào mặt. Ta định trùng kích đỉnh Niết Bàn đệ tam trọng thiên tại đây. Có hai nguyên nhân ngăn cản Phong Phi Vân đột phá cảnh giới. Một là mức độ lĩnh ngộ sơn cốc, hai là tử kiếp trải qua mỗi tầng Niết Bàn. Trừ hai điểm này ra không có bất cứ thứ gì ngăn được Phong Phi Vân tăng tiến cảnh giới. Phong Phi Vân lấy tượng Phật vàng cao 99 thước ra, mở con đường thiên quốc, đi vào thiên quốc. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên mặt biển, dẫn dòng sông vàng đến. Sông vàng này do tinh hoa Phật khí ngưng tụ ra. Phong Phi Vân ngồi trong tinh hoa Phật khí, bắt đầu hấp thu lực lượng tinh hơ hoa. 360 mệnh huyệt giãn ra, điên cuồng hấp thu tinh hoa, rèn luyện bản thân, cô đọng tu vi. Tiêu Tiểu Thiền rất ngạc nhiên nhìn kim Phật khổng lồ trước mặt. Bán yêu đi vào bụng kim Phật, hơi thở hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ bán yêu nắm giữ một tòa bí cảnh. Tiêu Tiểu Thiền cảm thấy bán yêu càng lúc càng khó đoán, người đầy bí ẩn, khác xa những bán yêu khom lưng uốn gối nàng gặp trước kia.
Ít nhất trong số bán yêu Tiêu Tiểu Thiền đã gặp, bao gồm vực minh chủ bán yêu minh đều cung kính với nàng, làm sao dám trói hắn lại. Tiêu Tiểu Thiền hỏi Thánh Thực Quả. Này, rốt cuộc hắn là ai? Thánh Thực Quả đáp. Nhị đại gia của ta. Tiêu Tiểu Thiền trọn tròn mắt, nàng không tin lời Thánh Thực Quả. Trong mắt Tiêu Tiểu Thiền xoay tròn, nhìn chằm chằm kim Phật cao 99 thước. Tiêu Tiểu Thiền lẩm bẩm. Chẳng lẽ nàng là truyền nhân của cao tăng nào đó trong Thái Cổ Thánh Phật Miếu? Thánh Thực Quả cảm thấy Tiêu Tiểu Thiền nói quá nhiều, dí kiếm nhỏ sát mặt nàng. Thánh Thực Quả hăm dọa. Ngươi còn nói gì nữa là ta sẽ rạch một kiếm trên mặt ngươi. Thánh Thực Quả dừng một chút, bổ sung thêm. Nhị đại gia của ta dặn như vậy. Tiêu Tiểu Thiền nghiến răng, cuối cùng ngoan ngoãn khép môi son. Vù 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 vù. Một bóng tiên màu trắng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Vân Uyên xuống. Tiên hà vòng quanh người nàng, hơi thở thánh khiết vô song. Nàng đáp xuống đất, lưng cõng cổ kiếm, tú lệ thanh nhã, tóc đen rũ xuống eo, mặc váy dài màu trắng. Nàng bước ra một bước là dưới đất mọc chồi non xanh biếc, nhanh chóng trưởng thành cỏ nhỏ, các đốm sáng đọng trên lá cỏ. Tiêu Tiểu Thiền thấy nữ nhân đến thì rất kích động, hưng phấn hỏi. Thánh nữ tỷ tỷ, sao tỷ tỷ cũng đến đây? Nữ nhân này có lai lịch rất lớn, phụ thân và tam thúc của Tiêu Tiểu Thiền đều rất cung kính với nàng. Nàng xuất hiện, bán yêu kia chết chắc. Thủy Nguyệt Thánh nữ vươn tay thon, đầu ngón tay bắn ra luồng sáng chặt đứt sợi xích quấn người Tiêu Tiểu Thiền. Trong Bất Tử Điện giam cầm lực lượng nhưng không thể hoàn toàn giam cầm linh khí của nàng, phất tay một cái là kiếm khí bay ra. Ngươi là Cửu Tiêu Tiên Thành. Giọng Thủy Nguyệt Thánh nữ rất đẹp, tiên tư xuất trần, áo trắng như cánh ve. Thủy Nguyệt Thánh nữ tựa Lăng Ba tiên nữ bước ra từ sương khói. Tiêu Tiểu Thiền nói ngay. Tiêu Tiểu Thiền, khi Thánh nữ muội muội và chín tổ chơi cờ luận đạo ta từng dâng trà cho các người. Rốt cuộc nàng thoát khốn, còn gặp Thủy Nguyệt Thánh nữ. Nếu nàng nói ra chắc phụ thân, tam thúc sẽ hâm mộ muốn chết. Ta tìm theo hơi thở Thánh Thực Quả đến đây. Tiên hà trên người Thủy Nguyệt Thánh nữ mỏng hơn một chút lộ ra tuyệt sắc tiên nhan, nàng mặc váy trắng tinh, eo nhỏ quấn dây lưng trắng. Đôi mắt Thủy Nguyệt Thánh nữ sáng, đẹp hơn cả ngôi sao trên bầu trời. Có mùi thơm thoang thoảng toát ra từ cơ thể Thủy Nguyệt Thánh nữ tràn ngập trong không khí, tựa hoa lan nở rộ. Thủy Nguyệt Thánh nữ đến trước mặt Thánh Thực Quả. Vươn hai ngón tay nẹ ấn Thánh Thực Quả, dịu dàng hỏi. Đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh với ta không? Tiêu Tiểu Thiền rất ngạc nhiên nhìn con rùa trắng trước mắt. Thánh nữ tỷ tỷ, không lẽ nó là Thánh Thực Quả trong truyền thuyết? Thánh Thực Quả rất cảnh giác Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Ta tên Mao Thành Thật, ta phải chờ nhị đại gia. Chúng ta muốn đi tìm gia gia của ta, không đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thánh Thực Quả cảm nhận hơi thở cực kỳ đáng sợ từ người Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Làm nó rất e ngại. Thánh Thực Quả cứ cảm thấy nếu Thủy Nguyệt Thánh Nữ muốn thu phục thì nó tuyệt đối không trốn thoát được, đây là một nữ nhân rất đáng sợ. Thủy Nguyệt Thánh Nữ không ép buộc Thánh Thực Quả, nàng rụt tay về, mắt nhìn kim Phật. Thủy Nguyệt Thánh Nữ liếc qua con đường mơ hồ trên bụng Phật nối với thế giới khác. Tiêu Tiểu Thiền gõ đầu Thánh Thực Quả, nó không bị gõ dập mà chính tay nàng bị đau. Tiêu Tiểu Thiền nói, Thánh Nữ tỷ tỷ, nó đang lừa tỷ tỷ. Nhị đại gia của nó là bán yêu tồi tệ vô sỉ. Giọng Thủy Nguyệt Thánh Nữ yêu nhã như núi cao nước chảy, làm người nghe yên lòng. Tiểu Thiền, đừng vì thân phận bán yêu đê tiện mà xem thường bọn họ. Họ là sinh mệnh có máu có thịt, ngang hàng với chúng ta. Trong người bán yêu chảy dòng máu nhân loại, cũng là một thành viên nhân loại. A, à, Tiêu Tiểu Thiền nhỏ giọng nói. Nhưng hắn đúng là tồi tệ vô sỉ. Nghĩ đến bị Phong Phi Vân ôm vào ngực là Tiêu Tiểu Thiền thấy gai người, chỉ muốn tắm kỹ, tẩy sạch hơi thở bán yêu dính trên người mình. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đến bên cạnh tượng Phật vàng, nhắm mắt mênh mông, cảm nhận hơi thở từ kim Phật.